Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 191, ngồi xem long tranh hổ đấu. Đầu óc Trương Tân Dương vận chuyển rất nhanh. Bí thư Vương, nếu nói về giai đoạn hiện tại thì Cục Công an có chút lộn xộn, chính ủy Liên tuy là người chủ trì công tác trên danh nghĩa nhưng anh ấy đã qua niên hạn đề bạt, rất nhiều công tác đều phải co lại, lãnh đạo đầy thì động, không đầy thì mở một mắt nhắm một mắt, có thể không cần quan tâm thì không quan tâm, không cầu có công chỉ mong sao cho nhanh qua. Ba vị phó cục trưởng còn lại thì thích làm theo ý mình, đều nói mọi người cùng vung tay làm việc nhưng ai cũng chỉ chú tâm lung lạc quan hệ của mình, nào có ai có tâm tư công tác. Trương Tân Dương vừa suy xét vừa khẽ nói. Anh thử nói xem, nếu như trong Cục Công an cần có một vị cục trưởng, như vậy trong số ba vị phó cục trưởng kia, vị nào có khả năng nhất? Vương Tử Quân dùng giọng chăm chú hỏi. Ai có thể làm cục trưởng? Điều này mình có thể nắm chuẩn được sao? Trong quan trường thì vấn đề người hầu thật sự có rất nhiều chuyện cần bàn. Nhưng Vương Tử Quân lại hỏi như thế, Trương Tân Dương vẫn phải chăm chú quan tâm. Lãnh đạo tìm anh trò chuyện thì có một nguyên tắc cần nắm thật chặt, đó là từ lời nói của anh sẽ biết có thật lòng dựa vào hay không, vì vậy mà tất cả những vấn đề có liên quan đến nhân sự, nếu lãnh đạo cho ra câu hỏi trưng cầu ý kiến, anh phải cực kỳ cẩn trọng. Phân tích của anh có thể là ý kiến một mặt, nhưng nếu anh tỏ ra ngây thơ không trưởng thành thì sẽ có vấn đề, đồng thời anh phải nói thật lòng, nếu không lãnh đạo cũng sẽ có cái nhìn với anh. Trương Tân Dương là một vị đội trưởng đội cảnh sát giao thông cũng không phải tự nhiên mà có. Hắn cũng hiểu những quy tắc trong quan trường. Hắn muốn nói vài lời đùa giỡn dối trá, thế nhưng nhìn vẻ bất động của Vương Tử Quân, giống như tất cả đã được lãnh đạo nắm trong lòng bàn tay, hắn vẫn dùng giọng thành thật trả lời. Bí thư Vương, tôi thật sự cảm thấy cục trưởng Lý có hy vọng rất lớn. Những năm này anh ấy đi gần với bí thư Trần, quan hệ rất thân thiết, nhưng cục trưởng Trần cũng không phải không có hy vọng, anh ấy là bạn học của chủ tịch Lưu, còn cục trưởng Kim cũng có ưu thế tối thượng. Có quan hệ không giống như bình thường với bí thư Quách Vạn Thần. Trương Tân Dương nói ra mối quan hệ của ba vị phó cục trưởng, điều này thật sự giống như quăng ra danh trạng, vừa rồi Vương Tử Quân hỏi thì hắn có chút do dự, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Ba vị phó cục trưởng đều có hy vọng, như vậy thì cạnh tranh cho chức vụ cục trưởng Cục Công an sẽ rất mãnh liệt. Vương Tử Quân biết rõ ba vị phó cục trưởng kia tranh đoạt xong còn phải đưa ra hội nghị thường ủy để quyết định. Mà mình lần này sẽ sắm vai nhân vật gì trong quá trình tranh chấp. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi cũng không tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ dùng bữa và uống rượu, nói những chuyện không quá quan trọng với Trương Tân Dương. Trương Tân Dương lúc này dù có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng thấy bí thư Vương Tử Quân không có hứng thú, thế là không biết mở miệng sao cho đúng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đội trưởng Trương, rất tốt. Trên đường về nhà khách huyện ủy. Vương Tử Quân khẽ vỗ vai Trương Tân Dương rồi dùng giọng không mấy quan tâm nói. Câu nói này giống như lời hứa hẹn với thái độ thành khẩn của Trương Tân Dương, điều này làm cho hắn cảm thấy trái tim đập mạnh lên, hắn thật sự rất muốn nói hai chữ cảm ơn, thế nhưng chẳng lẽ lại nói như vậy. Thế là hắn chỉ đỏ mặt mà trầm mặc trong cảm giác ấm áp mà thôi. Được rồi, các người về đi. Sau khi đến nhà khách thì Vương Tử Quân cho Trương Tân Dương và Tôn Hạ Châu quay về, Trương Tân Dương không chịu. Cố ý đưa bí thư Vương lên lầu mới chịu về, nhưng cuối cùng bị Tôn Hạ Châu giữ lại. Tôn Hạ Châu là một cán bộ múa bút trong khoa thư ký, là văn nhân thanh cao, nhưng hắn dù sao cũng lăn lộn quan trường vài năm, cũng biết được vài quy củ. Lãnh đạo cũng là người, cũng cần không gian tư nhân yên tĩnh, cũng không thích lôi thôi, chỉ thích buông lỏng và nghỉ ngơi. Vì vậy dù bình thường đi theo lái xe tiểu thái đến đón Vương Tử Quân thì hắn cũng không quá kiên trì, hai mắt trông mong nhìn về phía cửa nhà khách. Đợi Vương Tử Quân xuất hiện, sau đó hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nhận lấy cặp công văn của Vương Tử Quân. Mà Vương Tử Quân cũng rất hài lòng với thái độ và sự chừng mực của Tôn Hạ Châu. Ám hiệu của Tôn Hạ Châu với Trương Tân Dương cũng lọt vào trong mắt Vương Tử Quân, thế là Vương Tử Quân cũng thầm có lời khẳng định với vị thư ký đặc biệt này của mình, hắn cười nói. Tân Dương, anh về đi, anh làm rất tốt, sẽ ngày càng tốt hơn. Trương Tân Dương nghe được lời khẳng định của Vương Tử Quân thì cực kỳ kích động, hắn vỗ ngực đảm bảo. Bí thư Vương, anh yên tâm, dù Trương Tân Dương sau này có như thế nào, thứ khác chưa nói, ít nhất cũng trung thành và tận tâm với Bí thư Vương. Trương Tân Dương tỏ thái độ như vậy dù không quá rõ ràng nhưng lại có chút ý nghĩa mơ hồ di động, Vương Tử Quân cũng hiểu, cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào nhà khách huyện ủy. Nhân viên Quế Hương đưa đến cho Vương Tử Quân một ly trà nóng. Hắn uống vào mà đầu cảm thấy tỉnh táo trở lại. Hắn nằm trên giường,
những cái tên chủ quản trong hệ thống tư pháp bắt đầu hiện lên trong óc. Bí thư ủy ban tư pháp, chức vụ này biểu hiện sự phụ trách toàn bộ hệ thống tư pháp của huyện, nhưng nếu làm không tốt, không những không khống chế được hai cục hai viện cục công an, cục tư pháp, viện kiểm sát, tòa án tương lai nếu phát sinh sơ suất còn bị người ta kéo ra chịu tội thay, sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Trước mắt thì trong hai cục hai viện căn bản không có người nhà của Vương Tử Quân, hắn là bí thư ủy ban tư pháp chỉ có thể ra lệnh theo chức quyền, nhưng người bên dưới có nghe hay không lại là một chuyện khác. Đây là tình hình trong nước Trung Quốc, trên có chính sách, dưới có đối sách. Nói cho dễ nghe thì phía dưới chấp hành chỉ thị của lãnh đạo theo kiểu biến tướng, nói khó nghe thì rõ ràng là làm cho lãnh đạo mất đi quyền lực. Trong hai cục hai viện thì quan trọng nhất là cục công an, cục trưởng cục công an trước nay căn bản đều là vị trí mà bí thư và chủ tịch huyện cạnh tranh với nhau, nếu mình muốn phát ra âm thanh trong công tác bổ nhiệm này, căn bản không phải dễ dàng gì. Nhưng nếu như mình hoàn toàn nghẹn ngào không làm được gì trong công tác bổ nhiệm lần này, như vậy sau này sẽ càng bất lợi khi triển khai mở rộng công tác. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt cảm thấy men say lại bùng lên trong bụng, ý thức của hắn có chút mơ hồ. Một đêm ngủ ngon không một giấc mộng, đến sáng tỉnh lại, nhân viên phục vụ gõ cửa phòng Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi có thể vào không? Vương Tử Quân lên tiếng. Cô vào đi. Quế Hương đưa đến một tô cháo vàng óng, một dĩa cải muối, còn có một ly trước trà nóng, một trái trứng. Đã làm phiền cô rồi, Quế Hương, cứ để tôi xuống nhà ăn tự dùng là được. Khó có cơ hội phục vụ bí thư Vương, giám đốc Trần nói tôi phải phục vụ cho ngài thật tốt, nếu để ngài tự mình xuống dùng cơm, tôi sẽ bị giữ lại lương. Quế Hương nói xong thì cầm một chiếc khăn nóng đưa đến cho Vương Tử Quân lau tay để dùng cơm. Vương Tử Quân nhìn Quế Hương lưu loát giúp mình thu dọn đồ đạc, trải giường xếp chăn, hắn cũng không sinh ra cảm giác bị đè nén, chỉ cảm thấy cô gái nông thôn kia càng nhìn càng thêm thân thiết. Lúc này Vương Tử Quân chợt nhớ đến Tần Hồng Cẩm, người phụ nữ mình yêu lúc này đang chạy xuống phương Nam, nhiều ngày qua không có chút tin tức nào. Người phụ nữ ngọt ngào đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mộng của Vương Tử Quân thật sự làm cho hắn yêu thương, hắn nhớ đến gian phòng đơn sơ của nàng, nhớ đến tình huống mình tham lam ôm lấy cơ thể mềm mại bóng loáng của nàng mà cả đêm phấn chấn không ngủ. Hắn không thể quên những lúc nàng vuốt ve lồng ngực của mình, mỗi lần như vậy lại nói em yêu anh chết mất, em yêu anh chết mất Vương Tử Quân. Sau đó hai mắt nàng chợt ẩm ướt, trong lòng hắn cũng bùng lên ý nghĩ, hắn muốn tìm đến với nàng, tìm được người phụ nữ làm mình nóng ruột bỏng gan, sau đó nói cho nàng biết, mình lúc nào cũng nhớ đến nàng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đi trên đường mà gió lạnh phả vào mặt, da thịt còn cảm thấy đau rát. Những thân cây trụi lủi bên đường càng thêm hiu quạnh. Cành khẳng khiu khẽ lay động trong gió, điều này làm cho tâm tình của Vương Tử Quân chợt hạ xuống thấp. Vương Tử Quân xoa xoa đầu đang có chút cảm giác đau, hắn đi vào phòng làm việc. Tôn Hạ Châu đã sớm quét dọn xong, khi Vương Tử Quân đi lên thì hắn cũng đi theo. Tôn Hạ Châu nhìn Vương Tử Quân, mái tóc của lãnh đạo có hơi rối, ánh mắt có hơi tan rã, hắn chợt nhớ đến tình huống hôm qua vì sự cầu tình của Trương Tân Dương mà mình mời Bí Thư Vương đi ăn bữa cơm xã giao, hắn chợt có chút áy náy bất an. Bí thư Vương, anh uống ly trà nóng đi. Tôn Hạ Châu bưng một ly trà nóng sốt thơm ngát đến đặt bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Không có gì, người ta say vài tiếng, tôi cũng không thể say cả đêm. Hạ Châu, hôm nay có sắp xếp gì không? Còn không có, nhưng vừa rồi tôi nghe trưởng khoa tổng hợp nói, lát nữa Bí thư Hầu sẽ tổ chức một hội nghị văn phòng bí thư. Tôn Hạ Châu nói đến họp văn phòng bí thư thì khẽ hạ giọng xuống. Hội nghị văn phòng bí thư. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, đây chính là một cuộc họp có tính chất quyền lợi cao nhất trong huyện, nhân viên tham dự là bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện và ba vị phó bí thư. Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, tuy cũng là phó bí thư nhưng lại không có tư cách tham gia hội nghị văn phòng bí thư. Hội nghị văn phòng bí thư. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó hắn ngồi xuống ghế salon. Có thể là thương lượng bổ nhiệm vị trí cục trưởng cục công an. Tôn Hạ Châu có chút do dự, cuối cùng khẽ lên tiếng với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhíu mày, tuy trên hắn còn có phó bí thư Quách Vạn Thần chủ quản tư pháp, nhưng nếu chuyện lớn thế này mà không có trình tự trưng cầu ý kiến của mình, xem ra không coi mình ra gì. Tút, tút, tút. Vương Tử Quân nhìn thấy chiếc điện thoại màu vàng đổ chuông, hắn tiện tay cầm lên, hắn chợt nghe thấy âm thanh vui vẻ của Tôn Quốc Lương. Alo, bí thư Vương phải không, tôi là anh Tôn của phòng tổ chức. Trong khu huyện ủy thì người tự xưng là anh Tôn của phòng tổ chức chỉ có thể là Tôn Quốc Lương,
Vương Tử Quân và Tôn Quốc Lương thật sự hiểu lẫn nhau, quan hệ giữa hai người bọn họ không thể nào vượt qua hào sâu trước mặt, dù có chữa trị thế nào cũng có vết rách. Giống như một cái gương, sau khi vỡ rồi, dù có tu bổ thế nào thì cũng khó thể toàn diện. Lúc này Tôn Quốc Lương lại hạ thấp tư thái gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, như vậy là có chuyện gì? Vương Tử Quân thầm suy đoán mục đích của đối phương, ngoài miệng lại nhiệt tình nói. Phòng tổ chức chính là chim khách, đi đến đâu cũng là báo tin vui. Trưởng phòng Tôn lúc này gọi điện thoại cho tôi, có phải muốn báo tin vui gì không? Bí thư Vương, anh quá để mắt đến tôi rồi, anh là cán bộ do thị ủy trông nom, nếu có đề bạt thì tôi là một trưởng phòng tổ chức cũng không đến lượt thông báo, chỉ có thể gọi điện thoại chúc mừng mà thôi. Tôn Quốc Lương nói cười vui vẻ trong điện thoại nhưng trong lời nói lại có chút ghen tuông. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến vài lời chua chát của Tôn Quốc Lương, hắn cười nói. Cũng như vậy mà thôi, cũng như vậy mà thôi. Dù Vương Tử Quân nói cũng như vậy cả nhưng có một sự thật mà hai người luôn biết rõ, lúc này hai người đã gần như tương đồng, dù Tôn Quốc Lương có bản lĩnh bằng trời cũng không thể vung tay trong công tác điều động một cán bộ cấp phó ban. Bí thư Vương, là thế này. Bí thư Hầu để cho phòng tổ chức chúng tôi đề cử nhân tuyển cho vị trí cục trưởng cục công an, còn giao nhiệm vụ cho tôi trao đổi với anh. Tôi cảm thấy thời gian anh đến huyện Lô Bắc có hơi ngắn, cũng không hiểu rõ về cục công an, thế nên tôi đã suy xét mọi điều, cũng muốn liên lạc với anh. Nhưng bí thư Hầu lại là người nóng tính, sẽ mở hội nghị văn phòng bí thư để quyết định, thật sự là làm cho người ta trở tay không kịp. Phó cục trưởng Lý Toàn Thành của cục công an là người tích cực công tác, lại luôn mạnh dạn đi đầu. Là người có khả năng, là mầm mống tốt. Bí thư Hầu cũng đã từng tán thưởng anh ấy, chúng tôi đã khảo sát và cảm thấy đây là vị cán bộ thích hợp. Chờ một lát nữa tổ chức hội nghị, tôi thấy không bằng nói là ý kiến của anh thấy thế nào? Hay cho một Tôn Quốc Lương, anh khảo sát vị trí cục trưởng cục công an mà bỏ qua bí thư ủy ban tư pháp, đây không phải chẳng xem tôi ra gì sao? Bây giờ anh đã quyết định tất cả, lại muốn tôi ra tay trợ giúp, muốn tôi kéo xe không công sao? Xem ra suy nghĩ quá chu toàn rồi. Trưởng phòng Tôn, anh cũng biết rồi đấy, tôi không hiểu nhiều về các đồng chí trong hệ thống công an, nếu đã như vậy thì phòng tổ chức các anh cứ giữ quan điểm của mình. Vương Tử Quân tuy nói với nụ cười, nhưng trong lời nói lại mang theo chút ý nghĩ chân thật đáng tin. Ha ha ha, tốt, cứ như vậy. Tôn Quốc Lương thấy Vương Tử Quân trả lời như vậy thì cũng không bất ngờ gì, hắn dùng giọng đơn giản nói qua loa vài câu, sau đó cúp điện thoại. Vương Tử Quân khẽ gõ lên mặt bàn, trong lòng thầm suy tư về tình huống Lý Toàn Thành lên làm cục trưởng cục công an thì sẽ có cục diện gì. Một lát sau Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại, hắn bấm hai con số rồi lại để xuống. Hắn định gọi điện thoại cho phó bí thư chủ quản khối tư pháp là Quách Vạn Thần, nhưng thầm nghĩ như vậy thì chính mình lại không ổn định trận tuyến, thế là quyết đoán đặt điện thoại xuống. Nóng vội không thành công, chính mình nên vừa ổn vừa vững, lấy tĩnh chế động thì hay hơn. Thời gian buổi sáng vẫn an nhàn, Vương Tử Quân đọc báo như bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Tôn Hạ Châu đưa một người đàn ông hơn 30 tuổi đi đến. Người này đầu hơi hói, nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác chưa già đã yếu. Vương Tử Quân cũng biết người đàn ông này, chính là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Tư pháp Đoạn Chính Quân. Ngày hôm qua Vương Tử Quân đi đến Ủy ban Tư pháp thì đã từng bắt tay với người này. Chào Bí thư Vương. Đoạn Chính Quân chú ý đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn dùng giọng cung kính nói. À, đồng chí Chính Quân đến đấy à? Vương Tử Quân phất phất tay với Đoạn Chính Quân, sau đó tỏ ý cho đối phương ngồi xuống. Hắn thật sự không hiểu nhiều về Đoạn Chính Quân, chỉ biết đây là người được Phó Bí thư Quách Vạn Thần chủ quản khối tư pháp đề bạt lên. Bí thư Vương, tôi đến báo danh với anh, sau này nếu anh có bất kỳ công tác gì, cứ việc phân phó. Mặt khác phòng làm việc của anh ở Ủy ban Tư pháp đã được tôi dọn dẹp xong. Đoạn Chính Quân vừa nói vừa lấy ra một chiếc chìa khóa phòng làm việc. Đưa cho Hạ Châu. Vương Tử Quân phất tay dùng giọng tùy ý nói, sau đó hắn hỏi về vài tình huống ở Ủy ban Tư pháp. Đoạn Chính Quân là người hỏi thì sẽ trả lời, nhưng chỉ cần Vương Tử Quân không hỏi thì lại không nói gì. Đoạn Chính Quân ngồi trong phòng làm việc của Vương Tử Quân hơn 20 phút, sau đó rời đi. Vương Tử Quân nhìn vị chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Tư pháp bỏ đi mà thầm nghĩ lòng dạ đối phương quá sâu, ở lại văn phòng Ủy ban Tư pháp cũng không có gì là tốt. Là một vị hạ cấp nhưng lại biểu hiện ẩn giấu trước mặt lãnh đạo, thậm chí còn tỏ ra trưởng thành hơn cả lãnh đạo, đây là một điều cực kỳ không đúng. Nếu như có một tên cấp dưới cứ mãi chơi trò vòng vèo,
như vậy còn cần lãnh đạo làm gì? Con bà nó! Bí thư Vương, hội nghị văn phòng bí thư đã kết thúc. Tôn Hạ Châu khẽ đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, trên mặt có chút hưng phấn. Hội nghị văn phòng kết thúc. Vương Tử Quân khẽ hạ bút xuống. À, kết quả thế nào rồi? Không có kết quả, nghe nói bí thư Quách ồn ào với bí thư Trần trong hội nghị, hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, đến khi chủ tịch Lưu nói giúp bí thư Quách hai câu, bí thư Hầu mới nghiêm mặt nói hội nghị văn phòng chỉ đến đây thôi, vấn đề nhân tuyển sẽ đưa sang quyết định ở hội nghị thường ủy. À, biết rồi. Vương Tử Quân phất tay với Tôn Hạ Châu, lại ném cho đối phương một điếu thuốc. Hạ Châu, thanh niên thì tai thính mắt tinh là rất tốt. Tôn Hạ Châu được bí thư Vương khích lệ thì trong lòng cảm thấy rất vui, hắn tiếp nhận điếu thuốc của lãnh đạo, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân với tâm tình vui sướng. Tin tức của Tôn Hạ Châu cực kỳ chính xác, chỉ sau chốt lát thì thông báo về hội nghị văn phòng bí thư đã đưa đến, nói là đến tối bí thư Hầu sẽ mở hội nghị thường ủy, mời bí thư Vương tham gia đúng giờ. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và nằm lên ghế salon, hắn suy tư về những tình huống sẽ xảy ra vào buổi tối, mình nên đi thế nào. Hai hổ đánh nhau thì tất có một bị thương, căn cứ vào nguyên tắc thắng làm vu, nếu có sự giúp đỡ của hắn thì phần thắng của một phía sẽ lớn hơn, nhưng ai nên thắng? Hắn đang suy nghĩ miên man thì phó bí thư chủ quản khối tư pháp đi đến. Tuy hai người đều là thường ủy huyện ủy nhưng trên danh nghĩa thì Quách Vạn Thần là lãnh đạo trực tiếp của Vương Tử Quân, vì thế mà Vương Tử Quân đứng lên với nụ cười tràn đầy, hắn khách khí nói. Bí thư Quách, anh có gì cứ gọi điện thoại tìm tôi là được, sao lại tự mình đến đây? Ha ha, bí thư Tiểu, bí thư Vương, anh không phải đang chê tôi bình thường quá quan liêu đấy chứ? Ha ha, cuối cùng thì tuổi tác cũng đã cao, ngồi một lát mà toàn thân rã rời, thôi thì tùy tiện đi lại một chút, hoạt động gân cốt cho thoải mái. Quách Vạn Thần vừa nói vừa tùy ý ngồi xuống ghế trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thầm nghĩ, cho dù anh ngồi mọc rể trong phòng làm việc, trước kia cũng chưa từng thấy anh đến phòng làm việc của tôi hoạt động gân cốt lần nào. Bây giờ cần dùng đến một phiếu của mình ở hội nghị thường ủy, đối phương lại chạy đến đây. Hắn thầm oán Quách Vạn Thần, nhưng ngoài miệng lại không nói gì, hắn phất tay cho Tôn Hạ Châu lui ra, sau đó tự tay pha cho Quách Vạn Thần một bình trà Bích Loa Xuân. Bí thư Tử Quân, khi tôi nghe nói anh đến tiếp nhận vị trí bí thư ủy ban tư pháp thì thật sự rất vui, xem ra tổ chức sắp xếp thật sự rất đúng. Bây giờ vấn đề trẻ hóa cán bộ càng phải thể hiện mạnh mẽ, cần phải tri thức hóa, chuyên nghiệp hóa. Anh đến nhận chức thì xem như đưa đến một viên mãnh tướng cho ban ngành chúng ta. Quách Vạn Thần tiếp nhận ly trà làm một ngụm, sau đó lên tiếng cảm thán. Trà ngon. Vương Tử Quân nghe những lời treo mình lên cao của Quách Vạn Thần thì ánh mắt lóe lên, hắn phát hiện mình đang bị đối phương đẩy vào bẫy dập, trong lòng cười thầm, anh chẳng lẽ muốn làm tôi say sưa. Tôi cũng không bị lừa dối mới lên đến vị trí này, anh cứ nói thẳng ra, cũng đừng nói bừa. Nhưng ngoài miệng thì hắn lại nói. Bí thư Quách quá khích lệ khối tư pháp chúng tôi rồi, sở dĩ chúng tôi có được thành tích hôm nay, không phải đều nằm dưới sự chỉ đạo của ngài sao? Mọi người nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, tôi vừa tiếp xúc với công tác của khối ủy ban tư pháp, hầu như là hai mắt tối đen, còn cần lãnh đạo giúp đỡ vào hỗ trợ nhiều hơn. Quách Vạn Thần nhìn nụ cười không chút gợn sóng sợ hãi của Vương Tử Quân, điều này làm hắn cảm thấy trong lòng mắc nghẹn. Tên này còn trẻ mà nói năng quá cẩn thận, sau này hai bên nhập gánh công tác. Thật sự nên cẩn thận hơn. Quách Vạn Thần thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại tỏ ra vô cùng thân cận. Bí thư Vương, hội nghị văn phòng bí thư hôm nay đã xong, cậu cũng đã biết rõ tình huống rồi đấy. Tôi cảm thấy ở vị trí cục trưởng cục công an thì khối tư pháp chúng ta cần phải có âm thanh của mình, đề cử cho cả huyện một người có khả năng, biết làm việc, biết xử lý công tác, phải là một vị cục trưởng cục công an tốt mới có thể đảm bảo tình hình trị an cho toàn huyện được. Bí thư Quách nói rất đúng. Khối tư pháp của chúng ta không được nhường ai trên phương diện chọn người hầu cho mình, việc nhỏ có thể nói đoàn kết, nhưng chuyện lớn cần phải nói về nguyên tắc. Vương Tử Quân dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Quách Vạn Thần, sau đó dùng giọng đầy khí phách nói. Bí thư Vương, anh có thể hiểu như vậy thật sự làm cho tôi cảm thấy rất vui. Tôi cũng suy nghĩ dựa theo phương diện này, chúng ta cần phải xuất phát từ phương diện đại cục để quyết định vị trí cục trưởng cục công an. Các đồng chí công an lão thành không những quen thuộc nghiệp vụ, không những giỏi phá án, còn là những người can đảm công tác vào có trách nhiệm, có dũng cảm có thể gánh vác trách nhiệm. Muốn làm cho đội ngũ công an thêm sinh động mà không cho đồng chí công an lên nhận chức, như vậy thì cho ai lên? Quách Vạn Thần khẽ gõ bàn rồi cùng trao đổi với Vương Tử Quân.
Trên vị trí cục trưởng cục công an, tôi thấy người có quyền lên tiếng nhất chính là bí thư Quách, anh đề cử nhân tuyển nào, dù nói về vấn đề năng lực công tác hay phương diện lo lắng cho nhân dân cũng không sai. Vương Tử Quân nói đến đây thì nâng ly nước lên dùng giọng ngưng trọng nói. Xe lửa chạy nhanh phải cần đầu kéo, chọn người cầm lái tốt sẽ có ý nghĩa lớn với cả đội ngũ, đây tuyệt đối là sự thật khó thể đo lường. Bí thư Quách, anh là phó bí thư chủ quản khối tư pháp, anh coi trọng nhân tuyển cho vị trí cục trưởng cục công an như vậy đã làm tôi rất cảm động. Nhưng hôm nay anh đến tìm tôi cũng phải nói với anh những lời thật lòng, chuyện này dù sao cũng không phải chỉ riêng khối tư pháp chúng ta cho ra quyết định, dù sao cục công an cũng là một đơn vị của khối chính quyền huyện. Chương 192, lùi một bước trời cao biển rộng. Trong mắt Quách Vạn Thần lóe lên hào quang, Vương Tử Quân chỉ nói nửa lời, nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng, muốn xác định nhân tuyển cho vị trí cục trưởng cục công an thì cần phải liên hệ với khối chính quyền huyện, mà trong huyện Lô Bắc có ai có thể lên tiếng đại biểu cho khối chính quyền, tất nhiên là người đứng đầu khối chính quyền, Chủ tịch Lưu Thành Quân. Quách Vạn Thần hít vào một hơi thuốc thật sâu, giống như cố gắng tạo ra quyết tâm, hắn cười ha hả nói. Bí thư Tử Quân, cậu nhắc nhở rất đúng, vị trí cục trưởng cục công an này dù sao cũng là một ban ngành của khối chính quyền, tuy chúng ta nhìn vào vấn đề xuất phát từ đại cục nhưng chút trình tự đó vẫn phải làm cho tốt, còn phải nghe ý kiến của khối chính quyền. Quách Vạn Thần ngồi thêm một lát rồi đi, mặc dù sau khi hắn đi thì lại đến phòng làm việc của Lưu Thành Quân, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ mục đích của mình đã đạt được. Đến 11 giờ thì điện thoại của Vương Tử Quân bắt đầu vang lên liên tục, hầu như biến thành đường dây nóng. Tất cả đều hẹn dùng cơm trưa. Hắn tất nhiên sẽ uyển chuyển từ chối những lời mời trên, nhưng trong những cuộc điện thoại đó Vương Tử Quân lại nghe được những cái tên như Lý Toàn Thành, Kim Siêu Việt, Trần Quốc Chính. Sắp đến giờ cơm trưa, Vương Tử Quân chuẩn bị đến nhà ăn dùng cơm, đây là nơi huyện ủy chính quyền đặc biệt sắp xếp làm nơi cán bộ dùng cơm, lắp đặt thiết bị không kém quán cơm bên ngoài, nhân viên càng là những cô gái xinh đẹp. Nhưng tuy nhà ăn ở cơ quan là rất tốt nhưng đám lãnh đạo huyện cả ngày chạy vạn dặm. Mất ăn mất ngủ, có rất ít cán bộ lãnh đạo huyện đến nơi này. Vương Tử Quân đến tất nhiên sẽ làm cho nhà ăn thêm bận rộn, không bao lâu thì bốn món mặn và canh đã được dọn lên bàn. Càng có ý chính là chỉ trong một thời gian ngắn nhưng nhà ăn lại có thể làm ra một dĩa bánh ngô, khi đầu bếp đưa món bánh ngô tuy đơn giản này lên thì gương mặt đổ mồ hôi ròng ròng. Vương Tử Quân nhìn bánh ngô mà thầm giật mình, vì sao đầu bếp nhà ăn hôm nay lại làm ra những món hợp với khẩu vị của mình như vậy? Vương Tử Quân nghi hoặc đi ra phía phòng bếp, đúng lúc đầu bếp đang vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa nghe điện thoại. Tôi biết rồi, Giám đốc Trần, hôm nay nhờ anh, cảm ơn anh. Nếu không có anh chỉ điểm, chỉ sợ là không kịp. Vương Tử Quân vừa nghe đã hiểu, thì ra đầu bếp đang gọi điện thoại cho Giám đốc nhà khách Trần Vân Đạt. Vương Tử Quân thấy Trần Vân Đạt là Giám đốc nhà ăn mà chú ý đến mình như vậy, trong lòng có chút cảm động. Hắn thầm quyết định sau này nếu có cơ hội sẽ cho đối phương tiến lên một bước. Hắn nói với vị đầu bếp. Anh đầu bếp, đã làm anh mệt mỏi rồi, sau này tôi thường xuyên đến đây dùng cơm, anh cũng đừng làm phiền toái như vậy. Ôi, Bí Thư Vương, lần sau nếu anh đến dùng cơm thì cứ nói Tiểu Tôn đến nói một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị những món hợp khẩu vị với anh, hôm nay chỉ có thể chuẩn bị cho anh một bữa cơm đơn giản mà thôi. Lúc này Vương Tử Quân thầm nghĩ. Trách gì người Trung Quốc mãi luôn có một tư tưởng thâm căn cố đế với quan trường, vì làm quan quá tốt, nhiều người vây quanh lấy anh, ngay cả chuyện dùng cơm của mình cũng được người ta chú ý quan tâm đặc biệt. Ha ha, Chủ tịch Vương, tôi còn nghĩ rằng ai đến nhà ăn dùng cơm, thì ra là anh. Một tiếng cười khẽ vang lên, Chủ tịch Lưu Thành Quân đi đến. Lưu Thành Quân cũng không phải đến một mình, sau lưng hắn còn có một người đàn ông trung niên cao gầy. Người này tuy cao hơn Lưu Thành Quân nhưng lại còng lưng xuống. Hận không thể thấp hơn Lưu Thành Quân nửa tấc mới tốt. Bây giờ đa số mọi người đều gọi Vương Tử Quân là Bí Thư Vương, quan trường xưng hô với nhau luôn căn cứ vào vị trí cao nhất, so ra thì Bí Thư Ủy Ban Tư Pháp sẽ mạnh hơn Phó Chủ tịch huyện gấp bao lần. Lưu Thành Quân tuyệt đối không thể không hiểu ý nghĩa này, nhưng hắn vẫn cứ gọi là Chủ tịch Vương, một chi tiết nhỏ nhặt thế này rõ ràng cũng có nguyên nhân. Hắn muốn truyền cho Vương Tử Quân một tin tức, đó là biểu hiện sự thân thiết giữa hai bên. Khoảnh khắc khi Vương Tử Quân gặp mặt Lưu Thành Quân thì lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn tất nhiên sẽ không cho rằng Chủ tịch huyện buổi trưa không có nơi nào để đi mới chạy đến đây, người đi theo phía sau Chủ tịch Lưu sợ rằng đang ước gì có thể mời Chủ tịch một bữa cơm cực kỳ no đủ ấy chứ. Sau khi Vương Tử Quân đến nhà ăn thì Lưu Thành Quân cũng đến ngay sát sau lưng, rõ ràng Chủ tịch đang chờ mình. Suoki bắt tay cười nói vài câu,
Lưu Thành Quân chợt chỉ tay ra người phía sau nói. Tiểu Trần, đến đây ra mắt Bí Thư Vương, sau này Bí Thư Vương có thể là lãnh đạo trực tiếp của cậu, nếu không hầu hạ Bí Thư Vương cho tốt, sợ sau này cũng không có được nhiều quyền lợi đâu. Lưu Thành Quân nói bằng giọng điệu cực kỳ bình thản, tiêu sái tự nhiên, điều này làm cho Vương Tử Quân thật sự bội phục. Hắn biết Tiểu Trần trong miệng Lưu Thành Quân chính là Trần Quốc Chính của Cục Công an huyện, hắn nghĩ đến tình huống đối phương mời mình dùng cơm, thế là đưa bàn tay ra cười cười nói. Cục trưởng Trần là anh tài xuất chúng, Cục Công an huyện chúng ta có được nhiều thành tích trong công tác đảm bảo trật tự trị an thật sự không xa rời khỏi những vất vả khó nhọc của anh. Vương Tử Quân nói đến những chữ anh tài xuất chúng thì trong mắt Lưu Thành Quân không tự chủ được lóe lên cái nhìn vui sướng, mà Trần Quốc Chính được khen ngợi lại càng bắt chặt lấy hai tay Vương Tử Quân, liên tiếp khom lưng nói lời cảm tạ với lãnh đạo. Chủ tịch Vương, sao hôm nay anh lại ăn uống đơn giản thế này? Lưu Thành Quân nhìn bốn món ăn trên bàn rồi cười hỏi. À, hai ngày qua uống quá nhiều, cũng không dám uống nữa, bây giờ ăn chút món ấm nóng để đuổi cái lạnh. Vương Tử Quân dùng giọng khổ sở nói với Lưu Thành Quân, thuận tiện giải thích vì sao mình từ chối lời mời của Trần Quốc Chính. Hút thuốc tổn thương phổi, uống rượu tổn thương dạ dày, đàn ông thật sự đúng là không thứ gì tốt, cứ mỗi lần qua Tết là tôi cảm thấy khó chịu. Lưu Thành Quân cảm thán một câu, sau đó nâng ly trà nhân viên vừa dâng lên uống một ngụm. Chủ tịch Tử Quân, bây giờ thị ủy đang yêu cầu chúng ta đẩy mạnh phát triển kinh tế, còn ký kết cả mục tiêu. Trong mắt tôi thì kinh tế muốn phát triển thì vấn đề ổn định xã hội phải đặt lên hàng đầu, anh là bí thư ủy ban tư pháp, trọng trách của anh rất nặng, không nhẹ chút nào. Tiểu Trần lại khá tốt ở phương diện này, cực kỳ hy vọng có thể được bí thư Vương tán thưởng. Lưu Thành Quân nói rồi đẩy Trần Quốc Chính ra, điều này nói rõ vấn đề, hắn và Quách Vạn Thần căn bản không bàn bạc và thảo luận cho tốt. Vương Tử Quân nghĩ đến tình hình hai người này đàm phán không thành, thế là trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Tiểu Trần. Rất tốt, nhưng tôi cảm thấy anh ấy cũng không nên cứ nghĩ đến những thứ trước mắt, có đôi khi vào thời điểm quan trọng thì lấy hết dũng khí, thuyết phục chính mình, lùi một bước trời cao biển rộng. Vẻ mặt Trần Quốc Chính càng thêm siết chặt, chỉ sau nháy mắt đã lóe lên cái nhìn hoảng hốt, nhưng Vương Tử Quân là người có thể đẩy Cơ Tòng Lương ra đi và nắm lấy vị trí bí thư ủy ban tư pháp, là kẻ không thể đắc tội, thế cho nên chỉ có thể áp chế cơn tức của mình mà thôi. Nếu so với Trần Quốc Chính thì Lưu Thành Quân lại khác. Hắn rơi vào trầm ngâm, trong lòng hiểu rõ những lời nói của Vương Tử Quân giống như chỉ dẫn cho Trần Quốc Chính, nhưng thực tế lại nói cho chính mình nghe. Trước mắt hắn thế đơn lực bạc ở hội nghị thường ủy, nếu như tiếp tục huyên náo không vui với Quách Vạn Thần, chỉ sợ sau này quyền lên tiếng sẽ ngày càng nhỏ hơn. Nếu hắn giúp đỡ Quách Vạn Thần, chẳng những có thể tránh va chạm với Quách Vạn Thần, còn có thể cùng Quách Vạn Thần đứng thành một chiến tuyến, tạo nên xu thế hợp lực. Quách Vạn Thần không đấu lại Hầu Thiên Đông thì có thể lựa chọn phương án thuần phục, nhưng mình là chủ tịch huyện, mình có thể cam tâm tình nguyện làm con rối của Hầu Thiên Đông sao? Chương 193, bất đắc dĩ thằng mù cưỡi ngựa. Vẫn là phòng họp của huyện ủy, lúc này vẫn là hơn 10 vị thường ủy của huyện Lô Bắc tụ tập lại, vì Hầu Thiên Đông còn chưa tuyên bố bắt đầu hội nghị, thế nên lúc này nhân viên tham gia đều đang ngồi uống nước trà trò chuyện mà thôi. Hầu Thiên Đông thì thầm hai câu với Trần Lộ Giao ngồi ở bên cạnh, sau đó lão ho khan một tiếng rồi mở miệng nói. Các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập hội nghị thường ủy, đã mở hội nghị thường ủy thì phải có đại sự cần giải quyết. Một năm mới đã đến, đầu năm thì lúc nào công tác cũng có hơi phai nhạt, nhưng huyện ủy chính quyền chúng ta cũng cần quan tâm hơn. Đây là lúc bắt đầu một năm, tất cả đều phải chuẩn bị làm tốt kế hoạch đưa ra, càng nên nhiệt tình công tác. Xúc tiến các hạng mục công tác ở huyện Lô Bắc trả rộng ra. Hầu Thiên Đông nói vài câu khách sáo rồi bắt đầu nói ra những lời sắp xếp công tác, mà đám thường ủy huyện ủy đối với những chuyện không liên quan đến nhân sự cũng thường có bầu không khí hài hòa, thế là hội nghị thường ủy đã thông qua những quyết nghị sẽ được thông báo vào hội nghị cán bộ toàn huyện vào ngày 13 sắp tới. Sau khi nói ra vài hạng mục công tác không quá quan trọng, Hầu Thiên Đông đặt bút xuống nói. Tôi thông báo cho các đồng chí một tin tức. Cơ Tòng Lương đã bị Ủy ban Kỷ luật Thị ủy cho quyết định song quy, đây là một bài học cho chúng ta. Các đồng chí, đây là hồi trường cảnh báo cho chúng ta, vấn đề chọn người hầu thì nhất định phải chuẩn, vừa xem xét chiến tích vừa coi trọng tài đức. Trước mắt Cục Công an như rắn mất đầu, công tác cũng rất nặng nề, không có lãnh đạo đứng đầu thì sẽ rất khó triển khai mở rộng công tác. Trưởng phòng Quốc Lương, anh có lời đề nghị nào cho vị trí Cục trưởng Cục Công an không? Bí thư Hầu. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu ban ngành Cục Công an, tôi cảm thấy Cục Công an vừa trải qua phong ba,
nếu muốn ổn định ban ngành thì tốt nhất nên chọn nhân tuyển từ trong cục. Tôn Quốc Lương nói, hắn mở quyển sổ tay của mình ra và nói tiếp. Ba vị phó cục trưởng cục công an đều phù hợp với tiêu chuẩn đề bạt, đặc biệt là đồng chí Lý Toàn Thành, càng là nhân tuyển thích hợp. Tôi biết rõ đồng chí Lý Toàn Thành, là một đồng chí an tâm chịu khó, bây giờ cục công an của chúng ta đang ở vào trong tình huống trăm phế đợi hưng. Tôi cảm thấy đồng chí Lý Toàn Thành nếu ngồi trên vị trí cục trưởng cục công an thì nhất định sẽ có thể triển khai mở rộng công tác, cũng làm cho cục công an nhanh chóng đuổi kịp tiến độ vào năm mới. Trần Lộ Giao cũng không chờ đợi ai mà bắt đầu lên tiếng. Dưới tình huống bình thường, trưởng phòng tổ chức, phó bí thư, còn có cả bí thư đã lên tiếng, như vậy sự việc trên cơ bản không còn bất kỳ hướng đi nào khác. Bây giờ Lý Toàn Thành được hai nhân vật có địa vị quan trọng nói ra lời khẳng định. Phải nói là trên cơ bản đã có phân nửa khả năng tiến lên làm cục trưởng cục công an. Mà Hầu Thiên Đông rõ ràng đã ủng hộ hai người này, bây giờ hai người kia lên tiếng, rõ ràng nói lên ý nghĩ của bí thư. Khi Hầu Thiên Đông chuẩn bị mở miệng quyết định sự việc thì bí thư ủy ban kỷ luật Tả Minh Phương chợt nói. Nói về việc bổ nhiệm đồng chí Lý Toàn Thành, chúng ta cần phải nên thận trọng. Gần đây ủy ban kỷ luật đã nhận được không ít đơn tố cáo về đồng chí Lý Toàn Thành, có những vấn đề còn đang đợi xác minh. Chúng ta không nên làm oan uổng đồng chí tốt, cũng không nên cho các đồng chí vi phạm kỷ luật biến thành cá lọt lưới. Tả Minh Phương chợt mở miệng làm hạ thấp khí thế của Tôn Quốc Lương và Trần Lộ Giao, một bầu không khí quỷ dị chợt bùng lên trong hội nghị thường ủy. Tả Minh Phương gần đây là một kẻ độc hành trong đám thường ủy huyện ủy, không ngờ bây giờ người mở miệng phản pháo đầu tiên lại là hắn. Vương Tử Quân ngồi trên vị trí của mình, ánh mắt nhìn Lưu Thành Quân, dù khi Tả Minh Phương mở miệng thì vẻ mặt chủ tịch vẫn như thường. Nhưng Vương Tử Quân có thể cảm nhận được chút thản nhiên trong mắt Lưu Thành Quân. Tả Minh Phương và Lưu Thành Quân đi gần bên nhau. Xem ra vị chủ tịch huyện này cũng không phải không có người của mình, Vương Tử Quân nghĩ vậy mà nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Bí thư Tả, là một cán bộ lãnh đạo thì chúng ta nên căn cứ vào sự phụ trách của tổ chức, cần phải phụ trách cả thái độ làm việc của các đồng chí tuyến dưới. Tôi biết về đồng chí Lý Toàn Thành, anh ấy có tác phong vững chắc, công tác sấm sét. Thế cho nên cũng không ít lần đắc tội với người ta, hơn nữa công tác đắc tội với người cũng là việc bình thường. Bây giờ có không ít người chuyên môn cáo trạng, bỏ ra vài đồng tiền viết đơn gửi theo đường bưu điện, loại này giống như ruồi bỏ, không thể làm gì được nhưng lại rất đáng chán ghét. Nếu như chúng ta chỉ vì vài lá đơn cáo trạng mà hủy đi tương lai của cán bộ, như vậy tôi thấy đó rõ ràng là một trạng thái cực đoan không chịu trách nhiệm, là hành vi làm cho tâm tình của đồng chí trở nên rét lạnh. Trưởng phòng tuyên truyền Vũ Trạch Huy không hổ danh là cán bộ có xuất thân từ khối tuyên truyền, nói vài câu hợp tình hợp lý, cũng khẽ vỗ tay xuống bàn. Trưởng phòng Vũ, thận trọng cũng không có nghĩa là chối bỏ tất cả, tôi cũng không chối bỏ đồng chí Lý Toàn Thành, chỉ là nói ra vài câu cho mọi người suy xét mà thôi. Tả Minh Phương bị một vị thường ủy sắp xếp sau mình lên tiếng khiển trách, thế là vẻ mặt trở nên khó coi. Vũ Trạch Huy còn định lên tiếng thì Quách Vạn Thần đã không cho cơ hội. Trước khi Vũ Trạch Huy há miệng thì Quách Vạn Thần đã lên tiếng. Phòng tổ chức đề cử ba vị phó cục trưởng, tôi cảm thấy điều này là không tệ, đồng chí Lý Toàn Thành công tác chăm chú, là một mãnh tướng khó có được, nếu như không phải một anh tài xuất chúng nắm cục công an thì rõ ràng có chút khiếm khuyết. Với những gì tôi hiểu về ba vị phó cục trưởng cục công an, đồng chí Kim Siêu Việt là một người có khả năng toàn tính toàn cục cực mạnh, công tác cẩn thận, là một mầm mống cực tốt. Quách Vạn Thần mở miệng đề cử một người khác. Điều này làm cho hội nghị thường ủy lâm vào bế tắc, hai vị phó bí thư phản đối làm cho Hầu Thiên Đông phải nhíu mày. Hầu Thiên Đông nhìn thoáng qua Đỗ Tự Cường, tỏ ý Đỗ Tự Cường nói vài câu. Dù sao thì lão cũng hợp ý với Lý Toàn Thành, nếu như không thể tiếp nhận, như vậy sẽ là đả kích với quyền uy của bí thư huyện ủy. Bí thư Hầu, tôi xin nói hai câu. Lưu Thành Quân mỉm cười nhìn thoáng qua bốn phía, thế nên ép Đỗ Tự Cường nuốt lời vào trong bụng. Hắn là chủ tịch huyện. Hắn là người có quyền lợi độc đoán trong lúc lên tiếng ở hội nghị thường ủy. Đỗ Tự Cường tuy rất căm tức nhưng cũng không có biện pháp gì hơn. Các đồng chí, tôi cảm thấy ba vị phó cục trưởng cục công an đều rất vĩ đại, đều thích hợp cho chức vụ lãnh đạo cục công an, nhưng đối với tôi cảm thấy đồng chí Kim Siêu Việt thật sự xuất sắc. Bây giờ toàn huyện đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, mà cục công an là một ban ngành tạo ra hoàn cảnh ổn định cho sự phát triển của cả huyện, là một ban ngành chủ tính toàn cục, đi đầu trong công tác bảo trì trật tự trị an. Lưu Thành Quân mở miệng thì một liên minh hùng mạnh chợt xuất hiện trước mặt Hầu Thiên Đông, mà Hầu Thiên Đông đối diện với liên minh hùng mạnh này cũng giống như có một áp lực vô hình đè ép lên trái tim. Chuyện đã đến nước này,
giống như ngoài phương án biểu quyết thì không còn gì khác. Gần đây Hầu Thiên Đông rất có lòng tin với phương án biểu quyết, thế nhưng bây giờ lão thật sự lo lắng mình không có đủ lực. Nếu như biểu quyết có thể thông qua nhân tuyển của mình, như vậy tất cả sẽ vui vẻ, nếu như không thông qua hoặc rơi vào trạng thái bế tắc, chỉ sợ uy tín của mình sẽ gặp phải đả kích. 11 vị thường ủy, chính Hầu Thiên Đông có thể nắm chắc chỉ là 5 người, tuy chủ nhiệm văn phòng huyện ủy là người của mình, nhưng sau này cũng có chủ kiến, vì thế Hầu Thiên Đông thật sự không thể nắm chắc được đầu phiếu này. Hầu Thiên Đông đảo mắt qua mặt chủ nhiệm Thái, sau đó lại rơi mắt lên người Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, anh là bí thư ủy ban tư pháp, anh cũng có ý kiến của mình với vị trí cục trưởng cục công an chứ? Vương Tử Quân khẽ gạt tàn thuốc, hắn trầm giọng nói. Nói thật, tôi là một bí thư ủy ban tư pháp vừa lên nhận chức, tôi còn chưa từng gặp mặt ba vị phó cục trưởng, thế cho nên nếu nói tôi cho ra lời nhận xét thì thật sự bất đắc dĩ, coi như thằng mù cưỡi ngựa. Vương Tử Quân nói lời khôi hài và thú vị, vì thế bầu không khí căng thẳng của phòng họp đã hòa hoãn hơn một chút, ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về phía hắn. Vương Tử Quân nói tiếp. Nhưng mỗi vị trí cũng có trách nhiệm riêng, nếu bí thư Hầu đã lên tiếng, tôi cũng nói ra ý kiến còn chưa hoàn thiện của mình. Cục Công an là một đơn vị có liên quan đến sự an toàn và ổn định của cả huyện, có thể nói là đơn vị quan trọng nhất, tác dụng chủ yếu của Cục Công an là gì? Đó là đảm bảo sự ổn định của một phương. Nếu muốn Cục Công an phát huy tác dụng thì điều quan trọng nhất chính là đảm bảo sự ổn định từ bên trong. Đảm bảo sự ổn định từ bên trong. Phú Trạch Huy nhìn Vương Tử Quân lên tiếng mà thầm mắng một câu, tên này là đầu sỏ đây, vị Cục trưởng Cục Công an tiền nhiệm vào đường chết, không phải là loại người gây rối sao. Bây giờ thì tốt, đối phương đứng đây nói về vấn đề ổn định Cục Công an từ bên trong, có thể lý luận vậy sao? Tôi cảm thấy sự việc quan trọng lúc này chính là ổn định cơ sở. Sau khi Cơ Tòng Lương xuống chức thì không phải có chính ủy Liên chủ trì công tác sao? Anh Liên công tác nhiều năm trong hệ thống công an, càng là chính ủy lâu năm, tôi cảm thấy hai đồng chí Lý Toàn Thành và Kim Siêu Việt đều là cán bộ vĩ đại, Lý Toàn Thành có cái nhìn đại cục không đủ, có thể cho đứng trên vị trí chính ủy 2 năm, đồng chí Kim Siêu Việt cũng có thể cho tiến lên một bước, làm phó cục trưởng thường vụ. Vương Tử Quân nói ra những lời này đều làm cho vẻ mặt của Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân có chút biến đổi. Trước mắt hai bên đều không nhường nhau, tranh cướp sẽ không có một bên tất thắng. Nếu sắp xếp cho chính ủy Liên Giang Hà tiến lên một bậc, điều này rõ ràng là một phương án mà hai bên có thể miễn cưỡng chấp nhận. À, bí thư Vương quá khiêm tốn rồi, cậu nói cậu là người ngoài, tôi cảm thấy cậu rất thành thạo trong công tác của khối tư pháp mới đúng. Chủ tịch Lưu, theo tôi thấy thì chúng ta nên đồng ý với ý kiến của đồng chí Tử Quân là hơn. Hầu Thiên Đông cười với Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói với Lưu Thành Quân. Thật ra Lưu Thành Quân cũng không muốn liều mình lưỡng bại câu thương, hắn là chủ tịch huyện mà tranh đấu với bí thư huyện ủy như vậy cũng không nên. Dù thế nào thì cục bộ cũng hát Perry phục tùng toàn thể, hạ cấp phục tùng thượng cấp, đây là quy tắc tối thiểu nhất. Nếu mình chống đối Hầu Thiên Đông ở khắp nơi, thì ủy sẽ có cái nhìn không hay với mình. Bây giờ vị trí cục trưởng cục công an không thuộc về người của Hầu Thiên Đông, đối với mình cũng là một thắng lợi lớn. Bí thư Hầu, tôi đồng ý với đề xuất của anh. Anh Liên là đồng chí tốt, đã chăm chỉ công tác vài chục năm ở Cục Công an, nhiều lần đảm nhiệm vị trí quan trọng như trực ban, cảnh sát hình sự, phó đồn trưởng đồn công an, là một nhân vật toàn tài. Hôm nay anh ấy đã lớn tuổi, vốn có ý nghĩ cho anh ấy đi hưởng phúc, nhưng bây giờ tính ổn định áp đảo tất cả, coi như ép anh ấy mỏi mệt thêm vài năm, dìu dắt các đồng chí bên dưới. Quách Vạn Thần uống một hớp trà, sau đó hắn mỉm cười, giống như đã sớm phát hiện đồng chí Liên Giang Hà là một anh tài. Lãnh đạo đứng đầu và hàng thứ hai đã lên tiếng định luận, thế cho nên sự việc căn bản được quyết định. Lúc này hội nghị thường ủy vốn là tình huống đấu võ mồm đã nhẹ nhàng hạ xuống, có vài vị thường ủy chưa tỏ thái độ thầm thở dài một hơi, bọn họ lúc này thật sự phải lau mắt nhìn và càng thêm coi trọng Vương Tử Quân. Nếu như nói lúc này ai mất mát nhiều nhất thì không thể nghi ngờ chính là trưởng phòng tổ chức Tôn Quốc Lương, ý kiến của phòng tổ chức không những không được thông qua, thiếu chút nữa còn làm cho hội nghị thường ủy lâm vào tình huống bế tắc. Người ta là một vị bí thư ủy ban tư pháp mới nhận chức nhưng dễ dàng xử lý một vấn đề khó khăn, đây thật sự là đánh vào mặt Tôn Quốc Lương, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mình là một trưởng phòng tổ chức không hợp cách, không nhìn rõ nhân tài và sử dụng anh tài. Đề nghị của bí thư Vương là rất tốt, các vị phó cục trưởng đều là nhân tài, cực kỳ tốt, nhưng như vậy Cục Công an sẽ mất đi một vị phó cục trưởng, không biết bí thư Vương có suy tính gì cho phương diện này không?
chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiếu Tử Đông chợt mở miệng nói. Sau khi đề nghị của Vương Tử Quân được thông qua thì vấn đề còn lại chính là vị trí phó cục trưởng, tuy hắn không thể nào có lời đề nghị với vị trí cục trưởng, phó cục trưởng thường vụ, nhưng vị trí phó cục trưởng bình thường lại được hắn đặt quyết tâm rất lớn. Dù Vương Tử Quân đã suy nghĩ kỹ nên mở miệng thế nào, nhưng nếp mình trực tiếp mở miệng thì cơ hơi gượng ép, nhưng bây giờ tên đã lên dây cung, không thể không bắn. Đúng lúc hắn đang xem xét nên nói ra sao thì không ngờ Tiếu Tử Đông lại mở miệng dọn đường. Vương Tử Quân đã ngẫu nhiên có vài lần nối quan hệ với Tiếu Tử Đông, căn bản không có giao tình, lúc này đối phương giúp mình vì lý do gì. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân lại mở miệng nói. Đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông là rất tốt, đồng chí này có tư cách, có thể cho tiến lên để rèn luyện. Vương Tử Quân nói thì thả ra một tín hiệu, hắn muốn nhúng tay vào cục công an, nhưng điều này là quá bình thường, hắn là một bí thư ủy ban tư pháp. Nếu như không nhúng tay vào cục công an thì rõ ràng mới là điều khó hiểu. Hầu Thiên Đông thấy Vương Tử Quân mở miệng thì trầm ngâm một lát, sau đó cảm thấy một vị trí phó cục trưởng cũng không đáng là gì, hơn nữa bây giờ lão còn cảm nhận được sự liên minh giữa Quách Vạn Thần và Lưu Thành Quân. Lão suy xét lợi hại, cuối cùng cho ra một cử chỉ sáng suốt, đó là ném chức vị phó cục trưởng cho Vương Tử Quân. Đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông công tác rất khởi sắc, tôi cảm thấy điều này là hoàn toàn có thể. Hầu Thiên Đông nói như vậy, Lưu Thành Quân cũng tiếp tục. Tôi cũng hiểu về đội trưởng đội cảnh sát giao thông, năng lực công tác rất mạnh, đề bạt là đương nhiên, đây cũng là lời khẳng định với những đồng chí chú tâm công tác. Bí thư và chủ tịch huyện đã lên tiếng tỏ thái độ, điều này làm cho ý kiến của Vương Tử Quân được quán triệt. Quách Vạn Thần dù có chút không cam lòng nhưng cũng rơi vào tình huống bất đắc dĩ, dưới sự áp chế của bí thư và chủ tịch, hắn dù sao cũng khó thể nói nên lời. Cũng chỉ có thể vặn mũi véo tai mà thôi. Vốn là vấn đề đề bạt lên vị trí phó cục trưởng cục công an cũng được hắn suy xét, đồng chí đội trưởng đội cảnh sát giao thông cũng là nhân tuyển hàng đầu, nhưng lần này cũng không phải hắn lên tiếng. Ngay sau đó hội nghị thường ủy cực kỳ thành công, tất cả vấn đề đều được giải quyết ổn thỏa, coi như hội nghị thành công thắng lợi. Chương 194, tặng anh một dĩa bánh trái. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp đầy sương mù mà thầm nghĩ. Làm quan thật sự rất có ý tứ, ngoài cửa phòng họp có ghi rõ ràng là không được hút thuốc, thế nhưng mỗi lần họp thì mọi người vẫn hít khỏi nhà xương, khói trong phòng cứ như mây bay vậy. Rất nhiều chuyện lớn đều được ra lò từ trong những buổi thuốc rượu mù mịt thế này. Vương Tử Quân bóp gói thuốc lá trong tay mà không khỏi cười lạnh, có một câu chuyện thế này, một người đến huyện ủy tìm lãnh đạo để liên lạc cảm tình, liên hệ tạo nên chút hảo cảm. Chưa đến gần khu vực huyện ủy đã phát hiện một cột khói bốc lên trời. Thế là người này không khỏi cảm thấy kinh hãi, trời ạ, như vậy là sao? Chưa nói đến chuyện lãnh đạo mất mạng, còn tiền đầu tư của mình thì sao? Chẳng lẽ mất không? Người này cầm lấy điện thoại gọi cho phòng cháy, đội phòng cháy nghe nói huyện ủy bốc hỏa thì không dám chậm trễ, vội vàng điều động xe chữa cháy chạy đến. Hai cột nước được xịt vào như rồng phun, cửa phòng họp lập tức bị đẩy ra, đám lãnh đạo huyện ủy từ bên trong lũ lượt chạy ra như đám chuột gặp lũ, bộ dạng chật vật không thể chịu nổi. Bí thư huyện ủy là người đầu tiên nổi trận lôi đình, hắn chỉ vào tên đội trưởng phòng cháy và chửi ầm lên. Các anh không có việc gì làm, ăn no rửng mỡ sao? Chạy đến huyện ủy luyện tập cho vui à? Đây tất nhiên là một câu chuyện cười không được khảo chứng, nhưng Vương Tử Quân vẫn hạ quyết tâm, sau này hút thuốc ít lại một chút, dù sao thì cũng phải lo lắng đến sức khỏe của mình. Vương Tử Quân đang nghĩ ngợi này nọ thì đúng lúc Tiếu Tử Đông từ phía sau đi đến. Vương Tử Quân vỗ tay Tiếu Tử Đông rồi dùng giọng nhiệt tình nói. Chủ nhiệm Tiếu, hôm nay tôi muốn được ăn cơm của nhà giàu, không biết anh có thời gian không? Tôi quả nhiên may mắn, đúng lúc cần ngủ thì bí thư Vương đưa gối kê đầu, tối nay chúng ta gặp mặt, không gặp không về. Tiếu Tử Đông cười sảng khoái rồi đồng ý ngay. Dù là hội nghị ở đâu, chỉ cần liên quan đến vấn đề nhân sự thì tốc độ truyền bá có thể nói là phô thiên cái địa như ôn dịch. Sau khi hội nghị thường ủy kết thúc thì tất cả đám nhân viên đã xôn xao về kết quả, tất nhiên phần lớn mọi người đều tập trung vào việc bổ nhiệm cục trưởng cục công an. Liên Giang Hà trở thành cục trưởng cục công an, đây là lời đề nghị của bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân, đây thật sự là một tin tức làm cho người ta mở rộng tầm mắt, càng làm cho không ít cán bộ khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng chức vụ cục trưởng cục công an dù cho đó là bí thư hay chủ tịch huyện cũng khó thể nắm chắc, nhưng khi hai bên đang long tranh hổ đấu. Tranh chấp túi bụi thì vị trí này lại do một vị bí thư ủy ban tư pháp quyết định dứt khoát. Dù trong đó có sự thỏa hiệp và cứng nhắc từ hai phía,
nhưng điều này ít nhất cũng nói rõ một vấn đề, đó là Bí thư Vương có quyền lên tiếng ở hội nghị thường ủy, là việc nhân đức không nhường ai. Sau khi Tôn Hạ Châu biết anh rể của mình trở thành phó cục trưởng cục công an thì thật sự không tin vào lỗ tai của mình, hơn nữa người cho ra lời đề nghị này chính là Bí thư Vương. Tôn Hạ Châu là thư ký của Vương Tử Quân, hắn thật sự biết rõ về thủ đoạn của thủ trưởng của mình, chỉ cần Vương Tử Quân tỉnh thì cả thế giới sẽ phải chống mắt lên mà nhìn, chỉ cần Vương Tử Quân ngủ thì cả thế giới cũng phải ngủ theo. Dù cho có vài người cảm thấy không thuận mắt nhưng ngoài mặt cũng không dám nói thẳng. Điều này làm cho Tôn Hạ Châu thật sự phục sát đất, thủ trưởng là người có khí thế mạnh mẽ, thu phóng tự nhiên, đây cũng không phải là thứ mà người bình thường có được. Dù vậy thì thu hoạch của Vương Tử Quân ở hội nghị thường ủy lần này vẫn làm cho Tôn Hạ Châu thật sự bất ngờ, mà sự thật cũng đã chứng minh sự cường thế của Vương Tử Quân. Cường thế là cái gì? Cường thế chính là vừa ăn cá lại vừa ăn cả thịt, vui vẻ thì ném cho đối phương một khúc xương, như vậy cũng đủ làm cho đối phương cảm thấy sung sướng đến mức cúi đầu. Hạ Châu, Bí thư Vương có ở đó không? Anh rể gọi điện thoại đến làm cho Tôn Hạ Châu thật sự run sợ, hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại chúc mừng một phen. Không ngờ đối phương lại đến trước một bước, lại biết rõ tin tức kia rồi. Bí thư Vương vẫn chưa về, anh rể, chúc mừng anh. Tôn Hạ Châu vừa chú ý đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lại vừa khẽ nói. Cảm ơn cậu, Hạ Châu, anh rể bây giờ được tiến lên đúng với tâm nguyện, không phải đã làm phiền cậu sao? Nếu không có cậu thì anh rể cũng không được Bí thư Vương đề bạt ngày hôm nay. Ôi, anh em chúng ta cần gì phải nói những lời thế này? Không nói như vậy nữa. Nếu hôm nào cậu rảnh thì hai anh em chúng ta uống với nhau vài ly. Anh rể của Tôn Hạ Châu ở đầu dây bên kia rất cảm kích, rõ ràng thăng chức ngoài ý muốn đã làm cho hắn cực kỳ kích động. Tôn Hạ Châu đồng ý một tiếng, sau đó thấy hình bóng của Vương Tử Quân xuất hiện trên hành lang, lúc này cũng có vài vị cán bộ ở trên hành lang đang cung kính lên tiếng chào hỏi. Anh rể, em cúp máy đây, bí thư về rồi. Tôn Hạ Châu nói rồi cúp điện thoại. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên đón tiếp Vương Tử Quân, dùng hai tay nhận lấy sổ sách trong tay Vương Tử Quân. Lúc này đám cán bộ đang chào hỏi thấy Tôn Hạ Châu tiến lên tiếp đón Vương Tử Quân, trong mắt đều bùng lên cái nhìn hâm mộ. Những năm gần đây người so với người về sức mạnh, lãnh đạo mình đang phục vụ là ai? Lãnh đạo là một vị cường thế, như vậy sẽ có ý nghĩa rằng vào những lúc có liên quan đến nhân sự sẽ giúp anh vượt qua khó khăn, vượt chông gai, trổ hết tài năng. Có hiệu quả còn lớn hơn cả sự cố gắng khổ sở vùi đầu vào công tác của anh rất nhiều. Vương Tử Quân nói sẽ đi dùng cơm, bữa cơm này tất nhiên là do Tiếu Tử Đông sắp xếp, khi sắc trời còn sớm, Tiếu Tử Đông tự mình gọi điện thoại đến, nói là đã sắp xếp bàn tiệc ở Giáp Ngư Thôn, mời Bí thư Vương đến phó ước. Ngày hôm nay Vương Tử Quân tiếp nhận biết bao cuộc điện thoại, còn có hơn 10 vị cán bộ đến thăm hỏi, mà Vương Tử Quân đều tươi cười đón tiếp bọn họ, kể ra vài chuyện không nặng chẳng nhẹ. Nhưng hắn cũng khắc ghi họ tên cấp bậc của từng người này vào trong lòng. Trong đám người đến chào hỏi, Vương Tử Quân thấy những kẻ cần đến đều đã đến, nói cũng không ít lời, nhưng có một người chẳng những không đến, thậm chí cũng không thèm gọi một cuộc điện thoại. Liên Giang Hà, trước đó là chính ủy của Cục Công an, bây giờ sắp tiến lên làm Cục trưởng Cục Công an, dù bây giờ khả năng đối phương đến phòng làm việc của Vương Tử Quân là không cao, nhưng gọi điện thoại cảm ơn một tiếng cũng không được sao. Xuất phát từ vấn đề lễ phép, đây hẳn là điều nên làm mới đúng chứ. Điều làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất khó hiểu chính là Liên Giang Hà thậm chí còn không gọi điện thoại đến, điều này có chút kỳ quái. Vương Tử Quân cũng không nói cho Tôn Hạ Châu biết chuyện mình dùng cơm tối, hắn tự mình đi. Sau khi đuổi lái xe Tiểu Thái đi, hắn tự mình đi về phía Giáp Ngư Thôn. Tuy đã qua năm mới, bầu không khí rất động tình nhưng bầu không khí tháng riêng vẫn khô ráo trong trẻo và lạnh lùng, ánh mặt trời buồn bã chiếu xuống vàng ửng. Gương mặt ỉu xìu treo trên trời giống như một cái bánh bột ngô đông cứng vào ngày đông giá lạnh. Huyện Lô Bắc là một huyện nghèo cấp quốc gia, vì vậy mà tối đến ở nơi đây cũng rất vắng vẻ, mượn lời của một người đàn ông thô tục trong huyện thì vào đông, anh nông dân cả đời một nắng hai sương cũng chẳng có gì làm, việc tiêu khiển duy nhất chính là ở nhà nằm ngủ, cùng vợ làm vài hoạt động thể dục nho nhỏ. Những cửa hàng trong huyện thành cũng đã đóng cửa. Những ngọn gió bắc thổi qua cực kỳ thê lương, thổi lên mặt người như dao cạo. Vương Tử Quân cố sức bước đi, toàn thân rất ấm áp. Giáp Ngư Thôn cũng không cách xa huyện ủy, Vương Tử Quân chỉ mất hơn 10 phút đã đến nơi. Khi Vương Tử Quân đến Giáp Ngư Thôn thì bầu trời đã sẩm tối, khi hắn còn đang cảm thán gió lạnh trời đêm, khi đi qua một khúc cua thì thấy phía trước là một dàn đèn neon lấp lánh,
Ba chữ giáp ngư thôn lúc sáng lúc tối giống như một cặp mắt liên tục chớp chớp đánh giá thực khách vào dùng cơm. Vương Tử Quân còn chưa đi vào giáp ngư thôn thì đã nhận được điện thoại của Tiếu Tử Đông, tuy lúc này điện thoại còn chưa phổ cập nhưng Tiếu Tử Đông là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, trong tay cũng có một chiếc điện thoại như cục gạch. Bí thư Vương, anh đã đến chưa? Âm thanh của Tiếu Tử Đông tràn đầy nhiệt tình. Đã đến cổng giáp ngư thôn, bây giờ tôi đi lên. Vương Tử Quân vừa nói thì thấy một tên thanh niên chạy về phía mình. Bí thư Vương, anh đã đến rồi, tôi là Tiểu Tào của văn phòng huyện ủy, chủ nhiệm Tiếu nói rồi ra tiếp anh. Tiểu Tào cười tươi rất nhiệt tình, sau đó nhanh chóng vung tay tiếp nhận chiếc cặp trong tay của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Tiểu Tào, sau đó hắn xoải bước đi lên lầu 2. Đi lên lầu chỉ mất khoảng một phút nhưng có hơn chục vị khách qua lại, điều này có thể thấy giáp ngư thôn kinh doanh tốt đẹp thế nào. Ha ha ha, Bí thư Vương, không thể đón tiếp từ xa, anh cũng đừng trách móc. Tiếu Tử Đông với gương mặt tràn đầy nụ cười đã tranh thủ đứng lên nghênh đón khi Vương Tử Quân vừa bước qua cửa phòng, hắn lớn tiếng nói. Lúc này trong phòng chẳng những có Tiếu Tử Đông, còn có một người đàn ông trung niên hơn 50, mái tóc hơi bạc, khi thấy Vương Tử Quân tiến vào thì cũng nhanh chóng đứng lên. Tiếu Tử Đông là thường ủy huyện ủy, là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nếu nói về địa vị thì cũng không kém Vương Tử Quân. Nhưng lúc này tư thái của hắn lại biểu hiện khá thấp, điều này cũng làm cho Vương Tử Quân tỏ ra khách khí, đây là quy luật, người kính ta một thước ta kính người một trượng. Chủ nhiệm Tiếu có lời mời, tôi nào không dám đến. Nói ra thì tôi cũng thất lễ, đáng lý ra tôi phải nghênh đón chủ nhiệm Tiếu, không ngờ lại để cho chủ nhiệm Tiếu phải chờ đợi. Vương Tử Quân và Tiếu Tử Đông bắt tay nhau rồi cười lớn nói. Khi Vương Tử Quân bắt tay Tiếu Tử Đông thì người đàn ông trung niên ở bên kia cũng duỗi hai tay đến. Chào Bí thư Vương, thật sự rất cảm động khi được anh quan tâm. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa nhiệt tình bắt tay Vương Tử Quân. Tôi là người sắp về hưu, lại được anh đưa lên lò lửa, vị trí cục trưởng cục công an cũng không dễ dàng đảm nhiệm. Nhưng dù thế nào thì tôi đây cũng phải cảm tạ sự quan tâm đề bạt của Bí thư Vương. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân đã hiểu người lên tiếng là ai. Chính là cục trưởng cục công an Liên Giang Hà. Trong suy nghĩ của hắn thì Liên Giang Hà phải là một kẻ khô khan, không ngờ người này chẳng những nhìn còn khá trẻ, nói chuyện lại rất ẩn giấu, hèn gì đối phương không gọi điện thoại, thì ra đang ẩn mình nơi đây chờ mình đến. Vương Tử Quân nghĩ đến đây và hiểu rõ vì sao Tiếu Tử Đông lại đứng lên giúp mình trong hội nghị thường ủy, hai người kia lại xuất hiện cùng lúc ở chỗ này, quan hệ thế nào đã quá rõ ràng rồi. Trong lúc hai thế lực mạnh nhất của huyện ủy đang tranh chấp với nhau đỏ mặt tía tai, Tiếu Tử Đông không thể có năng lực đề cập đến Liên Giang Hà, chính mình lên tiếng để bạt Liên Giang Hà, Tiếu Tử Đông tất nhiên sẽ tỏ ra vui sướng, thế là những chuyện phát sinh sau đó cũng thuận tiện hơn. Khi Vương Tử Quân đề xuất nhân tuyển cho vị trí phó cục trưởng, Tiếu Tử Đông cũng là người lên tiếng đầu tiên, để cho mình xác định nhân tuyển mình đề bạt. Hành động của đối phương đã quá rõ ràng, chính là thông qua phương thức kia để bánh ít đi bánh quy lại. Vương Tử Quân suy nghĩ rất nhanh, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười. Cục trưởng Liên, anh có thể lại phải gánh thêm phiền hà, nhưng anh cũng không nên về hưu sớm, anh cả đời làm công tác công an, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ vị trí như vậy? Hưởng thụ đại ngộ dành cho cán bộ lãnh đạo chỉ là thứ yếu, vấn đề là anh còn phải làm gương cho các cán bộ tuyến dưới. Vương Tử Quân nói ra những lời này tất nhiên là nói ngược, cái gì là hưởng thụ đãi ngộ dành cho cán bộ lãnh đạo là thứ yếu? Cái gì là dẫn giường cho các đồng chí tuyến dưới noi gương? Dù là người trong thể chế thì không ai không thích làm lãnh đạo, không ai không muốn mình phát triển cô độc, giống như ai cũng tình nguyện thừa nhận mình là kẻ có tài năng mà không phải chỉ là một cái vỏ bọc. Vì vị trí lãnh đạo các đơn vị ban ngành đều đã cố định, nếu nhổ một cây củ cải ra thì sẽ xuất hiện một lỗ hổng, đám cán bộ nín nhịn nhiều năm sẽ dõi cặp mắt trông mong nhìn vào chằm chằm, vì vậy mà ai cũng vung tay, kéo quan hệ để tạo điều kiện cho mình. Vương Tử Quân nói ra những lời này làm cho một Liên Giang Hà vốn đang rất cảm kích phải kích động, Bí thư Vương rõ ràng là đại công vô tư. Đãi ngộ cán bộ cấp xứ chính là thứ mà hắn cực kỳ mơ ước, nếu về hưu từ vị trí chính ủy cục công an thì sẽ được đề bạt lên cấp xứ về hưởng lương hưu, nhưng nếu mình tranh thủ leo lên vị trí cục trưởng cục công an, như vậy sẽ là vui vẻ và phát triển hơn. Tiếu Tử Đông nghe được đoạn đối thoại của Vương Tử Quân và Liên Giang Hà thì thầm cảm khái. Hắn không thể xác định mình cùng nhập gánh với một kẻ thâm trầm như Vương Tử Quân thì là may mắn hay bất hạnh. Người này làm việc có phương thức rất bí mật, bình thường sẽ cực kỳ khủng bố nhưng biểu hiện cũng chỉ có chút tảng băng ngầm mà thôi.
vị bí thư ủy ban tư pháp mới nhận chức này còn quá trẻ tuổi nhưng nói chuyện và làm việc có thể nói là cực kỳ trưởng thành và có khí thế, giống như hứa hẹn nhưng cũng giống như không nói gì, chỉ vài lời mà vừa nhẹ nhàng lại không mất đi tính trang trọng, lại làm cho Liên Giang Hà cảm kích không thôi. Điều này sẽ làm cho Liên Giang Hà thầm nghĩ phải báo đáp ơn chi ngộ của bí thư vương, cũng sẽ có lòng chung với bí thư vương. Bí thư, chúng ta giống như đã rời xa chủ đề rồi, hôm nay anh em chúng ta tụ hội chủ yếu là uống rượu nói chuyện, không nói đến công tác, không nói đến công tác. Tiếu Tử Đông vừa nói vừa vẫy vẫy tay ra ngoài cửa. Chương 195, nhân tài cười vào lúc cuối cùng. Nhân viên phục vụ Giáp Ngư Thôn mặc đồng phục thống nhất, ngay cả kiểu tóc cũng thống nhất, vào thời điểm này mà đã như vậy thì thật sự hiếm thấy. Lúc này một nhân viên phục vụ xinh xắn đã mỉm cười đi đến, trong tay cầm một cái khay inox. Một bàn đầy những món ăn tinh xảo được dọn ra, Liên Giang Hà lấy từ trong một túi nhựa màu đen ra hai chai mao đài như ảo thuật, hắn cung kính nói. Bí thư vương, đây là hai chai rượu tôi để lại từ khi chuyển ngành từ phương Nam, hôm nay dùng nó để đãi bí thư. Vương Tử Quân gật đầu mỉm cười, hắn biết rõ Liên Giang Hà đang lấy lòng mình. Bây giờ cục diện ở cục công an cũng không dễ dàng thu thập, dù đối phương là chính ủy tiến lên cục trưởng cục công an, thế nhưng muốn trấn trụ những vị phó cục trưởng sau lưng thì cũng cần sự giúp đỡ của mình. Một ly rượu đổ vào bụng, một mùi hương tinh thuần từ trong miệng truyền ra. Dù trước đó đã nói uống rượu chỉ nói chuyện tình cảm mà không nhắc đến công tác, thế nhưng bây giờ ba người lại vô tình đưa chủ đề đến phương diện công tác. Khi ba người đang trò chuyện với hứng thú nồng nặc thì những tiếng gõ cửa cấp bách vang lên, cô gái phục vụ bàn đi ra mở cửa, một người đàn ông hơn 30 tuổi với vẻ mặt tươi cười và dáng người mập mạp đi vào, trong tay của hắn cầm một chai rượu ngũ lương vừa mở nắp. Ha ha ha, chủ nhiệm Tiếu, biết rõ ngài đại giá quang lâm, tôi đến chúc anh một ly. Tên mập vừa đi vừa cười, nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía chủ tọa thì phát hiện cũng không đơn giản như mình tưởng, vì có Tiếu Tử Đông, còn có một người đàn ông trẻ tuổi mà mình chưa từng được gặp. Tuy tên mập là người kiến thức rộng rãi nhưng rơi vào tình huống này cũng không khỏi ngẩn ngơ, đúng lúc hắn không biết làm sao thì Tiếu Tử Đông đã chủ động mở miệng. Lưu Mập, anh đến mời rượu thì tôi hoan nghênh, nhưng vẫn phải theo quy củ, có bí thư vương ở đây, anh phải mời cho bí thư vương ngã xuống rồi hãy nói với tôi. Ba chữ bí thư vương vừa vang ra từ miệng Tiếu Tử Đông thì Lưu Mập đã hiểu người kia là ai, những năm qua hắn là ông chủ của quán Giáp Ngư Thôn, cũng coi là người mắt nhìn chung quanh tai nghe tám phương. Những ngày qua thì chủ đề được người ta đề cập nhiều nhất chính là Vương Tử Quân thế nào ra sao, vị phó chủ tịch trẻ tuổi kia vừa đến huyện Lô Bắc 2 tháng đã tạo ra vài chuyện lớn. Đầu tiên là Vương Tử Quân tìm lại sự sống cho một nhà máy tưởng chừng đã chết, tìm về được khoản nợ nhiều năm khó đòi. Hơn nữa còn được con nợ tặng cho một chiếc xe hơi. Khi mọi người còn đang cảm thấy ngạc nhiên, lại đúng lúc đối phương vung tay quyết định nhân tuyển cho vị trí cục trưởng cục công an. Cơ Tòng Lương là một nhân vật kiêu ngạo, những thường ủy bình thường căn bản không làm gì được người này, nghe nói còn sắp tiến lên vị trí bí thư ủy ban tư pháp. Không ngờ nước sôi thì vịt bay, vị trí bí thư ủy ban tư pháp đã ra rời vòng tay của Cơ Tòng Lương. Còn chuyện Vương Tử Quân đẩy ngã Cơ Tòng Lương xuống ngựa như thế nào thì dân gian có truyền lưu rất nhiều phiên bản khác nhau, mà trên bàn cơm lại là nơi tập kết những câu chuyện đó lại thành một mối. Vì thế Lưu Mập là ông chủ quán cơm Giáp Ngư Thôn, tất nhiên sẽ được nghe không ít những phiên bản như vậy, đừng nói đến vấn đề bổ nhiệm cho vị trí cục trưởng cục công an vào lúc này. Bí thư Vương chỉ cần nói một câu đã quyết định càn khôn, đây chính là câu nói cửa miệng của không ít cán bộ. Bí thư Vương đã là một nhân vật nổi tiếng của huyện Lô Bắc. Được người ta nói đến mức vô cùng kỳ diệu, chính mình hôm nay lại vô tình được gặp mặt bí thư vương. Lưu Mập suy nghĩ rất nhanh, sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn vừa nghe được lời nói của Tiếu Tử Đông thì mặt cười như một đóa hoa, hắn khách khí nói. Ôi, tôi đang nghĩ vì sao vừa rồi mình lại kích động như vậy, thì ra người đến là bí thư vương. Ngài đại giá quang lâm đến đây, chính là phúc khí của Lưu Mập tôi đúng là mắt thấp không thấy núi Thái Sơn. Tự phạt ba ly, tự phạt ba ly. Lưu Mập vừa nói vừa rót rượu uống, nhân viên phục vụ theo sau lưng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ông chủ của mình, tất nhiên nàng biết về tính nết của hắn, đây là loại người tròng mắt cao quá đầu, đều coi như mình đang đứng giữa không trung. Trước nay Lưu Mập sẽ không bao giờ bắt chuyện với những cán bộ bình thường, hôm nay đối phương lại tự phạt mình ba ly rượu, thật sự là quá mức phá lệ, giống như chỉ có lúc bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông đến đây thì mới có tình huống như vậy phát sinh. Người đàn ông trẻ tuổi kia được gọi là Bí Thư Vương, chẳng lẽ là một nhân vật ngang tầm với Bí Thư Hầu Thiên Đông?
Khi nữ nhân viên phục vụ còn đang nghi hoặc thì Vương Tử Quân đã cười nhạt nói. Ông chủ Lưu có ý tốt, chủ nhiệm Tiếu, cục trưởng Liên, ba người chúng ta cũng cùng nâng ly. Tiếu Tử Đông và Liên Giang Hà thấy Vương Tử Quân đưa ra lời đề nghị, thế là hai người cùng cụng ly với Vương Tử Quân và Lưu Mập, coi như cũng qua đi vài ly. Nếu như khi mình tự phạt rượu mà đối phương không thèm quan tâm, có lẽ hắn sẽ cho rằng đối phương quá kiêu ngạo, nhưng khi hắn đối mặt với hành động của Vương Tử Quân, hắn lại sinh ra một cảm giác, đó là đối phương có khí độ phi phàm. Ba vị lãnh đạo cứ ăn uống no say, có gì không hài lòng cứ nói với tôi cũng không muốn quấy rầy các vị lãnh đạo. Lưu Mập nói xong thì cất bước, cũng không quên chắp tay với các vị lãnh đạo. Sau khi ra khỏi cửa thì hắn nhắc nhở nhân viên phục vụ. Chú ý hầu hạ, có yêu cầu gì cũng phải thỏa mãn. Lưu Mập này là một người mạnh vì gạo bạo vì tiền. Vương Tử Quân chờ Lưu Mập đi ra thì quay sang nói với Tiếu Tử Đông. Tiếu Tử Đông khẽ gật đầu, mà Liên Giang Hà ở bên kia cũng giải thích. Đây là con trai thứ hai của Chủ tịch Lưu ở khối mặt trận Tổ quốc, người này có đầu óc, hiểu kinh doanh, biết cách làm giàu, không kém ai. Là con của Chủ tịch mặt trận Tổ quốc, hèn gì có thể phát triển giáp ngư thôn như vậy, hơn nữa với tính cách tám mặt lung linh như vậy thì rõ ràng cũng là một nhân vật đáng nể. Khi Vương Tử Quân còn đang suy nghĩ vài điều thì Thiếu Tử Đông đã cười nói. Giang Hà, Tiểu Long nhà anh cũng không tồi, sắp tốt nghiệp đại học, anh nên hoạt động một chút cho cậu ấy tiến vào Cục Công an thành phố Hồng Ngọc, như vậy cũng không quá khó. Liên Giang Hà cười cười, rõ ràng tỏ ra rất hưởng thụ lời nói của Thiếu Tử Đông. Ba người tiếp tục đàm tiếu, vì Vương Tử Quân tửu lượng không cao, thế nên lượng rượu phần lớn đổ vào bụng Liên Giang Hà và Thiếu Tử Đông. Vương Tử Quân uống vài ly trà. Cảm thấy bụng hơi căng, thế là ra ngoài đi vệ sinh. Giáp ngư thôn này lắp đặt thiết bị khá xa hoa, ngay cả nhà vệ sinh cũng được xây dựng giống như những khách sạn nhiều sao, rất tiên tiến. Sau khi đi vệ sinh xong, Vương Tử Quân cảm thấy toàn thân rất thoải mái. Vương Tử Quân đi đến cửa thì thấy cửa mở, bên trong truyền ra âm thanh của một người đàn ông. Anh Liên, không ngờ ứng với câu nói kia, kẻ cười sau cùng mới là người tốt nhất, lúc này tôi đến mời anh một ly. Cục trưởng Toàn Thành, anh Liên đã uống khá nhiều, anh chỉ cần có ý là được, ly lớn như vậy cũng nên bỏ qua cho. Tiếu Tử Đông rõ ràng đã có chút không vui. Tiếu Tử Đông là thường ủy huyện ủy, là người có lời nói rất nặng, nhưng lúc này gặp tên kia cũng không thể dùng được. Người này sau khi nghe xong lời khuyên bảo của Tiếu Tử Đông, không những không chấp hành mà còn tiếp tục ồn ào lớn tiếng. Chủ nhiệm Tiếu, cảm tình sâu thì một ly cũng không nên lời, anh là người cai quản cả vùng trời. Cũng không thể bỏ qua thành ý của tôi với Cục trưởng Liên được chứ. Cục trưởng Liên, hi hi, ly rượu này của tôi chúc mừng anh tiến lên vị trí Cục trưởng Cục Công an, nếu anh không uống thì xem thường Lý Toàn Thành tôi. Vương Tử Quân biết Lý Toàn Thành này là ai, nhìn vào tử lượng của Liên Giang Hà thì rõ ràng cũng không e ngại người ta đến mời rượu. Vấn đề là đối phương đến không phải vì ý nghĩ mời rượu, rõ ràng là có ý khác. Vương Tử Quân thầm trầm ngâm. Hắn cất bước đi vào phòng thì gặp một người đàn ông to cao đang đứng cầm một ly rượu khá lớn. Chiếc ly được giáp ngư thôn dùng để châm trà lại được người này lấy ra đựng rượu, rõ ràng đang muốn ép Liên Giang Hà làm trò cười cho thiên hạ. Lúc này Liên Giang Hà đang nhíu mày, Lý Toàn Thành này gần đây rất bá đạo, khi còn Cơ Tòng Lương thì đối phương còn nể mặt vài phần, sau đó Cơ Tòng Lương ra đi thì chính Lý Toàn Thành lại là kẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện một Liên Giang Hà. Đây chính là điều mà hắn không nghĩ tới, thế là bây giờ thầm bực bội đến tìm Liên Giang Hà, ý muốn cho Liên Giang Hà xấu mặt. Một ly rượu lớn, không phải Liên Giang Hà không uống được, nhưng nếu uống cạnh thì chỉ sợ sẽ gục xuống, nếu không uống thì đối phương sẽ tiếp tục nói lớn tiếng, dù là Thiếu Tử Đông cũng không thể nào ra mặt giúp đỡ. Liên Giang Hà cũng không muốn phát sinh xung đột với Lý Toàn Thành, dù sao hắn còn chưa nhận được văn bản chính thức tiến lên vị trí Cục trưởng Cục Công an, nếu náo loạn thì không tốt. Liên Giang Hà suy nghĩ một lúc lâu, khi hắn quyết định nâng ly thì nghe thấy âm thanh của Vương Tử Quân. Một chiếc ly quá khác biệt, đồng chí Giang Hà, vị này là ai? Lý Toàn Thành thấy Liên Giang Hà đã cầm tay vào ly rượu thì vẻ mặt lộ ra nụ cười đắc ý, lúc này hắn nghe thấy có người lên tiếng thì nhanh chóng nói ngay. Khác biệt cái nhà cầu, không phải là. Những câu nói tiếp theo chưa kịp ra khỏi miệng thì Lý Toàn Thành đã quay sang và thấy người đàn ông trẻ tuổi sau lưng mình. Cảm giác đầu tiên còn chưa kịp bốc lên, sau khi nhìn vào hai mắt Vương Tử Quân thì trong lòng hắn mới thầm phát lạnh. Vương Tử Quân này không phải là bí thư Vương của Ủy ban Tư pháp sao?
Lý Toàn Thành cũng có biết về Vương Tử Quân, chỉ là Vương Tử Quân không biết hắn mà thôi. Trước Tết Cơ Tòng Lương tổ chức một hành động càn quét tội phạm và mở hội nghị ca tụng công đức, Vương Tử Quân chính là một kẻ thân tàng bất lộ, khi đó vừa ra tay đã làm cho Cơ Tòng Lương ngã ngựa đau đớn, làm cho Lý Toàn Thành phải ghi khắc vào trong lòng. Số phận của Cơ Tòng Lương sau đó thật sự thảm hại, không những bị người ta chơi đẹp, còn mất chức cục trưởng cục công an, bản thân bị viện kiểm sát đưa đi, đồng thời cũng bị xử lý nặng nề. Chính Lý Toàn Thành tranh cướp vị trí cục trưởng cục công an cũng bị người ta nói một câu trong hội nghị thường ủy mà chỉ có được chức chính ủy. Nếu nói người làm Lý Toàn Thành căm hận thì chính là Vương Tử Quân, nhưng hắn không dám đụng vào bí thư Vương, chỉ có thể nảy sinh ý nghĩ ác độc với Liên Giang Hà, cùng không dám chĩa đầu súng về phía Vương Tử Quân. Trong lúc vô tình hắn biết được Liên Giang Hà có mặt ở đây, thế là cầm ly rượu lớn đến báo thù, nhưng không ngờ lại gặp vị sát tinh của huyện Lô Bắc ngay chỗ này. Lý Toàn Thành không quan tâm đến Tiếu Tử Đông, nhưng hắn lại sợ sức mạnh của Vương Tử Quân. Người này là bí thư chủ quản ủy ban tư pháp, cũng chính là người làm lòng hắn sinh ra sợ hãi. Bí thư Vương. Lý Toàn Thành cảm thấy tay chân luống cuống, hắn vừa nâng ly rượu vừa lẩm bẩm nói. Tiếu Tử Đông vốn cau mày đứng nơi đó, hắn bị một tên cấp dưới chống đối, thật sự mất hết mặt mũi. Nhưng Lý Toàn Thành là thân tín của Trần Lộ Giao, lại được Hầu Thiên Đông bao phủ. Chính mình căn bản không làm gì được đối phương. Nhưng nếu sự kiện này truyền ra ngoài, mình cũng khó nói, phát sinh những tin đồn khó nghe. Dù Tiếu Tử Đông là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, thế nhưng lại không tìm được nhiều nguồn vui cho bí thư Hầu Thiên Đông, vì thế mà chức vụ chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của hắn cũng không có quyền thế mạnh mẽ tương ứng. Đúng lúc hắn đang khó xử thì Vương Tử Quân đã quay về, hắn cảm thấy vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại lo lắng, vì Lý Toàn Thành này nổi danh hồ đồ. Nếu như làm loạn với Vương Tử Quân cũng không hay. Nhưng Tiếu Tử Đông lại không ngờ Lý Toàn Thành thấy Vương Tử Quân thì tay chân luống cuống. Khi Tiếu Tử Đông còn đang suy tư thì Vương Tử Quân đã chậm rãi ngồi xuống ghế của mình, ánh mắt hắn nhìn về phía Liên Giang Hà. Liên Giang Hà thấy Vương Tử Quân thì trong lòng vui sướng, hắn lên tiếng. Bí thư Vương, đây là Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an, đồng chí Lý Toàn Thành. Vương Tử Quân đã sớm biết về Lý Toàn Thành. Nhưng lúc này nghe thấy Liên Giang Hà lên tiếng thì khẽ cười nói. Đã sớm nghe danh đồng chí Lý Toàn Thành là mãnh tướng, hôm nay vừa gặp mặt thì thấy không tệ. Anh Liên, sau này công tác của anh vừa vặn có thể triển khai mở rộng một cách tốt đẹp. Vương Tử Quân nói như nước chảy mây trôi, vừa nói lại vừa nhìn sang Lý Toàn Thành, tiếp tục lên tiếng. Đồng chí Toàn Thành, mời rượu có nguyên tắc, anh muốn mời rượu thì trước tiên phải tỏ vẻ, sau đó chúng tôi cùng uống. Vương Tử Quân nói chính là quy củ trên bàn rượu, nhìn qua thật sự rất có lý. Nhưng lúc này Lý Toàn Thành cầm trong tay ly rượu lớn, đồng thời cũng đã uống không ít, bây giờ mới tỏ vẻ thì thật sự khó khăn. Bí thư Vương, tôi. Trong lòng Lý Toàn Thành đã nảy mầm chút ý nghĩ bỏ qua, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Hắn thầm cảm thấy hối tiếc, chính mình lau đít không sạch, sợ rằng vị Bí thư Vương đã kéo Cơ Tòng Lương xuống ngựa sẽ nhìn chằm chằm vào mình, thế nên thái độ nhanh chóng nhũn ra. Thế nào, chút quy củ như vậy anh cũng không hiểu sao. Gương mặt Vương Tử Quân trở nên lạnh lẽo, hắn đưa mắt nhìn về phía Lý Toàn Thành. Lý Toàn Thành nâng ly rượu lên mà ý nghĩ trong đầu bùng lên như sóng cồn, hắn nhìn gương mặt tỉnh rụi của Vương Tử Quân, lại nhớ đến tình hình hôm tuyên thệ xuất quân, hắn đứng bên cạnh Cơ Tòng Lương xem náo nhiệt, mà Vương Tử Quân lại nở nụ cười giống như lúc này. Bí thư ủy ban tư pháp chính là thủ trưởng của Lý Toàn Thành. Hắn nghĩ đến thân phận của Vương Tử Quân mà không thể không quan tâm, mà người này cũng làm cho tâm tình của hắn chợt phát lạnh. Lý Toàn Thành có quyết định trong nháy mắt, hắn nâng ly rượu trong tay lên với tư thái cực kỳ kiên định. Bí thư Vương, chủ nhiệm Tiếu, cục trưởng Liên, hôm nay gặp mặt các vị lãnh đạo làm tôi rất vui, tôi xin uống trước. Lý Toàn Thành vừa nói vừa ngửa cổ uống cạn ly rượu lớn. Lý Toàn Thành có tửu lượng cao, nhưng ly rượu lớn đổ vào bụng cũng cảm thấy như bốc lửa. Cảm thấy nóng ruột, nước mắt bùng ra. Hắn vốn đang định nói vài câu, nhưng bụng cồn cào làm hắn vội vàng đặt ly xuống và chạy nhanh ra ngoài. Người đến vội vàng mà đi cũng quá nhanh, Liên Giang Hà nhìn Lý Toàn Thành bỏ đi mà trong lòng đầy cảm kích với Vương Tử Quân, nếu như Bí Thư Vương không ra tay thì sợ rằng sẽ phải chạy đi chính là mình. Chương 196, anh phải tìm em dù là Nam hay Bắc. Nếu so sánh với Liên Giang Hà thì tâm lý của Tiếu Tử Đông phức tạp hơn nhiều. Lần này hắn hẹn gặp mặt Vương Tử Quân, chính là muốn làm cho mối quan hệ giữa hai bên thêm thân mật, cũng để cho mình có một minh hữu.
nhưng lúc này uy thế mà Vương Tử Quân biểu hiện ra lại làm cho hắn sinh ra một nhận thức rất sâu. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, bí thư ủy ban tư pháp, đây là hai chức vụ có mặt trong thường ủy huyện ủy, nhìn qua thì không khác gì nhau nhưng thực tế xét về lực ảnh hưởng thì Thiếu Tử Đông và Vương Tử Quân có sự chênh lệch không nhỏ, thế là ý nghĩ thành lập liên minh lại biến thành thái độ muốn dựa dẫm. Có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, sau này Thiếu Tử Đông có lẽ sẽ công tác khởi sắc hơn trong huyện ủy. Bí thư Vương, Liên Giang Hà tôi thật sự không biết nói gì hơn về đại ân của anh, sau này anh cứ xem vào biểu hiện của tôi. Bí thư Vương, Giang Hà tôi xin mời anh một ly. Liên Giang Hà nói rồi nâng ly rượu lên, sau đó cũng đứng lên. Vương Tử Quân thấy Liên Giang Hà đứng lên thì cũng đứng lên theo, Thiếu Tử Đông tất nhiên cũng không thể ngồi. Ba chiếc ly thủy tinh cụng vào nhau giữa không trung rồi phát ra một tiếng vang trong trẻo. Hội nghị cán bộ toàn huyện Lô Bắc được tiến hành, đám cán bộ kéo về huyện dự hội nghị, hơn 1.000 cán bộ khắp nông thôn tụ tập vào hội trường. Đối với một huyện thì hội nghị cán bộ đầu năm thật sự là một công tác rất quan trọng, huyện ủy chính quyền đã có hội nghị tổng kết vào cuối năm, bây giờ lại tiếp tục có những sắp xếp cụ thể cho hội nghị cán bộ đầu năm, đồng thời cũng tiến hành khen ngợi những đơn vị có thành tích trong năm qua. Thời tiết vẫn giá lạnh, mười mấy lò than bùng lên ánh lửa xanh được đặt khắp hội trường, bầu không khí vì thế mà có hơi ấm lên một chút. Sau khi vị chủ trì lên tiếng, Chủ tịch huyện Lưu Thành Quân bắt đầu cho ra những lời phát biểu triển khai mở rộng công tác và tiến hành tổng kết. Những chiếc loa lớn liên tục phát ra âm thanh khàn khàn của Chủ tịch huyện. Vương Tử Quân ngồi trên đài Chủ tịch, hắn nhìn đám người đông nghịt bên dưới, trong lòng chợt bùng lên chút cảm giác mình là lãnh đạo. Hội nghị lần này hắn cũng có phân công nhiệm vụ, hắn lật qua lật lại bản thảo mà Tôn Hạ Châu đã viết, trong lòng không kìm được chút kích động. Biết đâu đây là lần đầu tiên Vương Tử Quân được lên tiếng trên phương diện lãnh đạo huyện ủy, lúc này hắn cũng tự giễu cợt chút tâm tình không bình tĩnh của mình, đúng lúc Lưu Thành Quân đã nói đến những lời cuối cùng. Hôm nay là ngày khởi đầu của cả năm mới, các đồng chí, chúng ta thừa dịp này mà mở ra ngọn gió đông để cải cách. Sau khi Lưu Thành Quân nói ra những lời như vậy thì Vương Tử Quân thấy đám cán bộ ngồi bên dưới có hơi ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần tăng tiến. Xem ra đám người bên dưới đã tham gia nhiều hội nghị giống như thế này, cũng biết đó là chủ tịch huyện sắp kết thúc bài diễn văn của mình. Chủ nhiệm Thiếu, thư ký của khối văn phòng huyện chẳng lẽ không thay đổi ý gì đó mới mẻ sao? Tôi nhớ năm ngoái chủ tịch làm báo cáo cũng có đoạn cuối giống thế này, năm nay chẳng lẽ lại tiếp tục như vậy? Vì âm thanh của Lưu Thành Quân tạo nên sức hút tuyệt đối với đám cán bộ bên dưới, thế nên những vị thường ủy trên đài chủ tịch cũng không quá cố kỵ khi khẽ nghiêng đầu trò chuyện vài câu với nhau. Thiếu Tử Đông ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, mà bên cạnh hắn chính là trưởng phòng thị ủy Vũ Trạch Huy, người vừa lên tiếng hỏi là Vũ Trạch Huy. Trong số những vị thường ủy huyện ủy, Vương Tử Quân vì có thời gian gia nhập ngắn nhất, thế cho nên bị xếp vào vị trí cuối cùng. Thiếu Tử Đông khẽ nhíu mày với lời nói dí dỏm của Vũ Trạch Huy, sau đó lại cười xấu hổ giải thích. Tất cả đều đã là như vậy, mọi người cũng quen rồi. Vũ Trạch Huy còn định lên tiếng thì những tiếng vỗ tay như sóng chiều đã vang lên ầm vang dưới đài. Lúc này mời đồng chí thường ủy huyện ủy, bí thư ủy ban tư pháp, phó chủ tịch Vương Tử Quân phát biểu và tổng kết về tình hình trật tự trị an của huyện Lô Bắc chúng ta. Chủ trì hội nghị lần này chính là phó bí thư Trần Lộ Giao, bây giờ hắn đang lớn tiếng tuyên bố. Sau khi nghe xong lời tuyên bố của Trần Lộ Giao, Vương Tử Quân sửa sang lại y phục, sau khi nhân viên công tác đưa micro đến. Hắn khẽ thử giọng, sau đó bắt đầu đọc theo đúng bản thảo có sẵn. Thưa các đồng chí, tôi xin tổng hợp lại tình hình trật tự trị an trong năm qua. Âm thanh của Vương Tử Quân không nhanh không chậm, những lời nói trong trẻo thông qua micro được truyền đi khắp bốn phía. Vương Tử Quân lần này tuy có thể lên tiếng mà không cần nhìn vào bản thảo, có thể nói tùy ý, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định dùng bản thảo. Dù sao thì trong quan trường cũng không thích ứng với những biểu hiện quá mới, không phải đó là chuyện tốt. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì tất cả cán bộ bên dưới cũng nhìn về phía vị thường ủy huyện ủy trẻ tuổi trên đài, hội nghị lần này cũng chính là thời điểm mà Vương Tử Quân lộ mặt là một vị lãnh đạo khối tư pháp. Khi Vương Tử Quân đọc được một nửa bản thảo thì thấy trong cặp của mình có chút chấn động, bên trong là chiếc điện thoại di động, lúc này điện thoại chấn động, rõ ràng là có người gọi điện thoại đến. Vương Tử Quân dù có chút hối hận là không tắt điện thoại, thế nhưng hắn cũng không quá quan tâm. Hắn vẫn dùng giọng không nhanh không chậm để báo cáo, giống như chưa từng có chuyện gì từng phát sinh. Một vị thường ủy huyện ủy trẻ tuổi đã làm cho người ta phải chú ý, bây giờ đến lượt Vương Tử Quân báo cáo lại càng làm cho mọi người bên dưới phải tập trung vào hắn.
Khi Vương Tử Quân đọc xong báo cáo thì đám cán bộ bên dưới lại vỗ tay nhiệt liệt, khi Trần Lộ Giao đọc ra danh sách các đơn vị và cá nhân tiên tiến, Vương Tử Quân lặng lẽ lấy điện thoại ra xem, xuất hiện một số điện thoại lạ. Là số điện thoại thành phố Giang Thị, ai gọi cho mình? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng, Vương Tử Quân lặng lẽ rời khỏi vị trí của mình, hắn đi ra phía sau nghe điện thoại. Vương Tử Quân gọi đi nhưng không ai nhấc máy, mãi đến khi hắn chuẩn bị dừng gọi thì bên kia có một người lớn tiếng nói. Alo, lên tiếng là một người phụ nữ, hơn nữa tuổi còn không nhỏ, Vương Tử Quân hỏi là ai đầu dây thì đối phương đã dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Đây là điện thoại công cộng, vừa rồi có một cô gái đến đây gọi điện thoại. Một cô gái, là ai? Tần Hồng Cẩm sao? Vương Tử Quân chợt nhớ đến người phụ nữ làm hắn nóng ruột nóng gan theo bản năng. Nhưng điều này hình như là không thể, vì Tần Hồng Cẩm có điện thoại, thế nào cũng không dùng điện thoại công cộng, vậy thì là ai khác? Vương Tử Quân đang buồn bực thì người phụ nữ bên kia đã nói. Tôi nhớ cô ấy còn gửi đi một tin nhắn, không biết có phải là gửi cho anh không? Gửi một tin nhắn. Vương Tử Quân khẽ động tâm, vậy là hắn lấy điện thoại của mình ra, phát hiện có một tin nhắn chưa đọc, bên trong viết. Anh Tử Quân, em đã nói muốn xuống huyện của anh thể nghiệm cuộc sống. Bây giờ em đang ngồi xe, lát nữa anh phải đón em, Lâm Dĩnh Nhi. Nhà đầu này muốn xuống đây thể nghiệm cuộc sống, Lâm Trạch Viễn đồng ý sao? Vương Tử Quân vừa nghĩ đến bộ dạng dịu dàng sáng lạn của Lâm Dĩnh Nhi thì thầm nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ Lâm Trạch Viễn đúng là, Lâm Dĩnh Nhi được Lâm Trạch Viễn nuông chiều thành quen, ngay cả những chuyện thế này cũng đồng ý, xem ra làm quan lớn cũng có điểm yếu. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân cũng không liên lạc được với Lâm Dĩnh Nhi. Thế là chỉ có thể chuẩn bị chào đón. Cùng hắn thì hắn chiêu đãi nàng 2 ngày, đợi đến khi nàng không còn hứng thú với một huyện nghèo thì tiễn chân đi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Vương Tử Quân lại đi về phía đài chủ tịch, lúc này Trần Lộ Giao đã đọc xong danh sách đơn vị và được khen thưởng, sau đó sẽ là danh sách cá nhân tiên tiến. Vương Tử Quân nhìn qua số lượng cả trăm cán bộ tiên tiến mà không khỏi thầm nghĩ, văn kiện này đọc cũng cần vài phút, xem ra Trần Lộ Giao cũng đã tốn không ít nước bọt. Cũng phải chịu khổ. Các đồng chí, văn kiện của huyện ủy đã được phân phát cho từng người, vì vấn đề thời gian nên tôi sẽ không đọc danh sách cá nhân tiên tiến. Bây giờ tôi tuyên bố hạng mục thứ tư của hội nghị hôm nay, sẽ là lễ trao giải cho các đơn vị và cá nhân tiên tiến. Trần Lộ Giao vung tay lên rất lão luyện, sau đó bỏ qua chuyện đọc danh sách cá nhân tiên tiến. Trần Lộ Giao quả nhiên là lãnh đạo lâu năm, quyết định vứt bỏ đi một quá trình buồn tẻ, xem ra gừng càng già càng cay. Sau này mình phải chịu khó học hỏi. Vương Tử Quân thầm tự định giá, nhưng hắn cũng đứng lên theo đám người Hầu Thiên Đông. Có vài nữ cán bộ mặc sườn xám thống nhất lần lượt xếp thành hàng theo tiếng nhạc, những nữ cán bộ này không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đi đứng cũng không đều. Nhưng Vương Tử Quân lại có chút vui vẻ vì một đội hình không chuyên nghiệp như vậy. Khi các vị thường ủy nhận lấy những món quà từ tay các nữ nhân viên mặc sườn xám thì tiếng nhạc vang lên, 11 vị cán bộ đi đến theo đúng trình tự. Bọn họ chính là những đại biểu đơn vị được nhận phần thưởng năm nay, là 11 người, tương ứng với 11 vị thường ủy huyện ủy. Vương Tử Quân cũng có quen biết vài vị cán bộ đang đi lên đài, một người là Cục trưởng Cục Công an Liên Giang Hà, một người khác chính là Cục trưởng Cục Điện lực Ngụy Sinh Tân. Nhưng hai người này cũng không đứng trước mặt Vương Tử Quân, bọn họ phân biệt đứng trước mặt Lưu Thành Quân và Phó Bí thư huyện ủy Trần Lộ Giao. Sau khi giao những phần thưởng cho đám đại biểu đơn vị, Vương Tử Quân cùng bắt tay một vị cán bộ gầy còm, hắn nhìn vẻ mặt kích động của đối phương mà khẽ mỉm cười. Khi tiếng nhạc tiếp tục vang lên, Vương Tử Quân lại phải nhận lấy một phần thưởng dành cho cá nhân tiên tiến, lúc này một đội cá nhân tiên tiến cũng đã đi lên. À! Vương Tử Quân chuẩn bị phát thưởng thì hai mắt chợt tỏa sáng, trước mặt hắn là một nữ cảnh sát mặc đồng phục, đầu đội mũ. Nói thật lòng thì cô gái này không xinh đẹp nhưng lại có làn da trắng nõn, dáng người đẹp đẽ. Màu da và vóc dáng trời sinh cho kẻ gây tai vạ. Hơn nữa nàng mặc đồng phục cảnh sát rất đẹp, gương mặt xinh xắn cũng thu hút ánh mắt của đám người đối diện. Cô gái cảnh sát lúc này cũng đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía Bí thư Vương, nếu so với đám đại biểu cá nhân tiên tiến lên đài thì nàng thật sự giống như hạc giữa bầy gà. Vương Tử Quân chố mắt nhìn một lát, khi thấy các vị thường ủy khác đã bắt đầu phát thưởng, hắn cũng đưa giấy chứng nhận đến cho cô nàng. Nhưng điều làm cho Vương Tử Quân buồn cười chính là khi hắn đưa giấy chứng nhận vào trong tay cô gái cảnh sát, hắn cảm nhận được chút lực kéo từ tay của đối phương. Nàng khẽ cười với Vương Tử Quân, thế là giấy chứng nhận đã vào tay nàng. Vương Tử Quân cười một tiếng và bắt tay với cô gái cảnh sát,
nhưng khi cô gái xoay người với nụ cười thản nhiên lại làm cho trái tim của Vương Tử Quân đập lên khá mạnh. Chẳng lẽ mình cũng thích phụ nữ mặc chế phục? Vương Tử Quân thầm chế giễu chính mình, đúng là không còn gì khác để nghĩ. Kết thúc hội nghị chính là lời phát biểu của Hầu Thiên Đông, cũng coi như là kết thúc công tác. Nhưng Hầu Thiên Đông lại nói ra nhiều khuyết điểm, nói ra nhiều sai lầm, nói nhiều phê bình, đồng thời cũng yêu cầu ban ngành cải cách, cố gắng phấn đấu vì một năm tươi sáng hơn. Kết thúc hội nghị, Vương Tử Quân và đám thường ủy nối đuôi nhau đi ra, rời khỏi phòng họp, lên một chiếc xe 45 chỗ của văn phòng huyện ủy. Hội nghị cán bộ toàn huyện kết thúc, giống như tất cả công tác của một năm đã được tổng kết và mục tiêu năm mới đã định, sau khi quay về huyện ủy thì khoảng sân trở nên yên ắng hơn. Vương Tử Quân từ chối vài lời dùng cơm, hắn dùng một bữa đơn giản ở nhà ăn huyện ủy, sau đó lấy chìa khóa xe từ trong tay Tiểu Thái, hắn thầm tính toán đúng thời gian, có lẽ lúc này Lâm Dĩnh Nhi cũng đã đến rồi. Cả huyện Lô Bắc chỉ có một bến xe rách mướp, nhưng bến xe này lại chính là địa phương phồn hoa nhất huyện, dù là vào mùa đông thì dòng người nơi đây vẫn tấp nập, là điểm tập kết hàng hóa. Những quầy hàng ven đường, những sạp báo, tủ thuốc lá, giày dép đều tập trung vào chỗ này. Tút, tút, tút. Vương Tử Quân nhìn những tiểu thương bán hàng lấn chiếm cả lề đường mà thầm nhíu mày, ai bày hàng ra đây cũng là những người khó khăn, nhưng bày hàng lại làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông, cũng cần có người quản lý. Vương Tử Quân chợt sinh ra một ý nghĩ, hắn khó khăn chạy qua một con đường dày đặc hàng quán, sau đó dừng xe trong bến. Bến xe huyện thành cũng không được quản lý nghiêm, cũng không ai quan tâm đến xe vào xe ra. Thời gian chờ đợi khá buồn chán, khi Vương Tử Quân vô thức đốt một điếu thuốc thì một chiếc xe khách kiểu cũ chạy vào bến. Trong đám hành khách xuống xe, Vương Tử Quân thoáng phát hiện ra Lâm Dĩnh Nhi đang mặc một chiếc áo lông màu xanh nhạt, bộ dạng có vẻ non nớt thẹn thùng. Dù dòng người xuống xe chen chúc nhau nhưng Lâm Dĩnh Nhi vẫn như một con bướm đẹp đẽ, thật sự rất bắt mắt. Lâm Dĩnh Nhi xuống xe và liên tục dậm chân với cặp giày thêu hoa đẹp đẽ xuống đất, rõ ràng huyện Lô Bắc là khá lạnh, thế nên lúc này cô gái đáng yêu kia mới nhận ra được uy lực của thời tiết. Vương Tử Quân nở nụ cười, hắn xuống xe, nhưng sau đó lại nhanh chóng đeo lên mặt chiếc kính râm đã chuẩn bị từ trước. Khi tin tức về mình liên tục xuất hiện và bùng nổ ở huyện Lô Bắc, hắn đã để cho Tôn Hạ Châu mua cho mình một chiếc kính râm để làm công cụ xuất hành. Lâm Dĩnh Nhi. Một âm thanh vui mừng vang lên sau lưng Vương Tử Quân, khi âm thanh vang lên thì một cô gái mặc áo đỏ đã mỉm cười vọt về phía Lâm Dĩnh Nhi. Giang Gia Kỳ. Lâm Dĩnh Nhi cũng vui mừng hoan hô một tiếng, sau đó nàng cũng chạy về phía cô gái kia, hai cô gái ôm lấy nhau vui sướng. Giang Gia Kỳ dù không thật sự sặc sỡ lóa mắt như Lâm Dĩnh Nhi nhưng bộ dạng cũng là mày thanh mục tú. Cả hai là những cô gái xuất chúng, bây giờ đứng cùng một chỗ thật sự làm cho người ta cảm thấy vẻ đẹp và nguồn vui. Này, Lâm Dĩnh Nhi, cậu thật sự đến đây, mình còn tưởng rằng cậu đang gạt mình. Sau khi hai bên ôm nhau một lúc, cô gái kia cũng phát hiện có nhiều ánh mắt nhìn mình, thế là nhanh chóng phân khai. Cô gái được gọi là Giang Gia Kỳ vừa lên tiếng vừa muốn tiếp nhận những thứ trong tay của Lâm Dĩnh Nhi. Cậu đúng là, mình lừa gạt cậu khi nào, nhưng mùa đông ở đây cũng quá lạnh. Lâm Dĩnh Nhi tiện tay phân phát một trong số hai chiếc túi trong tay cho Giang Gia Kỳ. Đi thôi, Dĩnh Nhi, đây cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ ấm áp trò chuyện nhé. Giang Gia Kỳ vừa nói vừa muốn kéo Lâm Dĩnh Nhi ra khỏi bến xe. Lâm Dĩnh Nhi cắn cắn môi, sau đó nàng kéo tay Giang Gia Kỳ. Kỳ Kỳ, chờ chút, mình gọi một người khốn kiếp, mình sẽ cho anh ta thêm một, không, cho thêm 5 phút, nếu như không thấy mặt, mình sẽ đảm bảo cho anh ta biết tay. Một người khốn kiếp, mình có biệt hiệu như vậy từ khi nào? Vương Tử Quân sờ lên mũi, trong lòng thầm buồn cười. Một người khốn kiếp, ha ha ha, Dĩnh Nhi, có phải là một người đàn ông không? Thiếu nữ 18-19 rất thích chọc ghẹo về vấn đề này, sau khi nghe Lâm Dĩnh Nhi nói chờ một người như vậy, Giang Gia Kỳ tiến đến bên tai Lâm Dĩnh Nhi và khẽ hỏi. Ôi, không đúng, không đúng, nếu cậu còn nói bậy như vậy, mình sẽ không tha cho cậu. Lâm Dĩnh Nhi chợt đỏ mặt, nàng vừa nói vừa nhào về phía Giang Gia Kỳ, hai cô gái xinh đẹp lại quấn với nhau. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn bộ dạng vui vẻ của Lâm Dĩnh Nhi, trong lòng cảm thấy ấm áp, thế là hắn tiên lên mở lời. Dĩnh Nhi, cô đang nói ai là kẻ khốn kiếp thế? Lâm Dĩnh Nhi đang vui đùa ầm ĩ với Giang Gia Kỳ, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì chợt dừng động tác tay lại, nàng nở nụ cười xảo quyệt rồi thuận tiện lên tiếng bịa đặt. Nói đến anh thấy thế nào? Thì ra là thế.
Vương Tử Quân khẽ cười rồi đi về phía Lâm Dĩnh Nhi. Khi thấy nụ cười sáng lạn của Vương Tử Quân thì Lâm Dĩnh Nhi mới có phản ứng, nàng chợt lao về phía Vương Tử Quân, cặp môi vểnh lên. Anh là tên vô lại, chỉ biết ức hiếp tôi. Giang Gia Kỳ thấy có mặt người ngoài thì cũng dừng động tác tay lại, nàng dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Vương Tử Quân đang đeo kính râm, thầm nghĩ đối phương đúng là biết cách ăn mặc, mùa đông mà còn đeo kính râm. Giang Gia Kỳ, đây là một kẻ khốn kiếp, sau này cứ gọi là kẻ khốn kiếp là được. Lâm Dĩnh Nhi thấy bạn mình đứng yên không lên tiếng thì quay lại cầm lấy tay Giang Gia Kỳ, nàng nũng nịu nói. Giang Gia Kỳ và Lâm Dĩnh Nhi là hai cô gái trẻ ngây thơ khờ dại, nhưng khi đứng trước mặt đàn ông cũng biết ẩn giấu theo bản năng. Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng, hắn tiến lên gật đầu với Giang Gia Kỳ. Cô là bạn học của Dĩnh Nhi sao? Tôi họ Vương, sau này cứ gọi là anh Vương. Chào anh Vương. Giang Gia Kỳ dùng giọng ngọt ngào và biết điều chào hỏi Vương Tử Quân. Dĩnh Nhi, em xem người ta hiểu điệu thục nữ thế nào kìa, em cần học hỏi một chút, nếu không sau này sẽ khó gả ra ngoài. Vương Tử Quân nhìn về phía Lâm Dĩnh Nhi rồi thản nhiên nói. Vương Tử Quân tuy từ đầu đến cuối không giới thiệu về mình với Giang Gia Kỳ, nhưng hắn cũng nói gần nói xa, biểu hiện mối quan hệ của mình với Lâm Dĩnh Nhi. Lâm Dĩnh Nhi có hơi chố mắt, hai con người có bùng lên chút xương, ánh mắt bừng ra chiếu lên mặt Vương Tử Quân. Lâm Dĩnh Nhi bị kích động mà có chút thất vọng, vẻ mặt cũng lạnh hơn một chút, nàng đứng ngây người không lên tiếng. Vương Tử Quân giống như cũng chú ý đến sự biến hóa tâm tình của Lâm Dĩnh Nhi, hắn không muốn nghĩ nhiều, cũng không đành lòng để cho một cô gái mất hứng, thế là hắn cố gắng mang trên mặt chút nghi vấn và dùng giọng đã biết còn hỏi nói. Dĩnh Nhi, làm sao vậy? Đây không phải chỗ nói chuyện, em còn chưa ăn cơm, hay chúng ta tìm chỗ nào dùng cơm rồi nói sau vậy? Lâm Dĩnh Nhi lúc này mới chớp mắt, nàng lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Tùy anh vậy. Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh của cô gái xinh đẹp đáng yêu kia có chút chua xót thì trong lòng có chút không đành lòng, hắn tiến lên nhận lấy túi trong tay của Lâm Dĩnh Nhi và Giang Gia Kỳ, sau đó không khỏi phân trần. Đưa cho anh. Vương Tử Quân cầm lấy hai túi đi đến phía chiếc xe của mình, đúng lúc này chợt nghe thấy tiếng còi xe vang lên đầu cổng, khi âm thanh vang lên thì một chiếc xe hơi màu trắng chạy đến như bay, phóng nhanh về phía ba người Vương Tử Quân. Két. Tiếng thắng gấp vang lên chói tai. Sau đó chiếc xe dừng lại bên cạnh ba người Vương Tử Quân, cửa sổ chậm rãi mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi thò đầu ra. Giang Gia Kỳ, đây là bạn của em sao? Lên xe đi. Tên đàn ông trẻ tuổi nói, âm thanh tăng lên gấp đôi. Giang Gia Kỳ thấy người đàn ông kia thì trong mắt có chút đáng ghét, đúng lúc này tên kia đã bước xuống xe, gương mặt điển trai, cao hơn 1m7, đứng giữa trời đông sinh ra cảm giác ngọc thụ lâm phong. Vừa ra khỏi cửa thì gặp anh Ninh. Nếu không anh sẽ không đến nhanh như vậy. Gia Kỳ, em nên cùng bạn lên xe, trong xe ấm áp hơn. Tên đàn ông vừa nói vừa mở cửa xe ra. Tên đàn ông được gọi là anh Định nhìn Lâm Dĩnh Nhi bằng ánh mắt rừng rực lửa, sau khi nghe lời của tên kia thì hai mắt càng tỏa sáng. Đúng vậy, Tiểu Huy nói rất đúng, bên ngoài rất lạnh, mời hai em lên xe ngồi. Giang Gia Kỳ thấy tên Tiểu Huy kia liên tục dùng mắt ra hiệu cho mình, vẻ từ chối trong mắt chợt giảm xuống. Dĩnh Nhi, nếu anh Ninh đã nhiệt tình như vậy, chúng ta theo anh ấy về khách sạn nhé. Lâm Dĩnh Nhi cũng rất ghét ánh mắt của anh Ninh kia, nàng nào có tâm tư đi xe của đối phương. Sau khi nghe lời cô bạn thì nàng quay sang nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với tình huống trước mắt, trong mắt anh Ninh và tên Tiểu Huy kia lại có chút mờ ám, thứ đó nào có thể che giấu được hắn. Thấy Lâm Dĩnh Nhi nhìn mình thì hắn thản nhiên nói. Dĩnh Nhi! Ngồi xe của anh đã đặt khách sạn rồi. Vương Tử Quân vừa nói vừa đi về chiếc Santana của mình. Lâm Dĩnh Nhi cười nói với Giang Gia Kỳ. Gia Kỳ, anh ấy chạy xe đến, chúng ta ngồi xe của anh Quân. Tên đàn ông gọi là anh Ninh thấy mỹ nữ làm minh say lòng lại đi theo một tên đàn ông đeo kiếng đen, thế là vẻ mặt trở nên khó coi. Ánh mắt Tiểu Huy thì càng chớp động, hắn đi đến bên cạnh Giang Gia Kỳ nói. Em đi khuyên cô bạn của em. Để cho cô ấy ngồi xe của anh Ninh, nếu anh Ninh mất hứng mà nổi giận sang phía anh, như vậy anh cũng thảm thương. Giang Gia Kỳ nhìn gương mặt anh Tuấn của Tiểu Huy, nhưng nàng còn do dự thì Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi đã đến bên cạnh chiếc Santana, Lâm Dĩnh Nhi tiến lên xe ngồi ở phía sau, đồng thời còn vẫy vẫy tay với nàng. Chương 197, Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Xoẹt xoẹt xoẹt, Vương Tử Quân nhíu mày giữ lấy chìa khóa.
nhưng dù hắn có mất công tốn sức cỡ nào thì chiếc Santana vẫn không chịu nổ máy, giống như cố ý làm cho Bí Thư Vương mất mặt. Hắn cũng biết chiếc xe này nhiều lúc thường hay như vậy, nhưng không ngờ nó lại bãi công vào đúng thời điểm mấu chốt thế này. Ôi, xe của anh không phải đã bị hỏng rồi chứ? Lâm Dĩnh Nhi nhìn bộ dạng nhíu mày của Vương Tử Quân rồi cười hì hì trêu ghẹo. À, có lẽ là vậy. Vương Tử Quân đưa hai tay lên trời, tỏ vẻ không làm gì được. Hắn chỉ biết lái xe, nếu xe có vấn đề mà cần sửa chữa thì hắn chịu. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết đoán lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Hạ Châu, để hắn thông báo cho Tiểu Thái đến đây. Cốc, cốc, cốc. Tên thanh niên được gọi là Tiểu Huy chợt tiến đến gõ cửa sổ xe, hắn dò hỏi. Cậu này, có phải xe hư rồi không? Tôi thấy không bằng thế này, để cho Lâm Dĩnh Nhi đi theo chúng tôi dùng cơm, cậu nghĩ biện pháp sửa xe. Vương Tử Quân vốn đang chưa kịp nổi nóng vì xe hư, bây giờ thấy tên kia đến nói bằng giọng điệu hả hê, thế là trong lòng càng phản cảm. Nhưng Lâm Dĩnh Nhi thật sự là chưa dùng cơm, thế là hắn nghiêng đầu nói. Tiểu nha đầu, chúng ta ngồi xe của hắn đi dùng cơm trước nhé. Lâm Dĩnh Nhi khẽ gật đầu, sau đó cùng Vương Tử Quân xuống xe. Anh Ninh lúc này cũng đã xuống xe, hắn ngậm một điếu thuốc, dùng ánh mắt khinh thường nhìn chiếc Santana hư hỏng và cười trêu tức. Cậu em, xe của cậu đã chạy vài chục năm rồi sao? Tiếng động cơ như máy kéo, tranh thủ thời gian đổi xe đi, ít tiền cũng không nên mua loại xe hư hỏng này, nếu không sẽ cứ mãi khổ sở vì hư hỏng như vậy. Đến đây, tôi cho cậu biết thế nào là xe mới. Tiểu Huy cười nịnh nọt nói. Anh Ninh đã chơi xe thì đừng nói là huyện Lô Bắc. Ngay cả thành phố Hồng Ngọc cũng có rất ít người hơn được, đồng thời cũng là một chuyên gia hiểu xe hơn người. Tiểu Huy nói xong thì lại cố gắng cười. Anh Ninh, người này chỉ sợ không có thời gian nghe anh giảng giải, xe của hắn đã bị hư hỏng, cần sửa chữa. Anh Ninh khẽ gật đầu với Tiểu Huy, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. À, vậy thì để sau vậy. Lâm Dĩnh Nhi tiểu thư, hoan nghênh em đến huyện Lô Bắc, hôm nay tôi làm chủ, mời em đến quán Giáp Ngư Thôn. Vương Tử Quân sao có thể cho Lâm Dĩnh Nhi đi theo hai tên khốn không biết trời biết đất kia, thế là hắn vung tay lên nói. Thôi, không cần, tôi đã đặt cơm ở quán Đại Hoàn Thái rồi, bây giờ chúng ta đi đến đó, xe tôi cứ để ở chỗ này, sẽ có người đến sửa. Vương Tử Quân nói rồi kéo Lâm Dĩnh Nhi ngồi vào trong chiếc xe của anh Ninh. Lúc này anh Ninh thấy Vương Tử Quân không biết điều thì vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, Tiểu Huy thấy anh Ninh giận thì tranh thủ thời gian chạy đến thầm nói vài câu. Cuối cùng vẻ mặt anh Ninh mới hòa hoãn trở lại. Xe mới tất nhiên sẽ khác hẳn chiếc Santana của Vương Tử Quân, chỉ sau một lát đã chạy đến quán cơm Đại Hoàn Quái. Quán cơm không lớn nhưng rất sạch sẽ, mùa đông phương Bắc rất lạnh, trước kia Vương Tử Quân và Tôn Hạ Châu thường đến chỗ này dùng cơm. Anh Ninh vừa xuống xe thì tất nhiên sẽ ngồi xuống bên bàn chẳng nhường ai, hắn khẽ vỗ bàn. Cho hai con ba ba, một phần thịt kho hải sâm, mỗi người một phần cá muối. Anh Ninh vừa mở miệng đã làm cho tên nhân viên phục vụ tiến ra rót nước cảm thấy sững sốt, đến khi báo tên xong các món thì tên nhân viên mới mở miệng nói. Thật xin lỗi tiên sinh, tiệm chúng tôi không có những món ăn anh nói. Anh Ninh biết rõ quán ăn này sẽ không có những món như vậy, hắn tỏ ra bộ dạng như thế chủ yếu làm cho Vương Tử Quân mất mặt mà thôi. Hắn vừa nghe nhân viên giải thích thì vỗ đầu nói. Xem ra tôi đã quên mất, còn tưởng rằng đây là quán ăn Giáp Ngư Thôn. Xem ra cũng có lúc lầm lẫn. Anh Ninh nói xong thì cười lên ha hả. Tiểu Huy thì cười hì hì nói. Anh Ninh, đúng là làm cho anh phải chịu uất ức, với thân phận của anh, những loại chim bay trên trời, cá ở dưới nước, thú trong rừng, có món nào không lên bàn cơm của anh. Quán nhỏ nghèo nàn thế này chắc chắn sẽ không thể nào thỏa mãn cho anh được. Hì hì, này Tiểu Huy cậu cũng không thể nói như vậy được, giống như tôi đây là một ông quan lớn không bằng. Anh Ninh rõ ràng rất hưởng thụ lời nói của Tiểu Huy, ngoài miệng tuy nói lời khiêm tốn nhưng lại quay sang chỉ Vương Tử Quân. Cậu em, tôi không quen chỗ này, hôm nay cậu gọi món đi, tính tiền cho tôi. Vương Tử Quân cũng không thèm quan tâm chút thủ đoạn khoe khoang của anh Ninh, hắn không cần so đo nhiều với loại người đầu óc trống rỗng như vậy. Huyện thành này có nhiều cậu ấm nhưng có mấy ai là vĩ đại. Có quá nhiều kẻ đáng khinh bỉ, anh Ninh này cũng là một phần tử trong số đó mà thôi. Vì vậy mà Vương Tử Quân chỉ cười nhạt với tình huống Tiểu Huy và anh Ninh kẻ sướng người họa, cũng không thèm đáp lời. Hắn cầm lấy menu, nhanh chóng gọi 6 món, một phần cá kho tiêu, một phần thịt kho tàu, một phần gà xé phay, một phần bò xào tỏi, một phần da heo bóp gỏi, một phần thịt kho đậu.
Lâm Dĩnh Nhi nhìn những món ăn được đưa lên mà khẽ liếc mắt sang nhìn Vương Tử Quân, sau đó lại nở nụ cười hạnh phúc, vì những món ăn Vương Tử Quân gọi lên đều phù hợp với khẩu vị của nàng. Anh Ninh thấy Vương Tử Quân gọi những món ăn bình thường thì cảm thấy cơ hội của mình lại đến, hắn bĩu môi, sau đó dùng giọng không cho là đúng nói. Cậu em, cậu gọi những món như vậy sao? Có phải là xem thường anh Ninh tôi đây không? Nhân viên, gọi ông chủ của các người đến đây. Tên nhân viên phục vụ thấy cách ăn mặc của anh Ninh thì biết đây là loại người không thể chọc vào, thế là vội vàng đi gọi ông cụ, một lát sau một người đàn ông hơn 30 nhanh chóng đi vào phòng. Anh là ông cụ quán cơm này sao? Có nhận ra tôi không? Anh Ninh châm một điếu thuốc rồi dùng giọng ngạo mạn nói. Ông cụ đưa mắt nhìn anh Ninh, cảm thấy chưa từng gặp qua người này, nhưng những năm qua hắn kinh doanh quán cơm đã gặp qua nhiều loại khách với nhiều tính khí khác nhau, thế là dùng giọng tùy cơ ứng biến nói. Tôi thấy anh rất quen mặt, nhưng lúc này thật sự không nghĩ ra, không biết nên xưng hô với anh như thế nào. Đây là anh Ninh, nhận ra chưa? Chính là công tử của Cục trưởng Ninh Phòng Cục Thuế. Tiểu Huy rất biết tận dụng thời cơ, hắn tranh thủ thời gian giới thiệu cho ông chủ quán cơm. Nhưng khi hắn giới thiệu về Ninh công tử thì lại đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, giống như đang cố ý khoe khoang với Vương Tử Quân vậy. Là công tử của Cục trưởng Cục Thuế, Vương Tử Quân cũng không thèm quan tâm. Hắn chỉ khẽ nói chuyện với Lâm Dĩnh Nhi. Nhưng lúc Tiểu Huy giới thiệu thì anh Ninh cũng không quên ưỡn lưng lên, giống như một con chim đang phô bày sức mạnh của mình với chim cái. Ôi, thì ra là Ninh công tử, không tiếp đón ngài từ xa, bây giờ ngài đại giá quang lâm thật sự làm cho quán nhỏ của tôi thêm vẻ vang. Ông cụ kia giống như đã nghe được tên tuổi của anh Ninh, trong lòng thầm kêu khổ, ngoài miệng lại tranh thủ thời gian nịnh nọt. À, anh Ninh đến đây dùng cơm, anh nên chuẩn bị vài món đặc sắc. Sau đó dọn ngay lên đây. Tiểu Huy vung tay lên tỏ ý cho ông cụ quán có thể đi ra. Tiểu Huy, không phải tôi nói cậu, nhưng bố tôi là cục trưởng, việc này cũng không nên nói lung tung, nếu không ông ấy sẽ mắng tôi. Anh Ninh biểu hiện giống như phân phó Tiểu Huy, thế nhưng ánh mắt lại liên tục nhìn sang Lâm Dĩnh Nhi, rõ ràng là quan sát phản ứng của cô gái kia. Nhưng biểu hiện của Lâm Dĩnh Nhi làm cho anh Ninh chợt thất vọng, vì nàng không thèm quan tâm đến bộ dạng khoe khoang của hắn. Chỉ khẽ lên tiếng nói chuyện với Giang Gia Kỳ. Lúc này người sinh ra những cảm giác không tốt nhất chính là Giang Gia Kỳ, dù nàng chưa tiến vào xã hội, nhưng bạn trai là một kẻ nịnh bợ, điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy mất mặt. Thức ăn được dâng lên rất nhanh, ông chủ còn tự mình đưa đến một chai rượu ngũ lương. Anh Ninh mở chai rượu ngũ lương, sau đó hắn nói với Vương Tử Quân. Cậu em, đến cùng uống cho vui. Rượu ngũ lương này tuy không bằng Mao Đài nhưng uống vào rất ngon, cũng có hương vị. Không uống sẽ không biết như thế nào, nhưng nếm vào sẽ cảm thấy không quên. Vương Tử Quân vừa nhìn thấy rượu thì trong dạ dày đã sinh ra cảm giác khó chịu, tửu lượng của hắn chỉ là bình thường, những ngày qua lại liên tục tiệc rượu, thế cho nên thấy rượu là giống như sinh ra phản xạ có điều kiện. Thấy anh Ninh kia rót rượu cho mình mà không nói thêm câu nào, hắn nhanh chóng dùng tay che ly của mình rồi nói. Ngày hôm qua tôi đã uống hơi nhiều, các anh cứ uống vui vẻ, hôm nay tôi không uống. Thế nào, không nể tình sao? Anh Ninh vừa nói vừa đặt chai rượu xuống mặt bàn. Ôi, anh xem, cậu em này đúng là không biết tán thưởng gì cả, anh Ninh có ý tốt mời cậu uống rượu ngũ lương, cậu lại làm như mình là đại cô nương vậy. Mau lên, rót đầy ly kẻo anh Ninh mất hứng. Tiểu Huy thấy Vương Tử Quân chọc anh Ninh nổi giận thì nhanh chóng lên tiếng nịnh hót. Trên quan trường uống rượu cũng phải có quy củ, Vương Tử Quân uống rượu thì những người mở tiệc chiêu đãi không phải là thường ủy huyện ủy thì cũng là phó chủ tịch huyện. Anh Ninh dù là một đứa con của cục trưởng cục thuế, trong mắt Tiểu Huy thì anh Ninh có thể là đối tượng để nịnh hót, nhưng đối với Vương Tử Quân thì đây chẳng là gì cả. Dĩnh Nhi, tranh thủ thời gian dùng cơm thôi. Vương Tử Quân nói rồi gắp một món cho Lâm Dĩnh Nhi, mà Lâm Dĩnh Nhi cũng nở nụ cười không tiếng động. Cuối cùng đây mới anh là Vương Tử Quân mà nàng muốn tìm đến đây thể nghiệm cuộc sống mới. Lâm Dĩnh Nhi nhìn không được phải lén đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, nàng thầm nở nụ cười, bày ra bộ dạng e thẹn đáng yêu thái quá. Anh Ninh ngồi ở đối diện thấy được tình huống thân mật giữa Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi, giống như nhận được lời cổ vũ, hắn trực tiếp đi đến, cúi người đặt một tay lên bàn, một tay khoát lên lưng ghế của Lâm Dĩnh Nhi, triển khai một tư thế thân mật giống như đang ôm, sau đó lên tiếng. Dĩnh Nhi tiểu thư, em muốn ăn gì? Lâm Dĩnh Nhi buộc chặt lời nói của mình, nàng lên tiếng. Cảm ơn, tôi chỉ muốn ăn cơm. Nói xong thì tiếp tục dùng thêm vài miếng cơm. Sau đó Lâm Dĩnh Nhi đứng lên nói với Giang Gia Kỳ.
Kỳ kỳ, mình đã ăn no, mình đã ngồi xe hơi cả ngày mệt mỏi, mình về nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta liên lạc với nhau. Lâm Dĩnh Nhi vừa nói xong cũng không chờ Giang Gia Kỳ giữ lại, nàng xoay người đi thẳng ra ngoài. Vương Tử Quân đang dùng cơm, bây giờ thấy Lâm Dĩnh Nhi bỏ đi thì cũng vội vàng xách túi chạy theo sau. Anh Ninh và Tiểu Huy đang bàn luận với nhau rất huy phong, nhưng bây giờ thấy Lâm Dĩnh Nhi bỏ đi không chút nể tình như vậy thì có chút hậm hực. Anh Ninh cầm lấy ly rượu khẽ ve vuốt, bộ dạng giống như có thể ném xuống bất cứ lúc nào. Anh Ninh, anh bất giận, đừng nên so đo với loại tiểu nhân vật kia. Tiểu Huy kéo tay của anh Ninh, sau đó khẽ nói vài câu. Giang Gia Kỳ thấy Lâm Dĩnh Nhi bỏ đi, nàng cũng rất bất mãn với bạn trai của mình, thế nên cũng xách túi đi ra bên ngoài. Dĩnh Nhi, em làm sao vậy, nổi giận rồi à? Vương Tử Quân xách túi của Lâm Dĩnh Nhi, lại khẽ mở miệng hỏi. Hai tên khoe khoang kia rõ ràng là ức hiếp anh thái quá, sao anh không dạy cho bọn họ một bài học? Lâm Dĩnh Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác thở phì phò nói. Nổi giận rồi sao? Ha ha, được rồi, Dĩnh Nhi, nếu em đã muốn cho bọn họ một bài học, anh sẽ cho bọn họ biết tay, cho bọn họ biết huyện Lô Bắc này cũng không phải là nơi mà con của cục trưởng cục thuế có thể bò ngang như cua. Không phải hắn cảm thấy mình chạy xe mới là rất oai phong sao? Chúng ta trêu đùa hắn một chút cho vui vậy. Vương Tử Quân lên tiếng khuyên nhủ Lâm Dĩnh Nhi, sau đó hắn cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài. Alo, cục trưởng Tân Dương à, tôi là Vương Tử Quân. Người ở đầu dây bên kia tỏ ra rất khách khí, Vương Tử Quân thuận miệng nói tiếp. Có một người đang dùng cơm ở quán Đại Hoản Quái, chạy xe màu trắng còn chưa có giấy phép, anh giữ xe lại cho tôi, sau đó kiểm tra xem, có phải người của cục thuế ra ngoài dùng cơm sẽ không cần trả tiền hay không. Sau khi phân phó xong, Vương Tử Quân không chờ Trương Tân Dương lên tiếng đồng ý thì cúp máy. Lâm Dĩnh Nhi nhìn bộ dạng Vương Tử Quân gọi điện thoại mà khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, nàng thấy anh Tử Quân này cái gì cũng tốt, cũng giỏi nhẫn nhịn, nếu mình không kích thích thì chỉ sợ sẽ không quan tâm đến chuyện này. Hai người vừa đi được vài bước thì một chiếc xe ba bánh chạy đến, khối chính quyền huyện Lô Bắc rất nghèo, không có nhiều xe taxi mà chỉ có xe ba bánh, đây chính là phương tiện giao thông chủ yếu ở huyện thành Lô Bắc. Đi thôi. Vương Tử Quân vung tay vẫy một chiếc xe ba bánh, sau đó cùng Lâm Dĩnh Nhi ngồi lên, mà anh Ninh và Tiểu Huy cũng đang hùng hổ từ trong quán ăn đi ra. Ngồi trên một chiếc xe ba bánh rách nát mà cũng muốn tán gái sao? Đúng là khốn kiếp, Tiểu Huy, chú hỏi thăm xem tên chó má kia ở đơn vị nào, anh phải cho nó bia tay mới được. Tiểu Huy cũng rất căm tức vì Vương Tử Quân không chịu phối hợp, sau khi nghe anh Ninh nói như vậy thì nhanh chóng đồng ý. Anh Ninh cứ yên tâm. Em sẽ đi điều tra, Lâm Dĩnh Nhi bây giờ là sinh viên, còn chưa sống thực tế. Đợi đến khi cô ta chính thức đi ra xã hội thì sẽ biết có thể gả cho một người như anh Ninh mới thật sự là rơi vào ổ phúc. Ừ, Tiểu Huy nói những lời này làm cho tâm tình của anh Ninh chợt nở hoa, hắn cảm thấy toàn thân ngứa ngáy và cười lên ha hả, hắn vỗ mạnh cánh tay của Tiểu Huy rồi nói. Tiểu tử cậu đúng là thứ gì cũng có thể nói được, anh Ninh đây thích như vậy. Sau khi quay về tôi sẽ nói với bố. Nghe nói trong phòng của cậu còn thiếu một vị trí phó chủ nhiệm, sợ rằng sau đó cậu sẽ được điều động lên cao. Phó chủ nhiệm chính là vị trí mà Tiểu Huy tha thiết mơ ước, hắn đi theo nịnh bợ anh Ninh không phải cơ hội tiến thêm một bước như vậy sao? Hắn nghĩ đến tình huống mình vừa nhận được điện thoại của Giang Gia Kỳ thì gọi ngay cho anh Ninh, hắn càng cảm thấy bội phục chính mình. Tiểu Huy cũng rất quen thuộc với tính cách của anh Ninh, giống như tất cả những người có bố làm lớn, ai cũng có một sở thích giống nhau đó là cua gái. Mỗi ngày một em xinh tươi. Bây giờ cơ hội đến, hắn sẽ có thể trở thành phó chủ nhiệm, hắn cần phải tiếp tục nịnh bợ anh Ninh, còn chuyện Lâm Dĩnh Nhi là bạn học của Giang Gia Kỳ có nghĩ thế nào cũng không quan tâm. Tiểu Huy mở miệng liên tục nói ra những lời cảm kích, mãi đến khi anh Ninh cảm thấy tâm tình vui vẻ như hoa nở, sau đó hai người mới đi về phía chiếc xe màu trắng, căn bản không có ý thanh toán tiền. Ông chủ quán khôn khéo cũng biết lai lịch của hai người kia, thế là chỉ biết khách khí chắp tay tiễn bọn họ ra ngoài cổng mà thôi. Anh Ninh, tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ nói ra kỳ khuyên nhủ cô bạn gái, với gia cảnh và nhân phẩm của anh, nhà đầu kia sao lại không yêu thương nhung nhớ được chứ? Tiểu Huy vẫn tay rồi cười nói. Anh Ninh đắc ý ném cho Tiểu Huy một điếu thuốc nói. Vất vả cho cậu, nhà đầu kia đúng là động lòng người, anh cũng không muốn chơi đùa. Đến khi anh vui vẻ thì sẽ lấy làm vợ cũng nên. Khi anh Ninh vừa mới mở cửa xe thì tiếng thắng gấp vang lên, vào đúng lúc này 10 tên cảnh sát giao thông từ hai chiếc xe 7 chỗ chạy xuống. Đội trưởng Hào, anh muốn làm gì?
Anh Ninh thấy đám cảnh sát giao thông xuất hiện nhiều như vậy thì chợt ngẩn ngơ, sau đó cười lên ha hả. Hắn là người thường xuyên qua lại ở huyện thành, tất nhiên sẽ có giao tình với đám cảnh sát giao thông, vì vậy khi thấy người đến là cảnh sát giao thông thì cũng thầm buông lòng. Đội trưởng Hào là một người đàn ông hơn 30 tuổi, dáng người khỏe mạnh, thấy đối phương là anh Ninh thì trong lòng khẽ động, hắn cũng cười nói. Tiểu Ninh, xe này là của cậu sao? À, coi như là của tôi, bố tôi vừa mua về cho cục thuế, tôi mượn chạy vài vòng. Anh Ninh hồn nhiên không để ý đến vẻ mặt của đội trưởng Hào, hắn chạy chiếc xe như thế này thì mở miệng cũng có chút tự hào. Đối với lãnh đạo một đơn vị thì tài vật có tính là gì? Tất nhiên sẽ xem đó là của nhà mình, mà con mình chạy xe nhà mình không phải là việc bình thường sao? Đây là một chiếc xe mới mua, trong huyện chỉ sợ chỉ có được một hai chiếc mà thôi, anh Ninh chạy một chiếc xe như vậy không phải sẽ rất uy phong sao? Đội trưởng Hào chợt nhướng mày, nhưng ngay sau đó hắn đã cho ra quyết đoán. Tuy hắn không muốn đắc tội với anh Ninh, thế nhưng hắn càng không muốn đắc tội với lãnh đạo trực tiếp của mình là Trương Tân Dương. Cục thuế tuy lợi hại nhưng cũng không quản được đội cảnh sát giao thông của hắn. Chìa khóa xe đâu? Đội trưởng Hào nhìn vào chiếc chìa khóa hoa hòe trong tay của anh Ninh rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Nó đây, đội trưởng Hào, anh xem chìa khóa chiếc xe này xem, nó khác với những xe bình thường, tôi thấy sau này chìa khóa xe sẽ được làm theo hình thức thế này, như vậy mới đẹp. Anh Ninh vừa nói vừa đưa chìa khóa xe cho đội trưởng Hào, cũng không quên nói những lời khoe khoang. Đội trưởng Hào thấy đối phương đưa chìa khóa đến thì cũng đâu cần khách khí, hắn tiếp nhận nhìn lướt qua, nói một câu thật sự có hơi khác biệt, sau đó hắn tiện tay ném cho một viên cảnh sát giao thông ở bên cạnh. Tiểu Lưu, lái xe đi. Anh Ninh thấy tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi lên xe thì chưa kịp phản ứng, nhưng khi thấy chiếc xe chạy đi xa thì mới cảm thấy không đúng. Khi hắn đang định nổi giận thì đội trưởng Hào đã tiếp tục nói. Không được tùy ý đỗ xe ven đường, bây giờ xe của cậu bị tạm giữ, cậu chờ chút, sẽ có hóa đơn cho cậu. Anh Ninh chợt ngây người, hắn không ngờ sự việc lại biến thành như vậy. Đội trưởng Hào, anh không phải đang nói đùa sao? Tôi nhát gan, nhưng anh cũng đừng hù tôi như vậy, tôi chỉ uống chút rượu, cũng không tính là lái xe trong tình huống say rượu. Nếu không thì thế này. Tôi làm chủ, anh em vui vẻ một lần nhé. Anh Ninh kéo tay đội trưởng Hào rồi dùng giọng nịnh nọt nói. Cậu Ninh, không phải là tôi muốn giữ xe của cậu, là cậu đắc tội với người ta. Đội trưởng Hào cũng không muốn đắc tội với anh Ninh, thấy anh Ninh hạ tư thái như vậy, hắn cũng vỗ vai của đối phương và dùng giọng ẩn giấu nói. Vương Tử Quân đặt cho Lâm Dĩnh Nhi một phòng ở nhà khách huyện ủy, dưới những lời nịnh nọt của giám đốc nhà khách Trần Vân Đạt. Lâm Dĩnh Nhi được dàn xếp đến phòng cách vách với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân sở dĩ sắp xếp cho Lâm Dĩnh Nhi đến ở trong nhà khách chủ yếu cũng vì suy xét đến vấn đề an toàn, vì đây chính là công chúa bảo bối của bí thư tỉnh ủy. Nhưng khi đến nhà khách, Trần Vân Đạt thấy Vương Tử Quân đưa một cô gái xinh đẹp như Lâm Dĩnh Nhi quay về thì nhìn bằng ánh mắt nghiền ngẫm, có chút mập mờ và vui vẻ. Điều này làm cho Vương Tử Quân có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm giác thành tựu. Chỉ có đàn ông mới hiểu được cảm giác này là như thế nào. Sau khi cảm khái một phen, Vương Tử Quân cùng Lâm Dĩnh Nhi đi đến phòng. Cười cái gì mà cười? Hai người tranh thủ thời gian đi thay đổi các vật dụng mới, đúng vậy, cái gì cũng phải là mới nhất và tốt nhất, mặt khác chăn mền khăn mặt cũng phải là loại mới, tóm lại tất cả đều phải đổi mới. Khi Vương Tử Quân đưa Lâm Dĩnh Nhi lên phòng thì Trần Vân Đạt cũng đi đến khẽ dặn dò với hai nhân viên phục vụ. Hai nhân viên phục vụ bị Trần Vân Đạt sai khiến tối tăm mặt mũi, giống như hôm nay có một nữ hoàng giá lâm vậy. Giám đốc, còn chuyện tiền bạc tính thế nào? Tiểu Tiếu nghe thấy Trần Vân Đạt sắp xếp như vậy thì dùng giọng lo lắng hi ơ. Đúng là đầu heo, ông còn có thể thiếu tiền của mày sao? Ông đây đang biểu hiện trước mặt bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân bắt đầu tiến vào nhà khách thì Trần Vân Đạt tuy rất khách khí nhưng lại giống như giả mù sa mưa, cũng không cố gắng nịnh nọt. Nhưng bây giờ không còn giống trước, khi địa vị của bí thư Vương dần tăng lên thì hắn càng phải đổi biện pháp nịnh nọt vì sao sáng trên bầu trời quan trường huyện Lô Bắc này. Hôm nay Lâm Dĩnh Nhi đến đây, hắn thầm cảm thấy vui sướng, vì cơ hội của mình đã đến rồi. Chương 198, Mượn Hoa Hiến Phật. Lâm Dĩnh Nhi thấy gian phòng sạch sẽ không một hạt bụi, lúc này lại nghe thấy Trần Vân Đạt sắp xếp như vậy, không khỏi cảm thấy mình nhận được đãi ngộ cao, trong lòng có chút sợ hãi. Anh Tử Quân, Lâm Dĩnh Nhi kéo tay của Vương Tử Quân và khẽ nói. Đừng lo, Lâm Dĩnh Nhi muốn nói gì thì Vương Tử Quân biết rất rõ,
hắn khoát tay không cho là đúng, lại dùng giọng thản nhiên nói với Lâm Dĩnh Nhi. Vương Tử Quân tất nhiên cũng không có ý ngăn trở những biểu hiện của Trần Vân Đạt, người ta đến chức quan cao cũng không thể xa rời thủ hạ, cũng không thể không chạm đất. Có khi người ta hầu hạ ở bên cạnh cũng phải học cách giả vờ câm điếc, vào thời điểm thích hợp cũng phải cho bọn họ nịnh bợ, như vậy mình vừa thoải mái mà người bên dưới lại vui sướng. Hơn nữa Lâm Dĩnh Nhi vốn cũng nên được hưởng thụ những đãi ngộ như vậy. Giám đốc Trần, anh cứ đi xử lý công tác của mình. À, đúng rồi, anh nói với phòng bếp, để bọn họ làm vài món đơn giản đưa lên phòng. Vương Tử Quân phân phó xong với Trần Vân Đạt thì khoát tay đi ngay. Trần Vân Đạt khẽ cười, nói bí thư cứ bận rộn, có gì cứ gọi tôi, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Không còn có một người ngoài như Trần Vân Đạt, Lâm Dĩnh Nhi cũng trầm tĩnh trở lại, nàng cười quyến rũ với Vương Tử Quân rồi nói. Thật sự là không chịu được, người này không ngờ lại như thế, làm cho em cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không lên tiếng. Đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên, vừa nhấn nút nghe thì bên kia đã vang lên giọng nói của Thái Thần Bân. Bí thư Vương, xe đã sửa xong, có cần tôi đi đón anh không? Sau hơn một tháng tiếp xúc thì Thái Thần Bân ngày càng thích hợp với vị trí lái xe của Vương Tử Quân, tiểu thái là người có ánh mắt, miệng nghiêm chỉnh, giao việc gì cũng làm thỏa đáng, cực kỳ lưu loát. Hơn nữa chỉ cần Vương Tử Quân có sắp xếp thì hắn đều tuân thủ nghiêm ngặt một nguyên tắc, mọi việc đều có hồi âm, mọi vật đều có điểm rơi. Thế cho nên tạo được niềm vui cho Vương Tử Quân. Nếu nói từ góc độ nào đó thì hắn là một lái xe giống như một thư ký là Tôn Hạ Châu, điều này cũng làm cho Vương Tử Quân vừa lòng đẹp ý. Tôi ở nhà khách huyện ủy, thế này đi, một giờ sau anh đến đón tôi. Vương Tử Quân nói vài câu rồi cúp điện thoại, ngay sau đó là Trương Tân Dương gọi điện thoại đến. Bí thư Vương, xe của tiểu tử kia đã bị giữ lại, anh xem nên xử lý con trai của anh Ninh Cục Thuế như thế nào đây? Âm thanh của Trương Tân Dương là rất lớn, tuy nói qua điện thoại nhưng cả phòng cũng có thể nghe được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Trương Tân Dương này làm việc với hiệu suất rất tốt, hắn cười cười nói. Cứ làm việc theo nếp là được, có tạo ra cho anh áp lực nào không? Bí thư Vương, anh sao lại nói như vậy, Trương Tân Dương tôi là loại người như vậy sao? Anh cứ yên tâm, nếu anh không lên tiếng, dù là ông trời xuống đây thì tôi cũng không nghe theo. Trương Tân Dương nói ra những lời này có vẻ hơi quá, nhưng hắn lại biểu hiện tâm tư thuần phục của mình cực kỳ đúng chỗ và tinh tế. Sau khi nhận vị trí Phó Cục trưởng Cục Công an, đầu và mắt của Trương Tân Dương đã dán lên người của Vương Tử Quân. Hắn tất nhiên sẽ biết rõ mình đi theo Vương Tử Quân có lợi thế nào, vì vậy lúc này vừa nghe Vương Tử Quân lên tiếng thì đã mở miệng nói lời trung tâm. Vậy là tốt rồi, thế này đi, anh tạm thời cứ giữ xe của tên kia lại, chờ lát nữa tôi sẽ trả lời. Vương Tử Quân tắt điện thoại, tâm tư khẽ chuyển động, sau đó hắn cầm điện thoại gọi ra ngoài. Bí thư Tử Quân, sao hôm nay cậu lại gọi điện thoại cho tôi thế này? Âm thanh trầm ổn của Hầu Thiên Đông vang ra từ trong điện thoại. Bây giờ thái độ của Hầu Thiên Đông với Vương Tử Quân là khá tốt, luôn có khuynh hướng muốn kéo Vương Tử Quân vào trong trận doanh của mình. Vương Tử Quân nghe được lời của Hầu Thiên Đông thì dùng giọng cung kính nói. Bí thư Hầu. Anh đang phê bình tôi không có việc gì không dám gọi điện thoại cho anh, chẳng qua vì tôi sợ quấy rầy anh. Nhưng bây giờ tôi đã quyết định, sau này mỗi ngày sẽ đều gọi điện thoại xin chỉ thị của anh, như vậy anh cũng đừng trách tôi quấy rầy đấy. Ha ha ha, bí thư Tử Quân, xem cậu kìa, tôi còn chưa nói rõ mà cậu đã nhanh miệng như vậy, cậu nói đi, có chuyện gì vậy? Vương Tử Quân nói ra những lời làm cho tâm tình Hầu Thiên Đông chợt sảng khoái, trong lời nói càng có thêm vài phần thân thiết. Bí thư Hầu, là thế này, xe của tôi lại hư hỏng, cho nên muốn mượn xe của anh 2 ngày. Vương Tử Quân vẫn mỉm cười, điều này làm cho Trần Vân Đạt đang đi vào phòng phải đổ mồ hôi hột. Bí thư Tử Quân luôn ra bài không theo quy tắc thông thường, thật sự là cực kỳ có cá tính. Ai cũng nói bí thư Vương rất lớn gan, xem ra lời đồn là thật không sai, xe của mình bị hư thì mượn xe của bí thư sử dụng, kẻ nào dám làm như vậy. Được, chừng nào cậu đến lấy. Tôi sẽ nói Tiểu Trung cho cậu đưa đi. Hầu Thiên Đông vừa nghe thấy lời yêu cầu của Vương Tử Quân thì trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng giọng nói vẫn rất trầm ổn, giống như Vương Tử Quân không phải là thuộc hạ, mà chính là thượng cấp của lão. Vậy thì phải cảm ơn Bí Thư Hầu, anh đã giải quyết cho tôi một vấn đề khó khăn không nhỏ, không cho phép anh đổi ý đấy. Vương Tử Quân vừa cảm tạ vừa nói tiếp. Bí Thư Hầu, anh Ninh của Cục Thuế mới tìm đến tôi. Có một chuyện anh ấy xấu hổ không dám báo cáo trực tiếp với anh,
vì vậy mà tìm đến với tôi. Việc gì, cậu nói đi. Hầu Thiên Đông biết rõ Vương Tử Quân còn nhiều lời rào đón, thế cho nên mới dùng giọng không nhanh không chậm nói. Anh ấy nói anh là lãnh đạo huyện Lô Bắc, là đại biểu cho hình tượng của cả huyện, nếu huyện chúng ta muốn phát triển, muốn tiếp tục tiến lên, muốn kêu gọi nhiều nhà đầu tư, mà không muốn để cho những thương nhân đến nhìn thấy xe của anh đã cảm thấy kinh tế của huyện Lô Bắc chúng ta đang tụt hậu. Vì thế mà bọn họ mua một chiếc xe mới, muốn cho anh dùng trước. Hầu Thiên Đông cũng có nghe nói cục thuế mua xe mới, trong lòng cũng có suy tính muốn mượn thử chạy xem thế nào. Lão rất quen thuộc cục trưởng Ninh Thành Uy, vì thế mà cảm thấy kỳ quái vì một sự kiện vuốt mông ngựa như vậy mà Ninh Thành Uy lại cho người khác nói ra, đúng là khó hiểu. Khoảnh khắc này đầu óc Hầu Thiên Đông xoay chuyển rất nhanh, lão thấy Ninh Thành Uy nếu muốn tặng xe cho mình thì sẽ tuyệt đối không chịu quanh co lòng vòng như vậy, sẽ trực tiếp đưa đến, nào cần phải qua miệng của Vương Tử Quân theo kiểu thế này. Mà bây giờ Vương Tử Quân đang gọi điện thoại cho Hầu Thiên Đông, lại nói anh Ninh đưa đến cho mình một chiếc xe mới, thế là Hầu Thiên Đông không khỏi cảm thấy bên trong sự việc có vấn đề. Hầu Thiên Đông là một vị bí thư huyện ủy, là người có năng lực phân tích mà kẻ bình thường khó thể sánh được. Sau khi lão trầm tư thì cho ra một lời tổng kết, Ninh Thành Uy sẽ không muốn tặng xe cho mình, đối phương muốn đưa cho Vương Tử Quân sử dụng, sau đó Vương Tử Quân lại đưa đến cho mình. Ý nghĩ này xuất hiện thì lão cũng thầm bội phục vì năng lực suy luận của mình. Vì thế mà có thể thấy Vương Tử Quân xem như là kẻ hiểu biết, biết rõ những gì nên làm và không nên làm. Còn Ninh Thành Uy kia thì quá kỳ cục, chẳng lẽ cảm thấy mình không có tiềm lực tiến lên bằng với Vương Tử Quân sao? Trà trộn trong quan trường thì tuổi lớn sẽ có ưu thế, nhưng anh không phải thấy tôi đã có tuổi, thế cho nên coi tôi không ra gì sao? Bí thư Tử Quân, xe mới cậu cứ sử dụng. Tôi sử dụng chiếc xe kia đã quen rồi. Hầu Thiên Đông lên tiếng từ chối. Bí thư Hầu, anh cũng không thể từ chối như vậy, lát nữa nếu Tiểu Trung không đến thì tôi sẽ cho người đưa xe sang cho anh. Vương Tử Quân mỉm cười nói xong thì cúp điện thoại. Đúng là khốn kiếp, em thấy gọi anh là tên khốn kiếp còn chưa đủ, chỉ vài ngày không gặp mà anh Tử Quân đã trở nên đa mưu túc trí như vậy rồi sao? Lâm Dĩnh Nhi gặm một trái táo đã được Vương Tử Quân gọt vỏ xong. Sau đó nàng nghiêng đầu cười, bộ dạng thật thà không chút tà niệm làm cho người ta cảm thấy nàng rất đáng yêu. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì, dù chỉ là chút thủ đoạn nhưng đối phó với loại người kia cũng không tính là gì cả. Chuyện này quan trọng nhất không phải là đổi xe, chính là để lại một cây gai về hình tượng của Cục trưởng Ninh trong lòng Bí thư Hầu. Chính mình tuy không sợ Cục trưởng Ninh, thế nhưng làm như vậy sẽ tránh đối phương gây phiền toái về sau, đỡ phải rằng con này nọ. Hầu Thiên Đông tuy nói không nhưng một lát sau đã cho lái xe Tiểu Trung đưa chiếc Santana đến, khi Tiểu Trung giao xe thì còn mang đến chỉ thị của Bí thư Hầu, nói là sau này Bí thư Vương cứ sử dụng xe này, còn chuyện liên quan đến cục thuế, không cần quan tâm. Vương Tử Quân mỉm cười nhờ lái xe chuyển đến Bí thư Hầu lời biết ơn của mình, mà chiếc xe của cục thuế đã sớm được Trương Tân Dương đưa đến, lái xe Tiểu Trung nhận được xe mới thì rất thích thú, sau đó chiếc xe để lại một vệt khói rồi chạy mất. Khi Ninh Thành Uy nhận được điện thoại của con trai thì đang ngồi chơi mạt chược trong nhà khách của cục thuế, khi nghe con trai nói chiếc xe mới mua bị cục công an giữ lại, hắn chợt nổi trận lôi đình. Chiếc xe mới kia chính là kiệt tác mà Ninh Thành Uy đã ti tiện keo kiệt cả một năm mới mua về được, không ngờ mình còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã bị con trai cho vào cục công an. Biết con không ai bằng cha, Ninh Thành Uy biết rõ tính nết của con mình là thế nào. Bây giờ vừa nghe thấy sự việc như vậy xảy ra thì mượn cơ hội mắng cho Ninh Thành Long một trận nên thân. Mắng thì mắng nhưng xe vẫn phải mang về, Ninh Thành Uy cũng không quá lo lắng về việc chiếc xe của mình bị giữ lâu, cục công an tuy đã đổi cục trưởng, thế nhưng Liên Giang Hà dù thế nào cũng phải nể mặt hắn. Quả nhiên sau khi nhận được điện thoại của Ninh Thành Uy, Liên Giang Hà đã nhanh chóng mỉm cười đồng ý, nhưng lại nói phải điều tra rõ ràng chân tướng sự việc cái đã, sau đó nhất định sẽ cho thuộc hạ của mình nhận lỗi với cục trưởng Ninh. Ninh Thành Uy tất nhiên biết Liên Giang Hà đang bày ra cục diện khoan dung mà thôi. Đi phu là bất kỳ một vị lãnh đạo nào cũng sẽ không ép thuộc hạ đi xin lỗi, huống hồ là phía mình làm sai. Sau khi gọi điện thoại cho con trai thì Ninh Thành Uy lại tiếp tục ngồi xuống bàn mạt chược, lại tiếp tục chuyên chú đánh mạt chược, nhưng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên. Ninh Thành Uy thầm mắng mình chơi mạt chược cũng không yên, nhưng sau khi nhìn vào dãy số trên điện thoại thì vẻ mặt mất kiên nhẫn chợt biến mất, âm thanh cũng trở nên cực kỳ dịu nhẹ. Chào Bí thư Hầu. À, anh Ninh, cảm ơn anh. Âm thanh của Hầu Thiên Đông truyền ra từ trong điện thoại, sau đó thì cúp máy. Chuyện gì xảy ra, đây đâu phải là lời cảm tạ của lãnh đạo với cấp dưới.
Ninh Thành Uy thật sự không hiểu gì cả, hắn dùng ánh mắt sững sờ nhìn điện thoại mà trong lòng thật sự không yên, đây rốt cuộc là thế nào? Tiểu Hy, cậu chạy xe máy rất tốt, nhưng ngồi sau xe thật sự quá lạnh. Ninh Thành Long ngồi sau xe máy của Tiểu Huy mà lạnh đến mức phát cóng, nhưng trên mặt lại tỏ ra rất vui vẻ. Anh Ninh, anh cứ nhịn một chút, lát nữa lấy xe ra không phải lại ấm áp sao? Tiểu Huy lúc này chỉ sợ Ninh Thành Long đổi quẻ không đề cử mình lên vị trí phó chủ nhiệm, thế là hầu như coi Ninh công tử là ông trời của mình. À, vậy cũng được, đúng rồi, chút nữa cậu theo tôi ngồi xe quay về, chiếc xe máy này để cho người của đội cảnh sát giao thông đưa đến nhà. Còn bà nó, lần này ông cụ quyết định xử lý như vậy, nhưng anh Ninh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đám khốn kiếp kia, cũng phải cho bọn chúng biết tay, để xem lần sau còn dám bắt xe của ông nữa không. Ninh Thành Long vừa nói vừa ngửa đầu đắc ý. Cậu biết không, bố anh vừa gọi điện thoại cho Liên Giang Hà, thì Liên Giang Hà đã mắng đám giữ xe của anh một trận, nhưng ông cụ nhà anh tính nết quá hiền, có lẽ sẽ không đặt nặng chuyện này. Cục trưởng Ninh có phong thái của lãnh đạo, chán tướng quân có thể phi ngựa bụng có thể chống thuyền, điều này thì anh Ninh càng phát huy mạnh mẽ hơn. Tiểu Huy chạy xe khá nhanh nhưng giọng điệu nịnh hót lại không giảm xuống. Chỉ sau chốc lát thì hai người đã đi đến đội cảnh sát giao thông, đúng lúc đội trưởng Hào cũng có mặt. Ninh Thành Long nghĩ đến tình huống vừa rồi đội trưởng Hào giữ xe của mình mà không chịu nể tình, bây giờ hắn đi đến và trên mặt là nụ cười tươi rói. Ôi, đây không phải là đội trưởng Hào sao? Anh khỏe chứ? Tôi đến lấy xe, có lẽ cục trưởng đã gọi điện thoại cho anh rồi chứ? Tôi cũng nói vài lời, đội trưởng Hào, anh cần gì phải mất thời gian như vậy, anh muốn tôi mời khách chỉ cần nói một tiếng là được, cần gì phải giữ xe rồi tôi lại lấy ra, sau này anh lại phải nhận lời trách mắng của cục trưởng. Ninh Thành Long thật sự không buông tha cho người ta, Tiểu Huy rất hiểu tính cách này của anh Ninh. Hắn thầm nghĩ đến thì tranh thủ lấy xe ra, còn nói nhảm làm gì, nếu đội trưởng Hào nổi nóng lên, không phải càng thêm phiền toái sao. Nhưng điều làm cho Tiểu Huy cảm thấy bất ngờ chính là Ninh Thành Long càng tiến lên áp sát, vẻ mặt càng tỏ ra khiêu khích, mà đội trưởng Hào cũng không quan tâm, trên mặt là nụ cười nhạt, giống như những lời của Ninh Thành Long không phải hướng về phía mình. Các cậu đến lấy xe sao? Đi theo tôi. Đội trưởng Hào vừa nói vừa tiến lên phía trước dẫn đường. Ninh Thành Long thấy đội trưởng Hào đi phía trước dẫn đường thì càng tỏ ra đắc ý, trong lòng thầm nghĩ một cuộc điện thoại của bố mình đã cho ra tác dụng. Mà tên đội trưởng đội cảnh sát giao thông bị mình châm chọc một lúc lâu cũng không dám nói lời nào. Ninh Thành Long nghĩ rằng sự kiện này nếu truyền ra ngoài thì tên tuổi của mình càng tăng tiến, thế là hắn vui vẻ đến mức thiếu chút nữa vừa đi vừa hát. Là chiếc xe này, các cậu có thể chạy về. Đội trưởng Hào chỉ vào một khoảng sân, sau đó chỉ về phía một chiếc xe nói. Vậy cảm ơn đội trưởng Hào. Ninh Thành Long còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã há hốc mồm. Đây không phải là một chiếc Santana vứt đi sao? Kém xa chiếc xe mới mua của mình, thế là hắn xoay người lại hỏi. Đội trưởng Hào, anh có phải đã lầm rồi không? Đây vốn không phải là xe của tôi. Đội trưởng Hào cười lạnh nhìn Ninh Thành Long, trong mắt có chút hèn mọn, thầm nghĩ ông không chơi được chú mày, nhưng đã có người chơi chú mày rồi. Ninh Thành Long, chính là chiếc xe này, không sai. Đội trưởng Hào, anh nhìn cho rõ, đây là chiếc Santana. Là một chiếc Santana hư hỏng, xe của tôi màu trắng, là xe mới. Ninh Thành Long vung tay múa chân, bộ dạng tranh chấp như kẻ tâm thần. Đúng là chiếc này, không sai chút nào, tôi đã giữ chiếc xe màu trắng của cậu, không là xe của cục thuế, nhưng chiếc xe đó đã được lái xe của Bí Thư Hầu lái đi, anh ấy nói rằng cục trưởng Ninh đổi xe với Bí Thư Hầu. Đội trưởng Hào lên tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Ninh Thành Long. Cậu cho rằng nếu không phải là Bí Thư Hầu đến đổi xe, tôi sẽ đơn giản cho người ta lái xe của cậu đi sao? Bí Thư Hầu lấy xe đi rồi. Ninh Thành Long chợt cảm thấy đầu óc chấn động, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đội trưởng Hào, sau đó gọi điện thoại cho bố mình. Bố, cục công an nói bố đổi xe cho Bí Thư Hầu, chiếc xe mới đã được lái xe của Bí Thư Hầu đưa đi rồi. Ninh Thành Long gọi điện thoại cho Ninh Thành Uy rồi dùng giọng khó tin nói. Ninh Thành Uy dù sao cũng là một vị cục trưởng, hắn nghe xong lời nói của con trai. Tuy đau lòng vì chiếc xe mới mua của mình, nhưng cũng không thể làm gì được. Hắn lại nghĩ về những lời mà Hầu Thiên Đông vừa nói với mình, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn mà thôi. Dẹt, dẹt, dẹt. Ninh Thành Long dùng sức lay động chìa khóa, hắn muốn khởi động xe, nhưng dù hắn có loay hoay thế nào thì chiếc xe vẫn cứ đáp lại bằng đúng một âm điệu. Ninh Thành Long vốn nóng tính và bực bội, bây giờ dùng hết lực để vặn chìa khóa,
một tiếng rắc vang lên, chìa khóa bị gãy làm đôi. Ninh Thành Long nhìn một nửa chìa khóa trong tay, hắn vỗ mạnh lên tay lái, nhưng dù vỗ mạnh thế nào thì chiếc Santana cũ kỹ vẫn không nhúc nhích. Khốn nạn, chờ tao quay lại thu thập mày. Ninh Thành Long nhảy từ trên xe xuống, hắn đá mạnh vào thân xe, nhưng hắn dùng sức quá mạnh, đá thẳng vào sàn xe. Thân xe có hơi rung, một cảm giác đau đớn thấu xương bùng lên làm Ninh Thành Long kêu gào đau đớn. Á, đau chết mất. Anh Ninh, anh làm sao vậy? Đúng lúc này Tiểu Huy lao đến hỏi. Đau chân. Ninh Thành Long đau đớn ngồi xuống đất, đau đến mức há hốc miệng. Anh Ninh, chiếc xe này sao lại quen mắt như vậy? Tiểu Huy đưa mắt nhìn chiếc xe Santana và trở nên trầm tư. Vương Tử Quân ngồi xuống trước bàn làm việc của chính mình, hắn khẽ đọc qua những văn kiện do Văn phòng Ủy ban Tư pháp đưa đến, dù chỉ còn cách Tết Nguyên Tiêu một ngày nhưng hắn là một vị thường ủy huyện ủy, hắn cũng không thể ngồi không mà chẳng làm gì. Tút, tút, tút. Chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân tiếp điện thoại, đúng lúc âm thanh sung sướng của Lâm Dĩnh Nhi vang lên. Anh Tử Quân, em đang đi dạo với Gia Kỳ, anh đã làm xong chưa? Vương Tử Quân nghe được giọng nói vui vẻ của Lâm Dĩnh Nhi, hắn giống như cảm thấy bộ dạng nàng đang hưng phấn đi trên đường, thế là cười nói. Trong tay anh còn vài văn kiện cần xử lý, thế này đi, chút nữa anh mời em dùng cơm trưa. Như vậy thì được, anh Tử Quân, Gia Kỳ muốn bỏ bạn trai Tiểu Huy, hi hi, là công lao của em phát hiện em bắt đầu làm chuyện xấu giống anh. Vương Tử Quân thật sự dở khóc dở cười, mình chỉ mở miệng để đổi xe mà thôi, không ngờ lại làm cho một cô gái bị lây bệnh. Lâm Dĩnh Nhi ở bên kia vui vẻ cúp máy, Vương Tử Quân cũng lắc đầu cúp điện thoại. Bí thư Vương, tranh án Phó Thuấn Chiêu của tòa án gọi điện thoại đến, hỏi khi nào thì anh rảnh, anh ấy muốn mời anh dùng cơm. Tôn Hạ Châu từ bên ngoài đi vào nói. Phó Thuấn Chiêu. Vương Tử Quân khẽ gõ lên bàn, sau đó hắn dùng giọng thản nhiên nói. Trước ngày 15 tôi đều rất bận, thế này đi, cậu cảm ơn ý tốt của anh ấy, nói là qua Tết Nguyên Tiêu tôi sẽ mời anh ấy dùng cơm. Tôn Hạ Châu khẽ gật đầu, hắn ghi lại lời nói của Vương Tử Quân vào trong sổ, sau đó báo cáo vài công tác đơn giản cho Bí Thư Vương rồi rời khỏi phòng. Vương Tử Quân lại tiếp tục xem xét văn kiện, sau đó đưa tay duỗi ra sau lưng, cảm thấy khá mỏi mệt. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì khẩn cấp, cũng có thời gian đi dạo với tiểu nha đầu Lâm Dĩnh Nhi kia. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn đứng lên và cầm lấy cặp của mình. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên dồn dập, Vương Tử Quân nhướng mày, hắn không thể không nhận máy. Alo, tôi là Vương Tử Quân. Anh Vương, không hay rồi, Dĩnh Nhi gặp phiền toái, có người kéo cô ấy đi. Giang Gia Kỳ nói không ra hơi trong điện thoại, Vương Tử Quân nghe thấy vậy mà trái tim chợt bóp chặt. Các cô đang ở chỗ nào? Vương Tử Quân áp chế tâm tình. Sau đó trầm giọng nói. Ở chợ phía đông, anh đến nhanh đi. Âm thanh của Giang Gia Kỳ có vẻ cực kỳ khủng bố. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, hắn cũng không quan tâm đến những thứ khác mà nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc của mình. Hắn vừa đi vừa gọi điện thoại cho Trương Tân Dương. Tôi hạn cho anh trong thời gian 10 phút, nhanh chóng chạy đến chợ huyện thành. Vương Tử Quân nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại. Khi bóng hình của Vương Tử Quân hiện ra ở hành lang thì Tôn Hạ Châu đã nhanh chóng chạy ra. Nói Tiểu Thái chạy xe, đi đến chợ. Vương Tử Quân không đợi Tôn Hạ Châu mở miệng, hắn lạnh lùng phân phó. Tôn Hạ Châu thấy vẻ mặt và giọng điệu của Vương Tử Quân, hắn cũng không dám nhiều lời. Từ khi ở cùng Vương Tử Quân đến bây giờ, hắn luôn thấy Bí Thư Vương nở nụ cười thân mật và dễ gần, đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình huống như hôm nay. Ai đã chọc giận Bí Thư Vương? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì một cảm giác chung mối thù bùng lên trong óc Tôn Hạ Châu, thế là hắn nhanh chóng chạy về phía ban lái xe gọi Tiểu Thái. Thái Thần Bân lái xe rất nhanh, giống như một cơn gió phóng ra khỏi khu văn phòng huyện ủy. Thái Thần Bân là người có ánh mắt tinh đời, thấy rõ bộ dạng nóng lòng của Vương Tử Quân, vì thế hắn chạy xe như một con rắn, cực kỳ nhanh nhẹn. Chợ phía đông của huyện thành, lúc này người đến kẻ di, cực kỳ náo nhiệt. Thế nên khi xe chạy đến cổng thì đã bị đám người chắn đường, Vương Tử Quân nhanh chóng mở cửa xe và vọt ra bên ngoài. Chương 199, từ trên trời rơi xuống một cô em gái. Tôn Hạ Châu và Thái Thần Bân thật sự không ngờ lãnh đạo của mình xưa nay luôn trầm ổn tự tin lại có thể cho ra hành động thất thố như vậy. Sau khi xe dừng lại ổn định thì cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy theo. Chợ chỉ dài hơn 1000 mét, không phải quá dài.
nhưng khoảng cách này lại làm cho Vương Tử Quân tràn đầy lo lắng, giống như không phải chỉ vì Lâm Dĩnh Nhi là con gái bảo bối của bí thư tỉnh ủy, mà xuất phát từ tận đáy lòng thì hắn cũng muốn bảo vệ Lâm Dĩnh Nhi như đứa em chí thân của mình. Hắn thật sự không biết biểu đạt sự quý trọng của mình với cô gái này như thế nào cho phải. Dù dòng người chen chúc nhưng Vương Tử Quân chạy rất nhanh, càng lâu tìm được tung tích của Lâm Dĩnh Nhi thì vẻ mặt hắn càng thêm sốt ruột. Đột nhiên hai mắt Vương Tử Quân chợt tỏa sáng, hắn thấy một nhóm người chen chúc, thế là chen vào. Bên trong là một khoảng đất trống, trong khoảng đất trống đó có Lâm Dĩnh Nhi mặc áo khoác màu vàng nhạt, nàng đang kéo tay một cô gái nhỏ. Khi thấy mặt Lâm Dĩnh Nhi thì tâm tình của Vương Tử Quân cũng trầm tĩnh lại, hắn không nhịn được phải kêu lên hai tiếng. Dĩnh Nhi! Lâm Dĩnh Nhi đang dùng ánh mắt căm tức nhìn sáu tên du côn trước mặt, bây giờ nghe được tiếng gọi của Vương Tử Quân, nàng chợt run lên, sau đó nhanh chóng xoay người lại, gương mặt tràn đầy bối rối và hoảng hốt. Lúc này những điều tuyệt vọng và uất ức của nàng đều dồn lên mắt, nước mắt lấp đầy hốc mắt, hai môi mấp máy không nói nên lời, cuối cùng mới lộ ra một nụ cười đông cứng. Anh Tử Quân! Lâm Dĩnh Nhi hô lên với Vương Tử Quân, bàn tay trắng nõn cũng đưa lên vẫy gọi. Khoảnh khắc tiếp cận Lâm Dĩnh Nhi thì Vương Tử Quân cuối cùng cũng thấy rõ tình huống, nàng đang rất khốn khổ, trên áo khoác dính đầy đất, còn có một túm tóc rơi xuống, trên gương mặt có một dấu vết bàn tay đỏ hồng. Lâm Dĩnh Nhi bị đánh. Khoảnh khắc này lửa giận trong lòng Vương Tử Quân chợt bùng lên, vẻ mặt hắn lạnh lùng như một thanh sắt, trong ánh mắt toát ra một ngọn lửa rực sáng, bộ dạng thật sự rất dọa người. Hắn phóng đến trước mặt Lâm Dĩnh Nhi, đồng thời cũng vung tay đẩy một tên tiểu tử trước mặt Lâm Dĩnh Nhi văng ra. Dĩnh Nhi, nói đi, ai ra tay với em? Vương Tử Quân nhìn Lâm Dĩnh Nhi rồi dùng giọng đau lòng hỏi. Nếu nhìn từ bên ngoài thì bây giờ bộ dạng của Lâm Dĩnh Nhi rất kiên cường có lực, hai mắt trắng đen rõ ràng, cặp mắt sáng ngời. Nhưng sau cây ếch Vương Tử Quân đến, Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy mình mất hết sức lực, giống như tất cả sức mạnh đã rời khỏi cơ thể của mình. Tâm tình của nàng vốn rất không xong, lục phủ ngũ tạng của nàng giống như tan ra thành từng hạt cát. Nàng tiến lên nắm chặt lấy cánh tay của Vương Tử Quân, cánh tay của hắn thật sự rất ấm áp có lực, trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ quan tâm và hỏi thăm, lại mềm mại như mây. Lâm Dĩnh Nhi không muốn lên tiếng, nàng nhắm mắt lại, khẽ dựa lên vai Vương Tử Quân, toàn thân giống như mất đi tất cả sức nặng, ngay sau đó nước mắt đã chảy thành sông. Hi hi, cảnh sát Đỗ, tôi nói không sai chứ. Em của tôi muốn bỏ chạy cùng tiểu tử này, vì vậy mới không nhận người anh như tôi. Một âm thanh vang lên bên tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe được âm thanh này mà quay mặt nhìn khắp bốn phía, thấy bốn phía quanh Lâm Dĩnh Nhi có 7-8 tên thanh niên, đám người này ăn mặc loè loẹt. Người vừa lên tiếng là một tên thanh niên hơn 20, vẻ mặt tái nhợt, không quá cao, trong đôi mắt dài và hẹp thi thoảng lóe lên cái nhìn lạnh lẽo. Khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn về phía tên thanh niên kia, đối phương đã hô lớn. Nhìn cái gì, để ông đây cắt dứt chân chó của mày. Chúng mày còn làm loạn gì nữa, mau đưa em gái đây tao mang về nhà. Anh dám. Một âm thanh trong trẻo và có chút tức giận chợt vang lên bên cạnh tên kia. Vương Tử Quân quay đầu nhìn, đó là một cô gái mặc áo lông màu xanh, không lớn tuổi, lại xinh đẹp, toàn thân bùng ra khí chất anh thư. Đặc biệt là cô nàng có cặp lông mày cao vút, giống như hai hàng rào chắn tự nhiên che hai hồ nước bên dưới. Nếu nói về vẻ đẹp thì cô gái này không kém Lâm Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi thuộc về vẻ đẹp kinh ngạc phi thường, là mỹ nữ mà người ta nhìn qua khó thể quên được. Nếu nói Lâm Dĩnh Nhi mềm mại đáng yêu thì cô gái kia lại anh thư tiêu sái, Vương Tử Quân chỉ cảm thấy đã từng gặp qua cô gái này ở nơi nào đó, cô bé có nụ cười đoan trang và thân thiết, có hai hàng chân mày như không thể xâm phạm. Hắn chợt sinh ra cảm giác đã quen biết từ lâu, làm cho người ta sinh ra cảm giác an toàn và tin cậy. Tôi sao lại không dám? Em Đỗ, đây chính là việc của nhà chúng ta. Đừng nói là hôm nay em không mặc đồng phục cảnh sát, cho dù em có mặc, cũng từng mở tưởng xen vào việc của người khác. Tên thanh niên kia lên tiếng, thế là có vài tên đàn ông phóng về phía Vương Tử Quân, một tên thanh niên vươn tay kéo Vương Tử Quân. Thằng khốn này, cút ra cho tao. Khoảnh khắc khi bàn tay của đối phương chụp lên người, Vương Tử Quân đã cho tên thanh niên kia một tát. Tuy hắn không biết rõ đầu đuôi sự việc, thế nhưng bộ dạng của Lâm Dĩnh Nhi vào lúc này thật sự làm hắn khó thể kiềm chế cơn tức giận. Đám người kia dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân lại ra tay với mình, thế là cả đám xưa nay quen làm càn chợt ngây người, ngay sau đó tên cầm đầu đã có phản ứng, hắn lớn tiếng nói. Anh em, nó dám ra tay đánh trả, đập chết nó đi. Đánh chết nó đi, cho nó biết thế nào là lợi hại,
Trong tiếng la hét ầm ĩ, hơn chục tên thanh niên lao về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy không thích đánh đấm nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm mà hắn có thể rút lui, thế nên hắn vội vàng đưa Lâm Dĩnh Nhi ra đứng sau lưng mình, chính hắn chuẩn bị nghênh đón đám người kia. Lâm Dĩnh Nhi nhìn trái nhìn phải, lại nhìn bóng lưng trước mắt, lại nhếch miệng cười, nước mắt vô tình bùng lên. Nàng dùng tay lau đi nước mắt, ngay sau đó nàng lại nhanh chóng cảm thấy ấm áp vì sự che chở của Vương Tử Quân. Các người đang làm gì vậy? Còn không mau dừng tay. Trương Tân Dương sau khi nhận được điện thoại của Vương Tử Quân thì nhanh chóng phái người chạy đến hiện trường, mà chính hắn cũng chưa an tâm, thế nên cũng tự mình chạy đến. Lúc này hắn thấy một nhóm người đến vây công Vương Tử Quân, vậy là quát lớn một tiếng. Đám côn đồ kia chuẩn bị ra tay, nhưng lúc này vừa nhìn thấy người đến là cảnh sát thì chân tay nhũn ra, ánh mắt đều tập trung về phía tên thanh niên thủ lĩnh. Tên thanh niên thủ lĩnh thấy cảnh sát thì giống như cũng không có gì e ngại, hắn phất tay cho đám thuộc hạ dừng tay, sau đó dùng ánh mắt trêu tức nhìn Trương Tân Dương rồi dùng giọng điềm nhiên như không hỏi. Ủa, đây không phải là anh Trương sao? À, không nên gọi là anh Trương, phải gọi là Cục trưởng Trương. Cục trưởng Trương này, tôi đây chúc mừng anh được thăng chức, anh xem khi nào thì mời anh em đi uống một trận no say đây. Khi thấy tên thanh niên kia thì trong lòng Trương Tân Dương khẽ động, hắn không ngờ kẻ phát sinh xung đột với Vương Tử Quân lại là người này, hắn trầm ngâm một lát rồi quát lớn. Thịnh Tiểu Hổ, cậu muốn làm gì? Cậu muốn vây công bí thư ủy ban tư pháp huyện ủy sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu nên thành thật, nếu không tôi sẽ bắt cậu. Bí thư ủy ban tư pháp huyện ủy. Nhưng chữ này được Trương Tân Dương nói ra làm cho đám thanh niên bên kia chợt sững sờ, thật sự không ngờ mình lại đút tay vào tổ ong vỏ vẽ, nhưng bọn họ giật mình nhưng trong lòng cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Bí thư vương của ủy ban tư pháp là Vương Tử Quân. Thịnh Tiểu Hổ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười sáng lạn. Ha ha ha, bí thư vương, người không biết cũng không nên trách, tôi đây có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, mong anh đừng trách. Nếu có rảnh tôi xin mời anh dùng cơm, ha ha ha. Thịnh Tiểu Hổ nói rồi đảo cặp mắt qua người Lâm Dĩnh Nhi, sau đó lại khẽ xoay người. Ánh mắt mờ ám của Thịnh Tiểu Hổ nào có thể qua mắt được Vương Tử Quân. Người có thể làm cho Trương Tân Dương kiêng kỵ, chắc chắn là có chút địa vị. Nhưng dù đối phương có địa vị gì thì Vương Tử Quân cũng không muốn bỏ qua. Nếu đối phương chọc vào Vương Tử Quân, hắn sẽ có thể nhẫn nhịn một chút cho xong, nhưng lại chọc vào Lâm Dĩnh Nhi. Rõ ràng là không có dư âm thương lượng. Tôn Hạ Châu chạy đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn há miệng muốn lên tiếng, nhưng Vương Tử Quân lại phất tay, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Tân Dương, sau đó dùng giọng nhàn nhạt nói ra hai chữ. Bắt lại! Trương Tân Dương biết những hành vi mờ ám của mình không qua mắt được Vương Tử Quân, nhưng hắn cũng không ngờ Vương Tử Quân lại làm trầm trọng sự việc, lại ra lệnh cho mình bắt người. Lúc này hắn chợt cảm thấy ngây người, cũng không biết phải làm sao. Nhưng khi hắn đang tỏ ra khó xử thì đã nghe thấy Vương Tử Quân ném ra một câu. Trương Tân Dương, tôi cho anh một kết quả. Vương Tử Quân nói xong thì kéo Lâm Dĩnh Nhi đi về phía bãi đậu xe. Bắt tôi, anh Trương, anh không biết. Thịnh Tiểu Hổ thấy Vương Tử Quân đi thì nở nụ cười đùa cợt, hắn cũng không thèm nhìn viên bí thư ủy ban tư pháp kia, đúng là quá kiêu ngạo. Trương Tân Dương vừa nghe âm thanh nhàn nhạt của Vương Tử Quân thì biết đó là tối hậu thư của bí thư vương. Nếu như mình không ra tay, sau này đừng hòng còn là người của bí thư vương. Nếu không còn sự bảo hộ của Vương Tử Quân, chức phó cục trưởng của mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng Trương Tân Dương cũng rất cố kỵ thế lực của đối phương, hắn cũng biết rõ hậu quả khi đắc tội với đối phương. Sau khi hắn trố mắt nhìn một lát, cuối cùng hắn kéo mũ xuống, lại dùng giọng nghiêm nghị nói với vài tên cảnh sát sau lưng. Đưa người đi cho tôi, có gì xảy ra tôi chịu trách nhiệm. Thịnh Tiểu Hổ nhìn đám người Trương Tân Dương tiến về phía mình mà trong lòng không khỏi có chút chấn động, nhưng sau đó lại dùng giọng ngoài mạnh trong yếu nói. Con bà nó Trương Tân Dương, nếu mày dám ra tay, ông sẽ liều mạng với mày. Nhưng lúc này Thịnh Tiểu Hổ lớn tiếng gào thét lại nhận lấy hai cái tát của Trương Tân Dương, sau đó đám cảnh sát đã sớm có ý kiến với đám côn đồ này đã phóng đến như mãnh hổ xuống núi. Khi thấy Thịnh Tiểu Hổ bị đánh thì đám thanh niên kia thật sự rất lo lắng. Lúc này cảnh sát phóng đến thì cả đám nhanh chân bỏ chạy. Nhưng lúc này có chạy cũng không còn kịp, cả đám bị đè xuống đất, sau đó bị còng tay giải đi. Trương Tân Dương, con bà mày nghe rõ cho tao, anh của tao sẽ không bỏ qua cho mày. Thịnh Tiểu Hổ bị Trương Tân Dương cho hai tát, lúc này càng tỏ ra kiêu ngạo, càng chửi ầm lên.
Trương Tân Dương vừa rồi cho Thịnh Tiểu Hổ hai tát, chút tức giận cũng hạ xuống, bây giờ nghe thấy Thịnh Tiểu Hổ nhắc đến người anh thì trong lòng có hơi giật mình, vô tình không dám tiếp tục có hành động mạnh với đối phương. Khi Trương Tân Dương còn đang do dự thì Thái Thần Bân đã chạy đến, trong tay không biết đã lấy đâu ra một tiếng băng keo, khi Thịnh Tiểu Hổ còn đang hổn hển chuẩn bị lên tiếng thì đã bị Thái Thần Bân dán chặt băng keo vào miệng. Thịnh Tiểu Hổ là một tên hoành hành ngang ngược ở huyện Lô Bắc, bất đắc dĩ bị người ta dán băng keo vào miệng, lúc này giống như heo bị ném vào bao, chỉ có thể phát ra những tiếng rên khẽ mà thôi. Thái Thần Bân đại biểu cho ai? Là đại biểu cho Bí Thư Vương, thế cho nên miếng băng keo đó là do Bí Thư Vương dán lên. Trương Tân Dương nhìn Thái Thần Bân nghênh ngang bỏ đi mà trong lòng chợt xuất hiện vài phần lo lắng. Đi! Trương Tân Dương vung tay với thuộc hạ của mình, sau đó dẫn đoàn người đi về phía xe cảnh sát nằm ở đầu đường. Dân chúng trước đó vì sợ Thịnh Tiểu Hổ mà không dám lên tiếng, bây giờ liên tục chỉ tay vào đám Thịnh Tiểu Hổ đang bị dán băng keo lên miệng, ý nghĩ thế nào không cần nói cũng biết. Sau khi nhóm Trương Tân Dương ra tay thì viên cảnh sát Đỗ kia vẫn đứng thờ ơ lạnh nhạt, nhưng sau khi thấy Thịnh Tiểu Hổ kiêu ngạo bị dán băng keo vào miệng, khóe miệng nàng không khỏi lộ ra nụ cười. Vị bí thư ủy ban tư pháp kia thật sự rất biết điều. Vương Tử Quân dùng một chiếc khăn khẽ lau đi những vết bẩn trên mặt Lâm Dĩnh Nhi, nhà đầu kia lúc này mới biết kêu đau, nước mắt cũng trào ra. Hai người tuy không nói lời nào nhưng chút tình cảm dịu dàng thật sự truyền sang cho nhau. Cô bé được Lâm Dĩnh Nhi giữ chặt lấy bên mình cũng đã hơn 10 tuổi, tuy toàn thân đầy đất cát nhưng lại có vẻ đẹp động lòng người. Chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân đặt khăn lụa xuống rồi khẽ hỏi. Anh, có chuyện thế này. Lâm Dĩnh Nhi kéo tay cô bé rồi nói ra những gì đã xảy ra. Thì ra Lâm Dĩnh Nhi và Giang Gia Kỳ đang đi dạo phố vui vẻ thì thấy vài tên đàn ông điên cuồng đuổi theo một cô bé, những người bên đường thấy sự việc như vậy cũng không thèm quan tâm. Cũng có vài người biết lai lịch của đám thanh niên kia, khi thấy đám thanh niên kia phóng qua bên cạnh thì bọn họ nhanh chóng tránh qua như gặp sói gặp hổ. Lâm Dĩnh Nhi vốn là người có đầy lòng chính nghĩa, nàng thấy cô bé kia ngã sấp xuống, thế là không đành lòng và tiến lên chặn đám người kia lại. Lâm Dĩnh Nhi vừa tiến lên cản đường thì ánh mắt đám thanh niên kia chợt tỏa sáng, không những muốn đưa cô bé kia đi, còn muốn đưa cả Lâm Dĩnh Nhi đi theo. Thịnh Tiểu Hổ tiến lên kéo Lâm Dĩnh Nhi, nàng giằng co và cào vào mặt hắn, điều này làm hắn nổi điên và cho nàng một tát. Thịnh Tiểu Hổ. Vương Tử Quân nhắc đến tên của tên thanh niên kia và vẻ mặt âm trầm đến mức có thể vặn ra nước. Ôi, đã quên chào chị cảnh sát kia, nếu không có chị ấy thì em đã bị đám người xấu kéo đi. Lâm Dĩnh Nhi lúc này mới nhớ lại, nàng dùng giọng cảm thán nói. Ngày mai đến tìm nói lời cảm ơn là được. Vương Tử Quân dùng ánh mắt trìu mến nhìn Lâm Dĩnh Nhi, hắn không kìm lòng được phải vuốt ve đầu nàng. Chương 200, tay bỏ vào túi tiền. Giang Gia Kỳ ngồi trên xe không nói một lời, sự việc vừa rồi làm cho nàng rất giật mình, sự cường thế của Vương Tử Quân vào lúc vừa rồi càng làm cho nàng ý thức được anh Vương này không phải kẻ đơn giản, có thể làm cho một đám cảnh sát nghe lời. Như vậy đối phương sẽ có địa vị ra sao? Cô gái nhỏ kia giống như thật sự kinh hãi, trong lúc Lâm Dĩnh Nhi và Vương Tử Quân nói chuyện thì nàng cuộn người lại như sợ lạnh, ngồi phía sau xe không nhúc nhích, hai mắt đen nhánh chớp động giống như một chú nai con bị thương bất cứ lúc nào cũng chú ý đến những uy hiếp đến từ bốn phía. Một bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy tay của Lâm Dĩnh Nhi, giống như sợ buông tay ra thì nàng sẽ biến mất vào trong không khí. Tút, 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 tút. Ánh mắt Vương Tử Quân rơi lên người cô gái, hắn đang định lên tiếng thì Trương Tân Dương gọi điện thoại đến. Bí thư Vương, tôi đã bắt Thịnh Tiểu Hổ lại. À, vất vả cho anh. Âm thanh của Vương Tử Quân khá nhạt, nhưng càng như vậy thì càng làm cho Trương Tân Dương thấy có vấn đề. Trương Tân Dương trở thành người của Vương Tử Quân, hắn tất nhiên cũng biết về Bí thư Vương, hắn biết lãnh đạo của mình ít bao giờ nổi giận, trước nay luôn bảo trì nụ cười. Dù là lúc giao thủ với Cơ Tòng Lương thì cũng biểu hiện vẻ bình tĩnh, không ngờ Bí thư Vương lại nổi giận vì sự kiện này. Trương Tân Dương do dự một chút, sau đó hắn khẽ xin chỉ thị. Bí thư Vương, nếu không thì đánh cho Thịnh Tiểu Hổ một trận, sau đó bắt hắn nhận lỗi. Trương Tân Dương cực kỳ cẩn thận, nhưng ý nghĩ của hắn cũng không che giấu được Vương Tử Quân, lúc này hai chân mày của Vương Tử Quân khẽ động. Anh có quan hệ với hắn ta? Không, không. Tôi và hắn không chút quan hệ, hắn. Hắn là em trai của Thịnh Thanh Long. Khi nói đến cái tên Trương Thắng Lợi thì giọng điệu của vị phó cục trưởng cục công an có chút trầm thấp. Vương Tử Quân cũng là lần đầu tiên nghe được cái tên Thịnh Thanh Long,
trong huyện Lô Bắc thì đây là cái tên đặt cùng với tên của Hầu Thiên Đông cũng không có vài phần thua kém. Vì đây là người có xí nghiệp vĩ đại, là người giàu nhất huyện Lô Bắc. Trên đầu Thịnh Thanh Long treo một vầng hào quang chói mắt, đám quan viên chính quyền huyện Lô Bắc có hàng ngàn mối liên lạc với Thịnh Thanh Long, thậm chí lãnh đạo huyện cũng là thượng khách trong nhà hắn. Mà Thịnh Tiểu Hổ lại là em ruột của Thịnh Thanh Long. Anh Tử Quân, rất phiền toái sao? Lâm Dĩnh Nhi thấy Vương Tử Quân hạ điện thoại xuống thì khẽ hỏi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Lâm Dĩnh Nhi mà trong lòng có chút ấm áp, hắn nói. Không có gì. Vương Tử Quân khẽ duỗi tay vỗ đầu Lâm Dĩnh Nhi, nhưng vừa nâng tay lên thì đã vội vàng thu về, hắn dùng một loại ánh mắt phức tạp và dịu dàng nhìn nàng. Vương Tử Quân đã định vị mối quan hệ với Lâm Dĩnh Nhi, đó là mối quan hệ anh em, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh uất ức của nàng, hắn chợt nhận ra một vấn đề, đó là hình như không phải là thế. Khi thấy trên gương mặt phấn hồng của nàng, nghe thấy âm thanh tức giận của nàng, lòng hắn thật sự không còn nghe theo cái đầu sai khiến. Lâm Dĩnh Nhi là một cô gái lớn, cũng là một cô bé không dành thế sự, Vương Tử Quân không thể nào phủ nhận mình yêu mến cô gái nhìn có vẻ yếu đuối bất lực nhưng lại cực kỳ thông minh này, ánh mắt của nàng cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác tim đập thình thịch, thế nên cố gắng trốn tránh. Hắn ý thức được điểm này thì trong lòng chợt sinh ra chút lo sợ và nghi hoặc, nhưng rốt cuộc là vì thứ gì thì chính hắn cũng không rõ. Mình cũng xem như đã có người yêu, sau này nên cách xa Lâm Dĩnh Nhi ra một chút. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, thế là trong lòng sinh ra chút thất lạc. Có lẽ tất cả những cậu thanh niên trên thế gian này đều muốn hướng đến một mối tình đầu như Lâm Dĩnh Nhi, thậm chí là có tuổi như Vương Tử Quân, hơn nữa với thân phận hiện tại, chỉ sợ cũng có một khát khao đối với một nữ dịu dàng hiền thục như thế. Nếu xét từ điểm này thì Tần Hồng Cẩm lại thích hợp hơn với Vương Tử Quân, phương diện quyến rũ động lòng người của nàng cũng tương đương với vẻ thông minh nhạy bén và năng lực hơn người. Với tính cách của nàng, từ sau khi Vương Tử Quân đột phá phòng tuyến sau cùng, nàng đã coi Vương Tử Quân là người đàn ông của mình, nàng yên lặng vì hắn mà quản lý lo liệu tất cả, căn bản không chú ý đến những chuyện khác, để hắn không cần phải quan tâm đến chuyện ở nhà, có thể chém giết đi về phía trước mà không cần kiêng kỵ gì. Vương Tử Quân vừa nghĩ đến Tần Hồng Cẩm thì cảm thấy trong lòng bùng lên chút hương vị, hắn cố gắng áp chế cảm xúc dâng lên đầu, hắn nắm chặt tay Lâm Dĩnh Nhi, trong lòng càng thêm chua xót. Chị mau cứu mẹ em, cầu xin chị. Cô bé nãy giờ ngồi yên trên xe đã bắt được tay của Lâm Dĩnh Nhi, nàng nói bằng giọng nước mắt lưng tròng, lúc này trong ánh mắt của nàng tràn đầy hy vọng nóng bỏng. Mẹ em bị làm sao vậy? Lâm Dĩnh Nhi vốn có chút yêu thích cô bé này, bây giờ nghe thấy nàng cầu xin thì trong lòng càng không đành, nàng khẽ dùng tay lau nước mắt cho cô bé rồi dùng giọng ấm áp hỏi. Mẹ em bị bọn người xấu kia bắt đi, nói. Nói là muốn để cho mẹ và em chống đỡ tiền ba nợ. Cô bé nói đến hai chữ người xấu thì gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lẳng lặng nhìn cô bé, hắn không nói gì. Khi Lâm Dĩnh Nhi và cô bé kia nói chuyện với nhau, một sự việc hiện ra trước mắt Vương Tử Quân. Cô bé kia họ Trương, tên là Trương Tiểu Duyệt, bố cô bé là Trương Dũng mở một cửa hàng bán đặc sản trong huyện, cuộc sống nói chung là tạm ổn. Nhưng từ sau khi Trương Dũng tiêm nhiễm thói đánh bạc, tình huống trong nhà đã thay đổi hoàn toàn. Trường đảng thường ngày đi đánh bạc, thắng thì mua rượu uống, thua thì dùng mẹ và Trương Tiểu Duyệt làm nơi trút giận. Vài năm qua đi, của cải khánh kiệt, Trương Dũng thua đỏ mắt, dù là nhà cửa hay cửa hàng đều bị bán đi. Ngày hôm qua một đoàn người xông vào nhà, nói là Trương Dũng đã thua hai mẹ con Trương Tiểu Duyệt, thế là trực tiếp đưa hai mẹ con đi. Mẹ của Trương Tiểu Duyệt tất nhiên sẽ phản kháng nhưng vẫn bị người ta đưa đi. Tên đưa mẹ em đi, chính là tên đã đánh chị, hắn. Hắn rất hung dữ. Trương Tiểu Duyệt nói đến đây thì cơ thể có hơi run rẩy. Đúng là quá đáng, đánh bạc đã quá mức, còn lấy cả vợ con ra đánh cược. Lâm Dĩnh Nhi tức giận nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì, Thái Thần Bân lái xe cực kỳ ổn định, chỉ không lâu sau đã đến nhà khách huyện ủy. Một hồi chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân xuống xe, hắn khẽ nhấn nút nghe, âm thanh của Quách Vạn Thần từ bên trong truyền ra. Bí thư Tử Quân, tối nay có rảnh không? Nếu nói theo thứ tự sắp xếp các thường ủy huyện ủy, Quách Vạn Thần là người đứng trước Vương Tử Quân. Đây là phó bí thư, lại được phân công quản lý tư pháp, thật sự là lãnh đạo trực tiếp của Vương Tử Quân. Sau khi Vương Tử Quân nhận chức bí thư ủy ban tư pháp, thái độ của Quách Vạn Thần với Vương Tử Quân rất ảm đạm, nhưng bây giờ gọi điện thoại lại làm người ta sinh ra cảm giác như được tắm gió xuân. Chào bí thư Quách,
tôi đang định gọi điện thoại cho anh, tối nay hẹn anh dùng cơm. Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn chớp mắt và thản nhiên nói. Quách Vạn Thần cười lên ha hả. Bí thư Tử Quân, cậu quá khách khí rồi, cậu gia nhập vào ngôi nhà tư pháp, như vậy chúng ta sẽ là người một nhà, tôi tiến vào công tác lâu hơn cậu vài năm, tôi là anh thì dù thế nào cũng phải sắp xếp. Thế này đi, tối nay chúng ta gặp mặt ở phòng số một quán ăn giáp ngư thôn, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn. Quách Vạn Thần nói xong địa điểm, không chờ Vương Tử Quân lên tiếng phản đối thì đã cúp điện thoại. Vương Tử Quân có hơi trầm ngâm, sau đó hắn dùng điện thoại gọi cho Trương Tân Dương, nhưng lúc này Trương Tân Dương cũng đang nghe điện thoại. Vương Tử Quân dừng lại một chút, sau đó hắn thu hồi điện thoại, cất bước đi về phía phòng mình. Khi hắn đi đến cửa phòng, Thái Thần Bân trước nay vốn rất hiểu quy cũ, hắn đã dừng xe ở bên dưới và theo sau không một tiếng động. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đưa ba người Lâm Dĩnh Nhi đến phòng, sau đó cùng Thái Thần Bân đi về phòng mình. Thần Bân, ngồi đi. Vương Tử Quân thấy Thái Thần Bân cùng đi vào thì chỉ vào một chiếc ghế ở bên cạnh khẽ nói. Thái Thần Bân là lái xe cho Vương Tử Quân nhiều ngày, cũng rất hiểu tính tình của Vương Tử Quân, thế là hắn cũng không từ chối mà tùy ý ngồi xuống. Vương Tử Quân cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Thái Thần Bân, đợi Thái Thần Bân mở miệng. Bí thư Vương, anh có phải muốn động vào công ty Hưng Long? Thái Thần Bân cắn cắn môi, hắn trầm giọng nói, công ty Hưng Long chính là sản nghiệp của Thịnh Thanh Long, chủ yếu là kinh doanh hai mỏ than. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Thái Thần Bân, hắn khẽ gật đầu nói. Tôi không muốn động vào công ty Hưng Long, chỉ là muốn động vào sòng bạc kia. Thái Thần Bân không ngờ Vương Tử Quân lại đi thẳng vào vấn đề như vậy, trong lòng có chút cảm động vì sự thẳng thắn của lãnh đạo. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó mới dùng giọng do dự nói. Có rất nhiều lãnh đạo biết rõ về sòng bạc của công ty Hưng Long, khi Cơ Tòng Lương còn tại vị cũng muốn vạch trần sòng bạc này, nhưng Cơ Tòng Lương vừa có hành động thì đã bị ép chết ngay. Vương Tử Quân khẽ nâng ly lên, hắn không nói lời nào. Hắn biết Thái Thần Bân đang nói cho mình biết một sự thật, nhưng hắn lại không lên tiếng, chỉ lặng lặng ngồi đó chờ Thái Thần Bân nói tiếp. Bí thư Vương, anh không nên xem thường Thịnh Thanh Long. Tên này có người ở tuyến trên, nghe nói hắn có mối quan hệ không tầm thường với chủ tịch thành phố Hoàng Long Trương. Thái Thần Bân cắn răng, cuối cùng cũng nói ra lời quan trọng nhất mà mình biết. Chủ tịch Hoàng Long Trương, Vương Tử Quân từng gặp qua người này một lần, nghe nói đây là lãnh đạo đi lên từ vị trí bí thư huyện Lô Bắc, thế cho nên có rất nhiều lãnh đạo huyện Lô Bắc lên thành phố muốn tìm gặp mặt lãnh đạo. À, tôi biết rồi, Thần Bân, cảm ơn anh. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Thái Thần Bân tự biết mình đã nói xong, cũng không dám ở lâu, hắn đứng lên rời khỏi phòng của Vương Tử Quân. Sau khi Vương Tử Quân đứng lên tiễn chân Thái Thần Bân, hắn đứng bên cửa sổ và rơi vào trạng thái trầm tư. Bí thư Vương, anh tìm tôi sao? Một lát sau Trương Tân Dương đẩy cửa tiến vào. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi phất tay cho Trương Tân Dương ngồi xuống, hắn nói. Cục trưởng Trương, áp lực rất lớn phải không? Vương Tử Quân nói lời này tuy không đầu không đuôi nhưng Trương Tân Dương tất nhiên sẽ hiểu có ý gì, hắn có chút ngưng trọng, sau đó lại thành thật nói. Bí thư Vương, thật sự tôi có áp lực, vừa rồi đi đường đã nhận không ít cuộc điện thoại, đều là cầu tình cho Thịnh Tiểu Hổ, để tôi thả hắn ta. Vương Tử Quân không hỏi là ai gọi điện thoại đến, hắn thay đổi chủ đề. Anh biết bao nhiêu về sòng bạc kia? Trương Tân Dương tất nhiên biết rõ sòng bạc mà Vương Tử Quân nhắc đến là gì. Trên đường đến đây hắn đã suy nghĩ tất cả, lúc này hắn nghe thấy Vương Tử Quân hỏi về sòng bạc thì lên tiếng. Bí thư Vương, sòng bạc này hầu như là lớn nhất tỉnh Chiết Giang, chẳng những có hạng mục đánh bạc, còn có những phục vụ biến thái khác, nhưng rất nhiều lãnh đạo coi như không biết. Sợ người đứng sau lưng Thịnh Thanh Long sao? Vương Tử Quân khẽ gõ bàn rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Trương Tân Dương thật sự không chút do dự. Anh có sợ không? Vương Tử Quân nhìn Trương Tân Dương, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Trương Tân Dương không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi dứt khoát gọn gàng và trực tiếp như vậy, thế là vô tình không biết mở miệng thế nào. Đèn sáng rực rỡ, giáp ngư thôn vẫn sáng trưng như thường, khi Vương Tử Quân bước xuống xe thì gió lạnh ùa đến, hắn nắm chặt vạt áo cất bước vào trong quán giáp ngư thôn. Những nhân viên phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh chóng đưa Vương Tử Quân đi đến một đại sảnh lắp đặt thiết bị rất xa hoa, đại sảnh này rất rộng. Hơn 80 mét vuông, có vài chục bóng đèn lớn nhỏ, bên trong được chiếu sáng như ban ngày. Lúc này trong đại sảnh có hai người, nhưng bọn họ thảo luận với nhau lại cực kỳ nhiệt liệt.
Vương Tử Quân vừa vào cửa thì hai người đều ngẩng đầu lên, người ngồi ở vị trí chủ vị chính là Quách Vạn Thần. Bí thư Vương đến rồi à? Quách Vạn Thần cười cười đứng lên, hắn tiến lên phía trước đưa tay ra với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chỉ khẽ cười với lễ độ của Quách Vạn Thần, hắn tiến lên một bước bắt tay với đối phương. Dù thế nào thì Quách Vạn Thần này cũng là phó bí thư sắp xếp trước hắn, tất nhiên hắn cũng phải nắm chắc chút lễ tiết. Dù đang bắt tay với Quách Vạn Thần nhưng khóe mắt của Vương Tử Quân vẫn nhìn sang một người đàn ông hơn 30 mặc tây trang màu đen ở bên cạnh. Người đàn ông này ăn mặc cực kỳ hào hoa phong nhã, một cặp kính mắt màu nước trà làm cho người nhìn cho ra nhận định đây là ông chủ một xí nghiệp lớn. Nhìn qua người đàn ông này đã thấy rõ vẻ trấn định ung dung, khí thế đường đường, rất vững vàng. Khi Quách Vạn Thần đứng lên thì người đàn ông kia cũng đứng lên theo, hắn khẽ cười nhìn Vương Tử Quân, nụ cười như làm cho người ta cảm thấy như được tắm gió xuân. Bí thư Tử Quân, tôi giới thiệu cho cậu một người nổi tiếng huyện Lô Bắc, đây là ông cụ Thịnh Thanh Long, ông chủ Thịnh chính là nhà giàu nhất huyện Lô Bắc chúng ta, doanh thu mỗi ngày còn nhiều hơn tiền lương của chúng ta. Quách Vạn Thần dùng giọng nhiệt tình chỉ vào người đàn ông kia rồi cười nói. Quách Vạn Thần cười, bên trong nụ cười có chút ý nghĩa nịnh hót, tất nhiên đối tượng cho hắn nịnh hót chính là Thịnh Thanh Long. Có thể làm cho Quách Vạn Thần hạ thấp tư thái như vậy, có thể thấy ngày thường Thịnh Thanh Long cung không phải hoành hành như thường. Thịnh Thanh Long nở nụ cười tươi rói nhìn Vương Tử Quân, hắn đưa tay ra nói. Bí thư Vương, lần này tuy gặp mặt đầu tiên nhưng đại đan của anh thật sự như sấm rền bên tai tôi. Điều này chứng tỏ huyện Lô Bắc chúng ta có một vị lãnh đạo tài cao, tôi trước nay không có cơ hội bái kiến, thật sự tiếc nuối. Hôm nay tôi xem như dùng gió đông của bí thư Quách, coi như cho tôi được gặp mặt anh. Vương Tử Quân cười cười. Tôi nghe đại danh của ông chủ Thịnh mà giống như sấm rền bên tai, lời nói đầy khí phách. Thịnh Tiểu Hổ khiêm tốn nói hai câu, ba người lại ngồi xuống ghế, từng món thức ăn được đưa lên, một lát sau đã bày ra một bàn lớn. Con người khi gặp đúng người sẽ nói nhiều, không gặp đúng người sẽ nói ít, Vương Tử Quân và Thịnh Thanh Long đều không nói làm sao cho phải, người nói nhiều nhất vào lúc này chính là Quách Vạn Thần, nhưng lời nói của hắn chủ yếu là nhảm nhí. Trương Thắng Lợi và Vương Tử Quân tuy không nói gì nhưng lại liên tục đưa mắt đánh giá đối phương. Một chai rượu Mao Đài được nhân viên phục vụ mở ra, mùi hương bùng lên khắp trong phòng. Thịnh Thanh Long chợt nâng ly rượu lên nói. Bí thư Vương, tôi mời anh một ly. Xem như bồi tội về việc hôm nay, em trai của tôi tính tình lỗ mãng, kính xin bí thư Vương đừng trách. Vương Tử Quân cười cười, hắn nâng ly rượu lên nói. À, chuyện này tôi sẽ không để trong lòng. Thịnh Thanh Long khẽ cụng ly với Vương Tử Quân, sau đó hắn uống một hơi cạn sạch. Hắn đặt ly rượu xuống, nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Bí thư Vương còn trẻ mà đã có khí độ rộng rãi bao dung mọi người, vì thế có thể thấy bí thư là người tương lai rộng mở. Điều này làm cho Thịnh Thanh Long tôi đây cực kỳ bội phục. Chỗ này của tôi có chút lễ vật, thật sự chỉ bày tỏ chút kính ý, kính xin bí thư Vương nhận cho. Thịnh Thanh Long vừa nói vừa khẽ vỗ tay, cửa đại sảnh được mở ra, một NDP. Ăn mặc xinh đẹp tiến vào. Cô gái này tuy không có nhan sắc chim sa cá lặn, nhưng cơ thể quyến rũ, mùa đông mà mặc sườn xám giấu đầu hở đuôi, khi đi lại thì hai đùi trắng như ẩn như hiện, rất là lôi cuốn và ngoạn mục. Bộ ngực cao vút của cô gái giống như hai ngọn núi khi đi lại, liên tục phập phồng, lúc này trong tay cô gái đang nâng một cái hộp nhỏ. Bí thư Vương, tôi cảm thấy cái đồng hồ này có thể phụ trợ cho phong độ chân thành của anh xem, có phải để tôi đeo lên cho anh không? Âm thanh của cô gái kia cực kỳ mềm mại làm cho người nghe sinh ra cảm giác yếu mềm. Hai mắt Quách Vạn Thần nhìn thấy cô gái thì chuyển xuống nhiều vị trí mẫn cảm khác, hắn lặng lẽ nuốt nước bọt, trong mắt chợt bùng lên ngọn lửa. Vương Tử Quân nhìn nhãn hiệu đồng hồ, thầm nghĩ Thịnh Thanh Long thật sự là vung tay hơi mạnh, đồng hồ vài chục ngàn nói tặng là tặng. Vô công không nhận lộc, nếu anh tặng tôi thì tôi cũng không thể tiêu thụ được, chiếc đồng hồ này mong anh Thịnh cứ giữ lại mà sử dụng. Vương Tử Quân khẽ vung tay về phía sau rồi thản nhiên nói. Thịnh Thanh Long không nhúc nhích, ánh mắt híp lại, bên trong ẩn giấu nhiều nội dung. Sau đó hắn khẽ cười lại nhìn qua Vương Tử Quân rồi nói. Tại sao lại là vô công không thụ lộc? Đây là chút lễ vật tôi bồi tội cho Bí Thư Vương, có câu không đánh không quen nhau, Bí Thư Vương, nếu anh coi tôi là bạn thì hãy thu lại. Thịnh Thanh Long nói rồi khẽ gật đầu với cô gái, sau đó cô gái dùng giọng quyến rũ nói. Bí Thư Vương, để tôi đeo đồng hồ cho anh. Nhưng đồng hồ của tôi cũng có rất nhiều, tôi xin ghi khắc ý tốt của ông chủ Thịnh.
Vương Tử Quân vung tay lên dùng giọng lạnh lùng nói. Trong mắt Thịnh Thanh Long lóe lên hàn quang, hắn uống cạn ly rượu, sau đó đặt xuống bàn rồi nói. Bí thư Vương, hôm nay tôi xem như ăn mặc dạng chó hình người, nhưng thực tế tôi là một người thô kệch. Tôi thích kết giao bạn bè, cũng thích cùng bạn bè phát tài. Bí thư Vương hôm nay nếu nhận tâm ý của tôi, sau này nếu muốn tôi không tiếc mạng sống để giúp đỡ, tôi cũng không nhíu mày. Những câu giúp đỡ không tiếc mạng sống của Thịnh Thanh Long rất vang dội, nhưng lời này được nói ra làm cho Vương Tử Quân cảm thấy 10 phần khí thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.